Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Trong bản tin ngày 21 tháng 11 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Tại tỉnh BC, các đường cao tốc mở cửa trở lại, hệ thống lương thực bắt đầu ổn định. Những người lái xe đổ xô đi đổ xăng khi tỉnh áp đặt các hạn chế đi lại và mua xăng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thêm cảnh báo bão được đưa ra cho miền Bắc tỉnh BC khi một con sông trong khí quyển khác sẽ đến, và bờ biển phía đông chuẩn bị có bão mùa thu với gió lớn, mưa xối xả lên đến 150mm. Canada đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về khả năng tẩy chay Olympic tại Bắc Kinh. Kraft Heinz thu hồi một số bột nước trái cây do có thể bị nhiễm thủy tinh và hạt mè bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Thượng nghị sĩ Jose Forest Nysing, 56 tuổi, tử vong sau khi chiến đấu với COVID-19 và tình trạng tự miễn dịch. Đại dịch COVID-19 cho thấy sự thiếu hụt lao động tay nghề cao thuộc ngành công nghệ ở Edmonton. Nhà xây dựng căn hộ ở Ontario đột nhiên hủy bỏ hợp đồng mua bán kéo dài nhiều năm, trừ khi người mua nhà trả thêm 100.000 đô la. Đường mòn ở New Brunswick là địa điểm Canada duy nhất trong danh sách điểm đến hàng đầu thế giới của National Geographic. Và trên thế giới, hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các hạn chế COVID-19 và các yêu cầu về vaccine trên khắp châu Âu. WHO cảnh báo 500.000 người khác ở châu Âu có thể chết vì COVID-19 vào tháng 3. Công nhân Việt Nam kêu cứu khi làm việc tại nhà máy của Trung Quốc ở Serbia Phán quyết tha bổng thiếu niên bắn chết người gây chia rẽ nước Mỹ. Bành xoái xuất hiện tại sự kiện Trung Quốc, WTA vẫn lo ngại. Sa lộ San Diego điên cuồng sau khi xe thiết giáp phun tiền khi cửa bật mở. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi Bản tin Canada và Thế giới Tổng hợp nổi bật nhất trong ngày cùng một số tin giải trí do tạp chí culture magazine thực hiện trên kênh culture channel là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ anh việt duy nhất tại canada sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết bắt đầu với phần tin trong nước cùng với tuấn liêm và hoàng anh Các quan chức tại BC cho biết các đường cao tốc đã mở cửa trở lại và hệ thống lương thực bắt đầu ổn định. Những người lái xe đổ xô đi đổ xăng khi PC áp đặt các hạn chế đi lại và xăng trong bối cảnh lũ lụt. Các nỗ lực suốt ngày đêm để khôi phục các tuyến giao thông chính và cung cấp lương thực ở British Columbia đã bắt đầu có kết quả, các bộ trưởng giao thông và nông nghiệp của tỉnh cho biết hôm thứ Bảy. Xa lộ 99 đã được mở lại vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương với hai đường xe về phía Bắc Pemberton chỉ dành cho các xe nhỏ và nhà chức trách vẫn yêu cầu người lái xe hơi chỉ đi lại vì những lý do cần thiết như là trở về địa chỉ nhà chính. Theo thông báo của chính quyền tỉnh hôm thứ bảy, các trạm kiểm soát sẽ được đặt ra và các hạn chế đi lại sẽ được thực thi và chỉ những xe có trọng lượng dưới 14,5 tấn mới được phép. Thông cáo cho biết, các xe tải nặng hơn nên đi trên quốc lộ số 3 và quốc lộ này đã mở trở lại vào ngày thứ Sáu. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Cơ sở Hạ tầng của BC cho biết mỗi người đã làm việc suốt ngày đêm với tốc độ nhanh và mệt mỏi. Trên đảo Vancouver, đường cao tốc Malahat đã mở cửa trở lại vào ngày thứ Sáu để lưu thông hai chiều sau khi bị chặn bởi dòng nước lũ vào tuần trước. Vào cuối ngày thứ Bảy, thì tỉnh cho biết quốc lộ số 1 đã mở cửa trở lại cho một làn xe lưu thông theo mọi hướng giữa Hope và quốc lộ 9 ở phía đông Chilawatt và một thông cáo cho biết các tài xế được yêu cầu chỉ hạn chế đi lại cho các mục đích thiết yếu trong khi việc dọn dẹp và sửa chữa vẫn đang tiếp tục. Chúng ta không thiếu lương thực, bộ trưởng nói, trong khi nhiều hình ảnh đã được lan truyền về các kệ hàng tạp hóa trống rỗng ở nhiều vùng khác nhau của tỉnh PC, bao gồm cả khu vực xa với lũ lụt. Bộ trưởng nông nghiệp của tỉnh là Lana Popham cho biết hiện không có tình trạng thiếu lương thực chỉ là một ít đình trệ của chuỗi cung ứng mà đang dần được khôi phục với nguồn cung cấp mới. Hàng ngàn con gia súc đã được cho là chết trong lũ lụt trên đồng cỏ Summers Perry ở Abbotsford trước khi nước lạnh dâng cao và thức ăn cạn kiệt. Các tình nguyện viên và nông dân đã dành phần lớn thời gian trong tuần để giải cứu càng nhiều động vật càng tốt khỏi dòng nước lũ. Một số cửa hàng tạp hóa đã đưa ra hạn chế về lượng sữa, trứng và thịt mà người mua có thể mua một lần xe xếp hàng dài để đổ xăng. Hàng dài xe đã rời khỏi các trạm xăng vào tối thứ Sáu, khi các quan chức British Columbia thông báo hạn chế nhiên liệu đối với những người đi lại cho lý do không thiết yếu ở các khu vực của tỉnh bị thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt. Bộ trưởng An toàn Công cộng ông Mike Farnworth cho biết những cư dân không phải là lao động thiết yếu được giới hạn mua 30 lít xăng mỗi lần họ tới một trạm xăng, khi chính phủ đang tìm kiếm xe tải hoặc là xa lan để chở sang từ những vùng xa xôi như là California. Ông Farnworth cho biết ông đang dựa vào sự đánh giá tốt của người dân để bảo đảm tỉnh không bị cạn kiệt nhiên liệu. Nhưng các tài xế đổ xô tới các trạm xăng vào ngày thứ Sáu sau thông báo với một số người nói rằng các hạn chế gây bất tiện và những người khác thì bày tỏ sự hiểu biết của mình rằng các giới hạn là cần thiết việc phân bố áp dụng cho vùng Lower Mainland ở BC, vùng Sea to Sky, Sunshine Coast, Vancouver Island và Gulf Island xảy ra sau khi các đường cung cấp bao gồm cả đường cao tốc và đường sắt bị cuốn trôi hoặc là ngập do lượng mưa kỷ lục bắt đầu vào cuối tuần trước. Việc đi lại cũng bị hạn chế dọc theo các highway 3, 7 và 99 để bảo đảm rằng những phương tiện giao thông thiết yếu mới có thể đi qua. Trong khi đó thì một số đường cao tốc bị đóng cửa trước đã do lũ lụt đã được mở lại một phần. Highway 3, một liên kết quan trọng từ Metro Vancouver tới vùng nội địa Interior của tỉnh đã được mở lại một làn xe giao thông. Một phần của Highway 1 trên Vancouver Island được gọi là Malahat cũng đã được mở lại hai làn xe trước thời hạn vào tối thứ sáu. Highway 1 và 5 Coquihalla được sửa chữa nhiều hơn dự kiến sẽ mất nhiều thời gian do bị sạt lở nghiêm trọng. bốn thi thể đã được trục vớt sau trận lở đất ở Highway 99 tỉnh PC. Thi thể của bốn nạn nhân đã được vớt lên từ hiện trường của vụ lở đất hôm thứ Hai trên Highway 99 ở Lillooet, tỉnh PC. Các nhân viên điều tra xác nhận hôm thứ Bảy. Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ chưa được tiết lộ tên, khiến cho cây cối và mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi trên đường cao tốc và chặn con đường cuối cùng còn lại kết nối Lower Mainland với phần còn lại của tỉnh trong cơn bão quái ác vào tuần qua và ba người đàn ông khác cũng là nạn nhân của cơn bão này pc coroner service dịch vụ điều tra pc cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ đã vớt được một thi thể vào thứ tư và hai thi thể khác vào thứ năm trong một tuyên bố nhân viên điều tra là bà lisa lapoy đã gửi lời chia buồn chân thành đến các gia đình hiện đang đau buồn trước cái chết đột ngột và bất ngờ của người thân của họ RCMP của tỉnh PC đã xác nhận ba người đàn ông này đều nằm trong số những người được xác nhận là mất tích sau vụ sạt lở. Tên của họ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng trung sĩ Janelle Sohihat cho biết người thân của họ đã được thông báo. Các nỗ lực tìm kiếm người thứ năm bị mất tích vẫn tiếp tục cho đến hết thứ sáu, nhưng không thành công. Các nhà chức trách xác nhận hôm thứ Bảy rằng cuộc tìm kiếm đã bị tạm ngừng. các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt cũng phải đối phó với các hạn chế COVID-19. Trong khi tình trạng khẩn cấp trong chất ở tỉnh PC, các quan chức y tế đang nhắc nhở những người đã phải sơ tán khỏi nhà và những người cung cấp viện trợ rằng tình hình COVID-19 vẫn đáng lo ngại, đặc biệt là ở các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện để giảm việc lây truyền. Fraser Health East bao gồm các nơi ở Aberfrost, Agassiz, Hope, Boston Bar, Chilawatt, Mission và Harrison Hot Springs đều có những hạn chế dành cho tất cả những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm giới hạn các cuộc tụ tập cá nhân trong nhà. Các cuộc họp cá nhân trong nhà trong khu vực Interior Health cũng được giới hạn cho 5 người khác hoặc là một hộ gia đình khác và các cuộc họp cá nhân ngoài trời được giới hạn ở 50 người. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix nói rằng ông lo lắng về sự lây truyền COVID-19 ở những vùng này ngay cả trước khi có trận lũ lụt và sau khi có lệnh sơ tán, và nó tiếp tục là mối quan tâm lớn của ông. Theo Bộ trưởng Dix, khoảng 91% người dân trong khu vực Fraser Health đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Trong các cộng đồng Eastern Fraser Health, còn số đó thấp hơn. Trong khu vực Interior Health, có khoảng 86% người dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine đối với ai đã di dời, họ có thể tiêm phát xin trong bất kỳ cộng đồng nào mà họ hiện đang sinh sống và họ có thể đăng ký bằng cách gọi 1833 838 2323 hoặc là trực tuyến thông qua trang web Get Vaccinated. Thưa quý vị, có hai cảnh báo về thời tiết đã được ban hành hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thêm một cảnh báo bão nữa được đưa ra cho miền Bắc tỉnh BC khi một con sông trong khí quyển khác sẽ đến. Cư dân ở phía Bắc của tỉnh BC đang được cảnh báo để chuẩn bị cho cái gọi là con sông khí quyển tiếp theo đổ bộ vào tỉnh. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo bão mùa đông cho các khu vực nội địa của bờ biển phía Bắc, khu vực McGregor và đèo Pine Pass trên quốc lộ 97 trong khi các thông báo thời tiết đặc biệt đã được ban hành cho khu vực Haida và các khu vực ven biển của bờ biển phía bắc North Coast, cảnh báo về tuyết rơi cũng được đưa ra cho một vùng rộng lớn ở miền bắc tỉnh BC, bao gồm cả khu vực Prince George và Stewart-Nechako. Hệ thống thời tiết dự kiến sẽ di chuyển vào khu vực từ thứ Bảy đến thứ Hai, được dự báo sẽ mang lại lượng mưa từ 100 đến 150 mm cho Prince Rupert với từ 30 đến 90 mm ở các khu vực ven biển khác, các khu vực nội địa có thể thấy tuyết từ 10 cm đến 20 cm. Trung tâm dự báo sông của tỉnh BC cũng đưa ra đề phòng lũ lụt cho bờ biển phía bắc, bao gồm Haida Gwaii, Prince Rupert, Kitimat, vịnh Hartley Bay, Camino và các khu vực xung quanh. Xuất hiện trong bối cảnh lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng ở phía Tây Nam tỉnh BC, các cảnh báo đã khiến bộ an toàn công cộng đưa ra cảnh báo thời tiết hiếm gặp của riêng mình, kêu gọi mọi người chuẩn bị cho mọi điều kiện thời tiết. Trong một thông cáo truyền thông yêu cầu người dân chuẩn bị cho mưa lớn và gió mạnh, tỉnh khuyến cáo người dân tránh xa các con sông và sông rạch. Thông cáo khuyến cáo người dân xem dự báo thời tiết cẩn thận, thực hiện các bước để bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi lũ lụt đề phòng cây và cành đổ và chuẩn bị cho tình trạng mất điện. Những người lái xe cũng được yêu cầu giảm tốc độ và lái xe cho phù hợp với điều kiện và không bao giờ lái xe qua dòng nước lũ. Hệ thống thời tiết được dự báo sẽ di chuyển đến bờ biển phía Nam, South Coast trong tình trạng suy yếu vào thứ hai. Bên bờ biển phía Đông cũng có cảnh báo bão mùa thu. Bão mùa thu với gió lớn, mưa xối xả lên đến 150 mm. Bờ biển phía đông đang chuẩn bị cho một cơn bão mùa thu dự kiến sẽ gây ra những cơn mưa xối xả và gió lớn trên khu vực vào đầu tuần tới. Cơ quan môi trường Canada cho biết, cơn bão có thể làm lũ lụt các khu vực của Maritimes với lượng mưa lên tới 150 mm dự kiến ở phía đông Nova Scotia và Cape Breton. Tuyên bố thời tiết đặc biệt của nhà dự báo liên bang được ban hành cho phần lớn Nova Scotia, PEI và New Brunswick. Diễn ra chỉ một tuần sau khi lượng mưa kỷ lục gây ra lũ lụt trên diện rộng ở miền nam tỉnh BC, tình hình đã khiến văn phòng quản lý khẩn cấp của Nova Scotia cảnh báo cư dân về khả năng xảy ra lũ lụt, triều cường và mất điện. Văn phòng là một bộ phận của Sở Nội vụ tỉnh, đang khuyến cáo người dân có đủ thức ăn và nước uống trong 72 giờ, sạc điện thoại di động và đổ xăng cho xe cộ. Cơn bão dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực Maritimes bắt đầu từ thứ hai. Với khả năng xảy ra lũ quét và nước đọng lại trên đường tạo ra các điều kiện lái xe bất lợi. Trong tình hình căng thẳng với Trung Quốc, Canada đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về khả năng tẩy chay Olympic tại Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Canada sẽ tiếp tục thảo luận với các đối tác về khả năng tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, trong bối cảnh vận động viên quần vợt Trung Quốc là Bành Soái mất tích gần đây. Siren Curry, là thư ký báo chí của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Melanie Jolie, cho biết trong một tuyên bố, Canada vẫn vô cùng lo lắng trước những báo cáo đáng lo ngại về vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tuần trước, thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xác nhận, trong cuộc gặp với Thủ tướng Justin Trudeau tại Nhà Trắng, nói rằng ông đang xem xét tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Olympic vào năm tới. Trả lời câu hỏi về bình luận của Tổng thống Mỹ và lập trường của Canada về việc tẩy chay Thư ký Khoury cho biết, họ sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với các đối tác thân cận nhất của chúng tôi. Thủ tướng Trudeau trước đây cho biết, Canada đã có các cuộc trao đổi với các đối tác và đồng minh trên thế giới về Thế vận hội Bắc Kinh. Ông nói, có rất nhiều vận động viên ở Canada và trên toàn thế giới đã và đang tập luyện, tập trung rất nhiều vào điều này. Chúng tôi đang tìm cách để vừa có thể thấy họ thể hiện năng lực của mình và hoàn thành tất cả những công việc khó khăn mà họ đã làm trong nhiều năm đồng thời tiếp tục thể hiện mối quan tâm thực sự của chúng tôi đối với cách chính phủ Trung Quốc hành xử hiện vẫn chưa rõ tình trạng của nữ vận động viên bành xoáy 35 tuổi sau khi tay vợt này công khai cáo buộc ông Giang Gaoli là trương cao lệ 75 tuổi là cựu phó thủ tướng từng là ủy viên thường vụ bộ chính trị đảng cộng sản cầm quyền tấn công tình dục cô cô bành đã viết một bài đăng dài trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 11 nói rằng cô đã bị ép quan hệ tình dục 3 năm trước với ông Giang tại nhà của ông mặc dù nhiều lần đã từ chối. Bài đăng nhanh chóng bị xóa khỏi tài khoản đã được xác minh của cô trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Mặc dù ảnh chụp màn hình về những lời buộc tội của cô đã được chia sẻ trực tuyến, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ không biết về những tranh cãi xung quanh cô Bành là một cựu tay vợt hàng đầu ở nội dung đôi nữ, từng giành danh, danh hiệu tại Wimbledon năm 2013 và giải pháp mở rộng năm 2014. Cô đã tham dự ba kỳ Olympic. Một cuộc tẩy chay thấy vận hội Bắc Kinh đã được giấy lên trước khi cô Bành mất tích để đáp lại các hành động chính trị của Trung Quốc ở Hồng Kông, cũng như cách đối xử của họ với các nhóm thiểu số bao gồm Phật giáo Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo các vụ giam giữ người Canada, ông Michael Kovic và Michael Spavor trong quá khứ, những người mà đã bị Trung Quốc giam giữ hơn 1.000 ngày vì cáo buộc gián điệp, được coi là sự trả đũa cho việc Canada bắt giữ giám đốc điều hành Huawei Mạnh Vãn Châu vào tháng 12 năm 2018, theo lệnh của Hoa Kỳ cũng được nêu ra làm lý do để xem xét một cuộc tẩy chay. Còn trong quan hệ đối tác thương mại với nước láng giềng Hoa Kỳ, Nhà ngoại giao cho biết Tổng thống Biden có thể mở cửa cho Canada khoản tín dụng thuế xe điện. Người đứng đầu một nhóm kinh doanh nổi tiếng của Canada, Hoa Kỳ cho biết bà nhìn thấy tia lửa nhóm lên của một thỏa thuận cho phép các công ty Canada đủ điều kiện nhận tín dụng thuế gây tranh cãi của Tổng thống Joe Biden đối với xe điện. Bà Scottie Greenwood là cựu nhà ngoại giao Mỹ tại Canada, hiện là giám đốc điều hành của doanh nghiệp người Mỹ gốc Canada cho biết Tổng thống Biden chưa chuẩn bị đàm phán với Thủ tướng Justin Trudeau tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo, các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở Washington, trong khi dự luật Bill Back Better trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ của ông vẫn đang được chuyển tới Quốc hội. Nhưng bà nói rằng bà đã nhìn thấy sự cởi mở trong ngôn ngữ của Tổng thống Hoa Kỳ trong một cuộc họp báo ngắn với Thủ tướng Trudeau vào thứ Năm tại phòng bầu dục, đủ cởi mở để cho thấy rằng có thể đạt được một thỏa hiệp cho dù đó là miễn trừ cho các xe ở Bắc Mỹ do công đoàn sản xuất hay một thỏa thuận tương tự. Dự luật của Tổng thống Biden đã được Hạ viện thông qua vào thứ Sáu và hiện đang được chuyển đến Thượng viện, sẽ cung cấp cho người mua xe điện do công nhân công đoàn sản xuất tại Hoa Kỳ, một khoản tín dụng thuế lên tới 12.500 đô la. Canada phản đối quyết liệt kế hoạch này, khẳng định nó làm suy yếu ngành công nghiệp xa hơi của Canada và vi phạm thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ mới một số thành viên trong nội các của Thủ tướng Trudeau đã cảnh báo về khả năng trả đũa lại. Thủ tướng Trudeau, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế bà Mary Ng và các bộ trưởng nội các khác có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, nhiều lần nhấn mạnh sự hội nhập sâu rộng của ngành công nghiệp xa hơi Bắc Mỹ. Họ cũng chỉ ra rằng Canada là nguồn chính của nhiều nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất pin, chẳng hạn như là cobalt, tức là chất bạch kim, và nickel, chất kền, nhưng đối mặt với tất cả những tranh luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ các chuỗi cung ứng đó, các quan chức Hoa Kỳ tỏ ra không hề lây chuyển. Mối quan tâm lớn hơn đối với Canada là làm thế nào để đối phó với phong trào bảo hộ ngày càng gia tăng ở phía nam biên giới. Phong trào đó hiện đang được cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa chấp nhận. Ngay bây giờ, thực tế là Canada coi tín dụng thuế xe điện là có hại cho ngành công nghiệp xe hơi ở nước này, Canada coi đây là mối đe dọa đối với hàng ngàn việc làm ở cả hai bên biên giới. Khi Canada và Hoa Kỳ cùng thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, Bộ trưởng En cho biết Canada sẽ tiếp tục vận động hành lang để được miễn trừ tại cả Nhà Trắng và trên đồi Capitol và vào mọi cơ hội khác mà bà và các bộ trưởng nội các khác có được với những người đồng cấp Hoa Kỳ. Kraft Heinz thu hồi một số bột nước trái cây do có thể bị nhiễm thủy tinh. Kraft Heinz Canada đang thu hồi sản phẩm bột nước chanh Country Time Brand Original Laminate Fruit Juice Substitute Drink Mix và bột tăng vị cam Orange Flavor Crystals do có thể có thủy tinh. Các sản phẩm bị thu hồi đã được bán trên toàn quốc và trực tuyến. Các sản phẩm của Country Time được bán trong các gói 2,4 kg. Sử dụng tốt nhất trước ngày 15 tháng 9 năm 2023. Các sản phẩm tang được bán trong gói 2,2 kg, sử dụng tốt nhất trước ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2023. Tất cả chúng nên được ném bỏ hoặc trả lại nơi mua. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cho biết không có báo cáo nào về bất kỳ thương tích nào liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm bị thu hồi. Hạt mè bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Một thương hiệu hạt mè Allen được bán ở Canada đang bị thu hồi do có thể nhiễm khuẩn Salmonella. Hạt mè hữu cơ nguyên chất đã được bán ở Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Alberta và British Columbia. Hạt được bán trong gói 250 g với số lô 21047 và 21030 hạn sử dụng tốt nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2022 và ngày 16 tháng 8 năm 2022. Thực phẩm bị nhiễm khuẩn Salmonella có thể không có mùi hôi, nhưng nó vẫn có thể gây ra bệnh bao gồm sốt, đau đầu, nôn mửa và buồn nôn, theo Health Canada. Và trong một số trường hợp thì ngộ độc Salmonella có thể dẫn tới nhiễm trùng chết người. Bộ Y tế Canada cho biết hạt mè bị thu hồi thì nên vứt bỏ hoặc là trả lại cửa hàng nơi bạn đã mua. Ontario báo cáo có hơn 700 ca COVID-19 mới trong ngày thứ ba liên tiếp. Các quan chức y tế đã xác nhận có 728 ca nhiễm mới vào ngày thứ Bảy, giảm nhẹ so với 793 ca của ngày hôm trước. Trong số các ca mắc mới có 441 ca chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc là chưa rõ tình trạng tiêm chủng, trong khi 287 ca đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong số các ca nhiễm mới, Toronto báo cáo có 89 ca Simcoe, Muskoka có 63 ca, Sudbury có 60 ca, vùng Waterloo xác nhận có 49 ca, trong khi vùng Peel có 45 ca và 41 ca được báo cáo ở Windsor, Essex Và có thêm 5 người khác đã chết do căn bệnh này, nâng số người chết ở tỉnh do coronavirus lên 9.964 người. Cho đến nay, có khoảng 89% người dân Ontario từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm một liều vaccine COVID-19, và hơn 85% đã được tiêm chủng đầy đủ. Tỉnh cho biết 283 người hiện đang nhập viện do COVID-19 với 215 người trong số đó là không được tiêm chủng đầy đủ hoặc là không rõ tình trạng. Dữ liệu cập nhật về số lượng bệnh nhân trong ICU và trên máy thở không có sẵn vào ngày thứ Bảy. Vào ngày thứ Sáu, thì Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 ở trẻ em từ 5-11 tuổi và họ hy vọng sẽ có khoảng 2,9 triệu liều vaccine cho trẻ em đủ cho liều đầu tiên cho mọi trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi vào cuối tuần tới. Vaccine dành cho trẻ em đã được phê duyệt với khoảng cách tiêm giữa các liều là 3 tuần, nhưng Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng gọi tắt là NACI đã đề nghị là ít nhất 8 tuần giữa các lần tiêm. Bằng chứng đã chỉ ra rằng khoảng cách giữa các liều tiêm dài hơn sẽ làm tăng hiệu quả của vắc xin và thậm chí có thể làm giảm nguy cơ mắc các tác dụng phụ hiếm gặp chẳng hạn như viêm tim. Bộ Y tế Canada vẫn đang xem xét vắc xin Moderna mRNA COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Một số học sinh tiểu học miền Tây Quebec có thể tiêm vắc xin COVID-19 tại các phòng khám của trường một số trường học ở phía Tây Quebec sẽ tổ chức các phòng tiêm chủng như là một phần của nỗ lực toàn tỉnh nhằm cung cấp ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho mọi trẻ em trong độ tuổi từ 5 cho tới 11 trước kỳ nghỉ đông. Hội đồng trường Western Quebec cho biết họ đã lên kế hoạch chuẩn bị cho Bộ Y tế Canada phê duyệt vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ nhỏ trong hơn nhiều tháng và cùng với hai cơ quan y tế địa phương trong khu vực tổng giám đốc mike Dubow cho biết hội đồng trường học anh ngữ hy vọng các phòng khám trường học sẽ giúp đưa vắc xin vào tất cả các khu vực của họ có diện tích gấp đôi nova scotia theo ông các trường học sẽ nhận vắc xin trong vài tuần sau khi các phòng khám tập trung được cung cấp để phụ huynh có thể đăng ký và trực tiếp mang con họ tới đó ông dubo cho biết sẽ có các khu vực dành riêng cho phòng tập thể dục của trường để cho các y tá sức khỏe cộng đồng tiêm vaccine và theo dõi sự phục hồi trong khi nhân viên đồng hành và an ủi học sinh. Một khi trẻ nhỏ được tiêm chủng với tỷ lệ tương đương với học sinh trung học, sẽ có ít lớp học đóng cửa hơn và một số biện pháp y tế như là đeo khẩu trang sẽ được nới lỏng dẫn tới việc học tập trong lớp tốt hơn. Tiến sĩ Bridget Pena, giám đốc y tế công cộng của chính quyền cho biết về nguồn tài liệu giáo dục sẽ được cung cấp cho phụ huynh để hướng dẫn họ trong các quyết định của mình. Các nhà báo lãnh đạo ủng hộ West Sweden bị bắt khi RCMP thực thi lệnh đường ống ở miền bắc tỉnh BC. Có thêm 15 người, bao gồm hai nhà báo và một nhà lãnh đạo chủ chốt trong cuộc chiến chống lại đường ống dẫn khí Coastal GasLink, đã bị bắt hôm thứ sáu khi cảnh sát tiếp tục chống lại những người phản đối dự án đang được xây dựng ở phía tây Prince George, tỉnh BC. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP đã xông vào trại Coyote Camp của những người phản đối do họ đã chiếm một địa điểm làm việc chính của Coastal Gas Link kể từ ngày 25 tháng 9 và bắt giữ nhiều người cư ngụ ở trong đó. Và có hai người cảnh sát cho biết tự nhận là nhà báo. Trại này đã tạm dừng kế hoạch của Coastal Gas Link cần khoan một đường hầm cho đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của họ dưới Wessin Qua, hay còn gọi là Morris River. Cảnh sát cho biết khi tới trại vào hôm thứ Sáu, họ đã đọc một bản thông báo lệnh của tòa án tối cao PC cho phép tiến hành xây dựng đường ống và đã nhiều lần cảnh báo những người bên trong phải rời đi, trước khi họ phải cưỡng chế và thực hiện các vụ bắt giữ. Cho đến nay, thì tổng cộng 29 người đã bị bắt vì vi phạm lệnh của tòa án tối cao PC trong một hoạt động kéo dài nhiều ngày của RCMP. Lực lượng cảnh sát cho biết hoạt động của họ cũng bao gồm cả việc chặt cây và các thiết bị bị lật để thông đường rừng phục vụ việc xây dựng đường ống. Vào ngày 18 tháng 11, 14 người đã bị bắt khi RCMP phá bỏ các chốt chặn dọc theo Morris River Forest Service Road dẫn đến hai trại làm việc. Cảnh sát cho biết trong số 14 người bị bắt hôm 18 tháng 11, một người đã được trả tự do mà không bị buộc tội, 8 người đã được trả tự do có điều kiện và 5 người đang được chở đến Prince George để hầu tòa hôm thứ hai. Những người bị bắt vào ngày 19 tháng 11 đang bị RCMP giữ ở Houston PC trước lần hầu tòa đầu tiên của họ. Hiệp hội các nhà báo Canada cho biết, trong số những người bị bắt hôm thứ sáu, có phóng viên nhiếp ảnh cô Amber Bracken, người đang làm nhiệm vụ cho hãng tin War và nhà làm phim tài liệu Michael Toledano. Hiệp hội đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ quan ngại sâu sắc về các vụ bắt giữ và đang tìm kiếm thêm thông tin. Tờ The, the Now cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng họ vô cùng lo lắng trước vụ bắt giữ và xác nhận rằng phóng viên Amber Blacking của họ đang mang theo một lá thư chỉ định chính thức bên mình. Hội đồng được bầu chọn của West Western First Nation đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư lên án cuộc kháng chiến đường ống đang diễn ra trong một tuyên bố trực tuyến Coastal Gas Link xác nhận rằng nguồn cung đã đến được hai trại làm việc đã bị cắt đứt trước đó. Công ty gọi các bước mà RCMP thực hiện là đáng tiếc nhưng cần thiết để khôi phục khả năng tiếp cận để cung cấp nguồn cung, bao gồm cả thực phẩm và nước, cho nhân viên và nhà thầu của họ. Thượng nghị sĩ Josie Forest 56 tuổi, tử vong sau khi chiến đấu với COVID-19 và tình trạng tự miễn dịch. Thượng nghị sĩ Jose Forrest Nissen, người vừa trở về nhà sau khi nhập viện một tháng do nhiễm COVID-19 đã qua đời. Cô ấy 56 tuổi. Chủ tịch Thượng viện George Foray cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy, nói rằng Tôi vô cùng đau buồn khi biết được sự ra đi của người bạn và đồng nghiệp của chúng ta là Jose Forrest Nissen đáng kính. Thủ tướng Justin Trudeau cũng đưa ra một tuyên bố hôm thứ Bảy ca ngợi cam kết của Forrest Nijing đối với dịch vụ công. Ông nói, trong suốt cuộc đời của mình, Thượng nghị sĩ Forrest Nijing đã nhiệt tình bảo vệ và thúc đẩy quyền tiếp cận công lý và dịch vụ công bằng cả ngôn ngữ chính thức cũng như ngôn ngữ ký hiệu, kể cả đối với cộng đồng bản địa. Thay mặt chính phủ Canada, Sophie và tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Thượng nghị sĩ Frost Nijing một công chức tận tụy và là nhà đấu tranh cho các cộng đồng ngôn ngữ thiểu số. Cô Forrest Nissen gần đây tiết lộ rằng cô ấy đã phải vật lộn với tình trạng tự miễn dịch ảnh hưởng đến phổi của mình trong hơn 15 năm. Điều này khiến cô ấy đặc biệt dễ bị tổn thương bởi COVID-19. Thượng nghị sĩ từ Sudbury, Ontario đã nhận được hai liều vaccine COVID-19 vào đầu năm nay. Tháng trước, thì văn phòng của cô thông báo rằng cô đã phải nhập viện sau khi bị nhiễm với COVID-19 một ví dụ về trường hợp đột phá hiếm gặp. Đầu tuần này, văn phòng của cô ấy thông báo rằng cô ấy đã trở về nhà sau một tháng nằm viện. Một tuyên bố cho biết cô đã được cảnh báo rằng tình trạng sức khỏe của mình sẽ làm giảm hiệu quả của vaccine. Nhưng cô tin rằng cuộc chiến chống lại COVID-19 của cô sẽ khác nhiều nếu cô không được tiêm phòng. Cô cũng ca ngợi sự chăm sóc mà cô nhận được tại Health Science North ở Sudbury và nói rằng Việc nằm viện không bao giờ là dễ dàng, nhưng khi nó đi kèm với sự đồng cảm và sự tiếp xúc của con người, điều đó tạo nên sự khác biệt. Cô Forrest từng là thành viên của nhóm thượng nghị sĩ độc lập. Thay mặt Thượng viện Canada, tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả gia đình, bạn bè và những người thân yêu của cô ấy. Chủ tịch Thượng viện Fury nói, được mô tả là một người Pháp, cư dân của tỉnh Ontario, kiêu hãnh, cô Forrest Nissing đã đại diện cho tỉnh Ontario tại Thượng viện kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018, sau một thời gian hành nghề luật sư tại quê hương Sudbury của cô. Ông Fury cũng công nhận cô Forrest Nissing vì những đóng góp của cô ấy với tư cách là thành viên và chủ tịch của nhiều hội đồng và là một người bảo vệ nhiệt tình và đam mê quyền tiếp cận công lý bằng cả hai ngôn ngữ chính thức. Một số nghị sĩ cũng đã bày tỏ sự chia buồn của họ. Tại tỉnh Alberta, thủ hiến Jason Kenney đang thừa nhận những căng thẳng trong đảng bảo thủ thống nhất của mình, trong khi chủ tịch UCP đang cầu xin các thành viên duy trì đoàn kết dưới biểu ngữ của đảng. Cả hai nhận xét đến tại cuộc họp chung thường niên của đảng ở Calgary vào thứ bảy. Thủ hiến Kenney đã có một bài phát biểu quan trọng, trong đó ông bảo vệ các hành động bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh trong đại dịch Covid-19, mặc dù thực tế là một số hành động đó đã gây ra rạn nứt trong hàng ngũ đảng viên. Ông nói: "Chúng tôi đã mắc sai lầm trong quá trình này và với tư cách là người đứng đầu, tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn tức giận với tôi và chính phủ của chúng tôi vì đã đưa ra các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vào nhiều thời điểm khác nhau trong suốt trong suốt dịch Covid-19." Nhưng thủ hiến Kani cho biết ông không hối hận về các biện pháp chống đại dịch của chính phủ, bất chấp sự tức giận mà chúng gây ra vì chúng cần thiết để bảo vệ hệ thống y tế của Alberta, nơi đang trên bờ vực sụp đổ. Thủ hiến đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề từ những người cho rằng các hạn chế khác nhau là quá mạnh mẽ, và những người khác thì nghĩ rằng ông nên hành động sớm hơn và quyết đoán hơn. Xếp hạng phê duyệt của thủ hiến Kenny đã giảm mạnh trong suốt đại dịch COVID-19 và một loạt các vấn đề gây tranh cãi, chẳng hạn như là một vụ kiện đang diễn ra nhằm vào văn phòng của ông ấy và đấu đá chính trị đã đóng khung phần lớn nhiệm kỳ của ông ấy. Ông cho biết ông hoan nghênh một cuộc xem xét lại khả năng lãnh đạo của ông sắp tới, nhưng yêu cầu các thành viên tập trung vào các ưu tiên của người dân Alberta thay vì trong nội bộ của đảng. Thủ hiến Kenney dự kiến sẽ phải đối mặt với một cuộc xem xét lại khả năng lãnh đạo của ông vào tháng 4, nhưng nó có thể đến sớm hơn. Ngay trước bài phát biểu của thủ hiến Kenney, chủ tịch đảng mới đắc cử là bà Cynthia Moore đã mô tả đảng UCP như một gia đình. Bà nói, quá nhiều người trong chúng ta đã quên rằng chúng ta là đảng bảo thủ thống nhất. Một số người trong chúng ta quên điều gì đã đưa chúng ta đến với nhau và hiện đang tập trung vào những gì chia rẽ chúng ta. Thỏa hiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng thường là điều nên làm. Chúng ta phải nhớ rằng chính trị là nghệ thuật đàm phán và thỏa hiệp. 22 Hiệp hội khu vực bầu cử của đảng UCP đã ký một lá thư gửi ban điều hành của đảng kêu gọi bỏ phiếu về sự lãnh đạo của thủ hiến Kani sớm hơn so với dự kiến vào tháng 4. Đại dịch Covid-19 cho thấy sự thiếu hụt lao động tay nghề cao thuộc ngành công nghệ ở Edmonton. Những người theo dõi ngành cho biết, đại dịch Covid-19 đã đem lại lợi ích cho ngành công nghệ, nhưng cũng chính vì vậy mà nó tạo ra sự thiếu hụt lao động có tay nghề cao ở Edmonton. Bà Aligno là giám đốc điều hành của Resume Free một công ty giới thiệu các ứng viên cho các nhà tuyển dụng cho biết các công ty phải thích nghi với yêu cầu làm việc từ xa. Theo CBRE, là một công ty đầu tư và bất động sản thương mại quốc tế, thành phố Edmonton là thị trường công nghệ phát triển nhanh nhất Bắc Mỹ trong 5 năm qua. Nhưng bản xếp hạng ghi nhận tài năng công nghệ Scoring Tech Talent Rankings năm 2021 đã xác định sự thiếu hụt lao động những người có nền tảng công nghệ cần thiết. Theo báo cáo thì từ năm 2015 đến năm 2019, có 5.522 sinh viên ở Edmonton đã tốt nghiệp với bằng công nghệ. Nhưng trong thời gian đó, thị trường lao động có thêm khoảng 12.000 việc làm công nghệ. Bà Stephanie Remniak, Chủ tịch Chương trình Quản trị Mạng Máy Tính của NET cho biết, các công ty đang liên hệ với bà để sinh viên tốt nghiệp có thể lấp đầy các vị trí tuyển dụng sớm hơn nhiều so với bình thường. Các công ty và tổ chức thường bắt đầu tìm kiếm sinh viên tốt nghiệp vào tháng 2 và tháng 3, Bà và các nhân viên của mình cũng bắt đầu tuyển dụng. May mắn thay, đại dịch đã khuyến khích mọi người suy nghĩ lại về lựa chọn nghề nghiệp của họ. Có các sinh viên quyết định bước vào lĩnh vực công nghệ từ các ngành khác. Lighthouse Labs là một nhà cung cấp trực tuyến các kỹ năng công nghệ và đào tạo, tin rằng họ có thể giúp lấp đầy khoảng trống bằng cách đào tạo nhân viên trong thời gian ngắn hơn so với các cơ sở trường học truyền thống. Ông Jeremy Shecky, là giám đốc điều hành của công ty có trụ sở tại Vancouver, tin rằng gần như bất kỳ ai cũng có thể học, viết, lập trình, coding chỉ trong 3 tuần. Ông nói thử thách viết lập trình trong 21 ngày của họ mang đến cho mọi người với mọi lĩnh vực một cơ hội để học các kỹ năng viết lập trình cơ bản. Mọi người thường tin rằng bạn phải là một người yêu thích máy tính hoặc có trình độ học vấn đặc biệt để có thể học viết lập trình. Mặc dù thử thách viết lập trình sẽ không giúp được việc làm ngay lập tức, nhưng ông Shaki cho biết nó sẽ giúp người học làm quen đủ với những điều cơ bản để cân nhắc sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Với các bạn nào mua những nhà dự án, với các bạn nào mua hay đầu tư những dự án pre-construction, hãy lưu ý. Trong bản tin sau đây, một nhà xây dựng căn hộ ở Ontario đột nhiên hủy bỏ hợp đồng mua bán kéo dài nhiều năm trừ khi người mua nhà trả thêm 100.000 đô la. Nền móng đã được đổ xây cho ngôi nhà đầu tiên của cô Soraya Palma và cô ấy đã trả gần hết số tiền đặt cọc. Nhưng cô gái 29 tuổi này cho biết giờ đây cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ dự án xây dựng ở thành phố Barrie, Ontario. Thứ tư tuần trước, cô nhận được một lá thư khiến cô không nói nên lời. Pace Developments đã thông báo với cô rằng họ sẽ hủy bỏ thỏa thuận mua bán của họ đã ký từ ngày 7 tháng 3 năm 2020 và trả lại tiền đặt cọc của Pema ngay cả khi việc xây dựng các căn hộ chung cư vẫn đang tiếp diễn. Đó là trừ khi cô ấy đồng ý trả thêm 100.000 đô la trên giá mua ban đầu là 512.000 đô la. Các chuyên gia mà CBC News đã nói chuyện nói rằng những gì nhà xây dựng Pace đang làm rất có thể là hợp pháp mặc dù họ cảnh báo rằng họ chưa xem các thỏa thuận trong hợp đồng cô pema cho biết cô đã hy sinh để có được ngôi nhà cô và người bạn đời của mình đã tạm hoãn đám cưới của họ và cô chuyển đến sống với bố mẹ khi cô bị cho thôi việc tại văn phòng ở trung tâm thành phố toronto vì đại dịch hiện cô đang điều hành công việc kinh doanh của riêng mình cô nói rằng cô đã cảm thấy hoàn toàn bị lừa Cô và hàng chục người đã đầu tư vào 70 căn hộ giai đoạn 1 của dự án Mapleview của Pace Development, được gọi là Urban North Townhomes, từ năm 2018 đến năm 2020 đã được nhà phát triển ở Richmond Hill đưa ra hai lựa chọn giống nhau vào tuần trước, tức là bỏ thỏa thuận lấy lại tiền đặt cọc hoặc tiếp tục mua phải trả thêm 100.000 đô la. Tuy nhiên, sự thay đổi của nhà phát triển không ảnh hưởng đến những người mua dự án nhà townhouse tại cùng khu vực mà được bán ra gần đây hơn với giá cao hơn. Những người đã đầu tư vào dự án căn hộ mới, một số người đã trả thêm tiền để nâng cấp và đã nhận được sự bảo đảm trước đó từ Pace nói rằng sau nhiều năm trì hoãn, ngôi nhà mới của họ sẽ sẵn sàng vào năm 2022. Tất cả đều nói rằng họ đã bị một cú hích đột ngột bởi lá thư nhận được từ nhà phát triển. Lá thư viết rằng do những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và bất chấp ý định tốt nhất của nhà cung cấp, dự án của chúng tôi đã bị COVID-19 thách thức. Lá thư đề ngày 9 tháng 11 năm 2021 và được CBC News thu được. Tại thời điểm này, không thể thu xếp tài chính cho dự án với các điều kiện thỏa đáng với nhà cung cấp. Thật không may, nó sẽ buộc nhà cung cấp dự án phải hủy bỏ thỏa thuận mua bán của bạn. Giám đốc điều hành của Pace là Ivan Scavia nói với CBC News rằng công ty cần nhiều tiền hơn do chi phí nguyên liệu và nhân công tăng lên liên quan đến đại dịch, đôi khi lên tới 60%. Bà nói tình trạng này ảnh hưởng đến người mua ở giai đoạn sớm nhất của dự án này, vốn đã có lịch hoàn thành xây dựng hơn một năm trước. Bà cũng cho biết Pace cũng đã phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài hàng tháng để xin giấy phép xây dựng từ thành phố Berry, nơi đã trì hoãn việc xây dựng và làm tăng chi phí nhưng thành phố đã tranh chấp lại lời cáo buộc đó. Bà Michelle Banfield, là giám đốc các dịch vụ phát triển của thành phố cho biết không có sự chậm trễ nào trong việc cung cấp giấy phép hay kiểm duyệt cho dự án, kể cả trong thời gian đại dịch xảy ra và các phê duyệt đều diễn ra trong các mốc thời gian điển hình của ngành. Bà Benfield cũng lưu ý rằng thành phố Barrie được xếp hạng đầu tiên trong khu vực Đại Toronto với tư cách là đô thị hiệu quả nhất hữu ích và tiết kiệm chi phí nhất trong việc phê duyệt các dự án phát triển nhà ở mới. Theo báo cáo năm 2020 của Hiệp hội Phát triển Đất và Công nghiệp Xây dựng. Bà Benfield cũng cho biết, thành phố đã chấp thuận khoảng 130 trong số 300 đơn đăng ký của Pace. Phần còn lại dự kiến sẽ được cấp vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Tuy nhiên, các luật sư của nhà phát triển cho biết, đây là bằng chứng cho thấy thành phố đã chậm chạp phê duyệt toàn bộ dự án. Đường mòn ở New Brunswick là địa điểm duy nhất ở Canada trong danh sách điểm đến hàng đầu thế giới của National Geographic. National Geographic đã công bố các điểm đến hàng đầu cho năm 2022 và đường mòn đi bộ dài nhất nổi tiếng ở New Brunswick là nơi duy nhất của Canada lọt vào trong danh sách này. Đường mòn có tên là Sentier Nepixigewit Mimac đã giành được một vị trí trong danh sách đẹp nhất thế giới nhìn qua hình ảnh bạn có thể dễ dàng hiểu được lý do đó. Theo trang web Mimax Trail, đường mòn dài 150 km, men theo hệ thống sông nepisiguit từ Bathurst, New Brunswick tới công viên tỉnh Mount Carlton. Người Mi Mạc đã sử dụng con sông hơn 10.000 năm như là một tuyến đường di cư và để tiếp cận với nội địa của đất. Theo con đường mòn mà bạn sẽ thấy cảnh quan và địa thế luôn thay đổi, từ đồng băng sông đến thung lũng, rồi đến dãy núi Appalachian. Trên đường đi bạn có thể phát hiện ra thác nước gần sông, vách đá, đai quan sát và những con đường mòn bên cạnh. National Geographic đã vạch ra 5 danh mục khác nhau cho danh sách năm nay. Thiên nhiên, phiêu lưu, bền vững, văn hóa và lịch sử. Mặc dù đại dịch đang gây khó khăn cho mọi người và nhiều người vẫn cảm thấy do dự về việc du lịch khắp thế giới, nhưng nhóm nghiên cứu tại National Geographic vẫn lạc quan rằng chúng ta sẽ sớm cảm thấy thoải mái để phiêu lưu danh sách tôn vinh một số di sản thế giới để tôn vinh 50 năm của UNESCO trong việc giúp bảo vệ các kho tàng văn hóa và thiên nhiên. Vườn thú Quebec hy vọng sẽ tiêm phòng COVID-19 cho động vật hoang dã dạ trong những tuần tới. Vườn thú Granby phía đông Montreal cho biết họ hy vọng trong vài tuần tới hoặc là vài tháng tới sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng 90 loài động vật, bao gồm khỉ đột, mèo lớn và các sinh vật khác được cho là dễ mắc bệnh. Vaccine đang ở Hoa Kỳ và đang chờ được thông qua đến Canada. Hy vọng rằng chúng tôi có thể bắt đầu ít nhất là một vài loài vào Giáng sinh. Emily Couture, bác sĩ thú y của vườn thú, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Cô cho biết vườn thú đang có kế hoạch tiêm phòng cho những loài dễ bị COVID-19 nhất, ví dụ như các loài linh trưởng và mèo lớn như là hổ, báo đốm và báo hoa mai. Vườn thú cũng tiêm cho một số loài động vật có vú khác, chẳng hạn như gấu trúc đỏ. Cô Couture cho biết đã có sự gia tăng đáng lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 trong các vườn thú ở Bắc Mỹ, đặc biệt là các loài động vật lớn như là sư tử và báo vào tuần trước thì ba con báo tuyết đã chết tại vườn thú trẻ em Lincoln ở Nebraska do biến chứng từ Covid-19, một sự kiện mà cô cho biết đã gây chấn động cộng đồng vườn thú Bắc Mỹ. Theo cô, nhiều nhà khoa học tin rằng giống như ở người, biến thể Delta dễ lây lan hơn là nguyên nhân gây ra sự gia tăng các ca bệnh và bệnh nặng trong thú. Các vaccine này được sản xuất bởi công ty dược phẩm thú y Hoa Kỳ có tên là Zoetis đã bắt đầu cung cấp phát sinh cho vườn thuốc của Mỹ vào mùa hè này. Công ty đã đề nghị tặng khoảng 900 liều, đủ cho 450 con cho 6 phần thuốc của Canada. Trong một tuyên bố, Zotis cho biết vắc xin của họ được phát triển và bào chế đặc biệt cho động vật giống như là vắc xin dành cho người được tiêm hai liều cách nhau vài tuần. Bước tiếp theo là đưa các vắc xin qua biên giới và có thể mất vài tuần hoặc là vài tháng vì vắc xin này không được bán trên thị trường. Zotus cho biết họ đang nộp đơn xin phép sử dụng thử nghiệm với Trung tâm Sinh học Thú y Canada và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Couture cho biết không có con vật nào tại vườn thú Granby phát triển các triệu chứng của COVID-19 mà cần phải xét nghiệm. Tuy nhiên, vườn thú đã thực hiện các bước trong suốt đại dịch để bảo vệ động vật, bao gồm tăng cường dọn dẹp, cắt cỏ và các chuyến thăm sau hậu trường giảm các tương tác và yêu cầu người xử lý phải rửa tay và đeo khẩu trang. Emily Couture cho biết, con người dường như là mối đe dọa lớn nhất đối với động vật khi lây lan COVID-19, cho đến nay không có bằng chứng trực tiếp về việc động vật trong vườn thú lây nhiễm cho người tiếp xúc với chúng. Cả hai vườn thú Toronto và Calgary đều cho biết họ sẽ tiêm phòng cho động vật của mình sau khi có một mũi thuốc. Toronto nói thêm rằng khoảng 140 loài động vật của họ sẽ đủ điều kiện bao gồm các loài linh trưởng, mèo lớn và heo. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Anh phải sẵn sàng áp đặt các hạn chế của Covid-19 vào mùa đông này, chuyên gia cảnh báo. Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các hạn chế Covid-19 và các yêu cầu về vaccine trên khắp châu Âu. WHO cảnh báo 500.000 người khác ở châu Âu có thể chết vì Covid-19 vào tháng 3. Công nhân Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ khi làm việc tại nhà máy của Trung Quốc ở Serbia. Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tục ra nguồn dầu dự trữ để kèm chế giá. Người đứng đầu Pentagon Lầu Năm Góc đang tìm cách trấn an các đồng minh Trung Đông có liên quan. Phán quyết tha bổng một thiếu niên bắn chết người gây chia rẽ nước Mỹ. Tổng thống Biden kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh. Anh quốc sẽ yêu cầu lệnh cấm sử dụng đối với đĩa nhựa và dao kéo sử dụng một lần ở Anh. Bành xoáy xuất hiện tại sự kiện Trung Quốc nhưng WTA vẫn lo ngại. Hòn đảo nghỉ dưỡng của Việt Nam đón những du khách đầu tiên sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch. Xa lộ San Diego điên cuồng sau khi xe thiết giáp phun tiền khi cửa bật mở. Và một số cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Cập nhật tình hình dịch Covid-19 và những tin tức liên quan. Theo Reuters, Hồng Kông phê duyệt vaccine Sinovac cho trẻ em từ 3 cho tới 17 tuổi trong một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm khuyến khích 7,5 triệu cư dân đi tiêm vaccine. Việc mở rộng độ tuổi đủ điều kiện được đưa ra do chiến dịch tiêm chủng ở trung tâm tài chính châu Á. Bắt đầu vào tháng 2 đã tuột hậu nhiều nền kinh tế phát triển khác, với khoảng 67% dân số được tiêm hai mũi vaccine Sinovac hoặc BioNTech của Đức. Trong một tuyên bố riêng vào hôm thứ Sáu, chính quyền thành phố cho biết họ đã mua thêm một triệu liều vaccine BioNTech để triển khai tiêm chủng COVID liều thứ ba. Hồng Kông đã bị buộc phải đi theo hướng của Bắc Kinh trong việc duy trì hạn chế đi lại nghiêm ngặt để hạn chế các đợt bùng phát mới, trái ngược với xu hướng mở cửa và chung sống với coronavirus của toàn cầu các nhóm vận động hành lang kinh doanh quốc tế đã cảnh báo Hồng Kông có thể mất nhân tài và đầu tư cũng như cơ sở cạnh tranh vào các trung tâm tài chính đối thủ như Singapore, trừ khi họ nới lỏng các hạn chế đối với việc đi lại. Mặc dù gần đây hầu như không có ca nhiễm nào trong địa phương và môi trường, hầu như không có Covid, nhưng Hồng Kông vẫn áp dụng biện pháp cách ly khách sạn bắt buộc lên tới 21 ngày và thu phí đối với du khách tới từ hầu hết các quốc gia. Vương quốc Anh không thể tự mãn và phải chuẩn bị đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn để kiểm soát sự lây lan của COVID-19 vào mùa đông này nếu cần thiết. Một cố vấn chính phủ và nhà dịch tễ học hàng đầu đã cảnh báo. Khi lục địa châu Âu bị bao trùm bởi làn sóng COVID-19 mới, một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Với việc Áo có kế hoạch áp dụng bắt buộc tiêm vaccine từ tháng 2 cũng như lệnh cấm mới bắt đầu vào thứ hai, và các bộ trưởng Đức đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Giáo sư Andrew Hayward, đồng giám đốc của Viện Dịch tễ học và Chăm sóc sức khỏe UCL, đã được hỏi liệu Vương quốc Anh có thể bị buộc phải thực hiện hành động tương tự trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Ông Hayward nói rằng điều đó phụ thuộc nhiều vào chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường và tốc độ triển khai. Sự gia tăng COVID-19 ở châu Âu cho thấy nhu cầu quan trọng trong việc tiêm vaccine, theo chuyên gia Sage cảnh báo. Phát biểu với Sky News, giáo sư John Adams cho biết các trường hợp tăng cao trên lục địa này nhấn mạnh mọi sai lầm có thể diễn ra nhanh như thế nào. Ông Adams là thành viên của nhóm tư vấn khoa học cho các trường hợp khẩn cấp gọi tắt là Sage cho biết vẫn còn nhiều triệu người ở đây ở Vương quốc Anh chưa được tiêm chủng đầy đủ. Đó là điều cần thiết hiện nay. Những người vẫn chưa được chủng ngừa và không may là còn nhiều người bên ngoài nên đến và tiêm phòng càng nhanh càng tốt. Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các hạn chế COVID-19, các yêu cầu về phát sinh trên khắp châu Âu. Hàng chục ngàn người biểu tình, nhiều người thuộc các nhóm cực hữu đã tuần hành qua Vinh vào ngày thứ Bảy sau khi chính phủ Áo tuyên bố khóa cửa trên toàn quốc bắt đầu từ thứ Hai để ngăn chặn sự lây lan coronavirus đang tăng vọt ở đất nước này. Các cuộc biểu tình chống lại các biện pháp hạn chế virus cũng diễn ra ở Thụy Sĩ, Croatia, Ý, Bắc Ireland và Hà Lan hôm thứ Bảy, một ngày sau khi cảnh sát Hà Lan nổ súng vào những người biểu tình và bảy người bị thương trong cuộc bạo động bùng phát ở Rotterdam. Những người biểu tình đã tập hợp chống lại các hạn chế coronavirus về bắt buộc phải có thẻ COVID-19 ở nhiều nước châu Âu để đi vào nhà hàng, chợ Giáng sinh hoặc là các sự kiện thể thao và việc bắt buộc tiêm chủng. Áo sẽ bắt đầu đóng cửa vào thứ hai. Ban đầu có thể sẽ kéo dài 10 ngày, nhưng có thể kéo dài đến 20 ngày. Hầu hết các cửa hàng sẽ đóng cửa và các sự kiện văn hóa sẽ bị hủy bỏ. Mọi người sẽ chỉ có thể rời khỏi nhà vì những lý do cụ thể, bao gồm mua hàng tạp hóa, đi khám bệnh hoặc tập thể dục. Chính phủ cũng sẽ bắt buộc tiêm chủng bắt đầu từ ngày 1 tháng 2. Chưa tới 66% trong số 8,9 triệu người của Áo được tiêm chủng đầy đủ và việc tiêm chủng đã đạt mức thấp nhất ở tây Âu. Một số bản hiệu phản đối viết rằng: "Cơ thể của tôi, sự lựa chọn là của tôi. Chúng tôi đang đứng lên vì trẻ em của chúng tôi." Khoảng 1.300 nhân viên cảnh sát đã thi hành nhiệm vụ và 35.000 người biểu tình đã tham gia các cuộc tuần hành khác nhau trên khắp thành phố. Cảnh sát cho biết thêm rằng hầu hết họ không đeo khẩu trang và cảnh sát cho biết một số người biểu tình đã bị bắt giữ nhưng con số cụ thể không được cung cấp. Tỷ lệ tiêm phòng ở Áo đạt mức thấp nhất ở Tây Âu và các bệnh viện ở các bang bị ảnh hưởng nặng nề đã cảnh báo rằng các đơn vị chăm sóc đặc biệt của họ đang hết công suất. Số người chết trung bình hàng ngày đã tăng gấp 3 lần trong những tuần gần đây. Thủ tướng Alexander Sörenberg đã xin lỗi tất cả những người đã tiêm chủng vào thứ Sáu và nói rằng thật không công bằng khi họ phải chịu các hạn chế khóa mới khi họ đã làm mọi cách để giúp ngăn chặn virus. Các cuộc biểu tình diễn ra ở khắp châu Âu. Nước láng giềng là Thụy Sĩ, 2.000 người đã phản đối một cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về việc có thông qua luật hạn chế COVID-19 của chính phủ hay không, cho rằng đó là hành vi phân biệt đối xử, đài truyền hình SRF đưa tin. Một ngày sau cuộc bạo động ở Rotterdam, hàng ngàn người đã tụ tập vào ngày thứ Bảy trên quảng trường Dam Square, trung tâm của Amsterdam, để phản đối các hạn chế về virus corona của chính phủ. Bất chấp các tổ chức kêu gọi hủy bỏ biểu tình, họ đi bộ một cách bình yên qua các con đường của thành phố, được cảnh sát giám sát chặt chẽ. Hàng trăm người biểu tình cũng đã tuần hành qua thành phố Breda, miền nam của Hà Lan, để phản đối các hạn chế về việc khóa cửa tại Ý đã có 3.000 người tới rạp siết maximum của thủ đô, nơi mà trong thời cổ đại của người La Mã đã tổ chức các trò giải trí nổi tiếng để phản đối các chứng chỉ Green Pass được yêu cầu tại nơi làm việc, nhà hàng, rạp chiếu phim, rạp hát, địa điểm thể thao và phòng tập thể dục đi tàu đường dài, xe buýt hoặc qua phà ở trong nước Ý. Hầu như không ai tại cuộc biểu tình ở Rome đeo khẩu trang bảo vệ. Tại Bắc Ireland hàng trăm người phản đối hộ chiếu phát sinh đã biểu tình bên ngoài của tòa thị chính ở Belfast, nơi chợ Giáng sinh của thành phố khai mạc hôm thứ Bảy, cần có bằng chứng về việc tiêm phòng hoặc là xét nghiệm COVID-19 âm tính tại chợ. Chính phủ Bắc Ireland đã bỏ phiếu trong tuần này để giới thiệu giấy chứng nhận phát sinh cho phép vào các câu lạc bộ đêm, quán bar và nhà hàng bắt đầu từ ngày 13 tháng 12. Một số người biểu tình mang các dấu hiệu bị chỉ trích rộng rãi là xúc phạm so sánh với các hạn chế của coronavirus với các hành động của Đức quốc xã. Tại Croatia, hàng ngàn người đã tập trung tại thủ đô Zagreb mang theo cờ Croatia, các biểu tượng dân tộc và tôn giáo cùng với các biểu ngữ phản đối việc tiêm phòng và những gì họ mô tả là hạn chế quyền tự do của người dân. Tại Pháp thì bộ trưởng Bộ Nội vụ Gero Damanin hôm thứ Bảy lại lên án các cuộc biểu tình bạo lực ở đảo Quartalup thuộc vùng Caribe, một trong những lãnh thổ hải ngoại của Pháp về các hạn chế COVID-19. Bộ trưởng Tamanin cho biết 29 người đã bị cảnh sát giam giữ qua đêm. Các nhà chức trách đã cử thêm 200 cảnh sát tới hòn đảo này và vào ngày thứ Ba sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm từ 6 giờ chiều tới 5 giờ sáng. Những người biểu tình ở Rotterdam đã tiến hành phong tỏa đường và phóng hỏa xe hơi, tức là họ đốt xe để phản đối thẻ sức khỏe COVID-19 của Pháp hiện được yêu cầu để vào nhà hàng và các quán cà phê, địa điểm văn hóa, đấu trường thể thao và du lịch đường dài. Họ cũng đang phản hồi việc Pháp yêu cầu tiêm chủng bắt buộc đối với các nhân viên y tế. Thị trưởng Rotterdam lên án bạo lực tại các cuộc biểu tình thị trưởng Rotterdam đã lên án một cuộc bạo động tại các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp của Covid ở thành phố Cảng Hà Lan. Trong đó, 7 người bị thương và hơn 20 người bị bắt. Hãng tin Reuters tường thuật rằng đám đông có khoảng vài trăm kẻ bạo loạn đã đốt xe hơi, đốt pháo sáng và ném đá vào cảnh sát trong cuộc biểu tình vào tối thứ Sáu. Cảnh sát đáp trả bằng những phát súng cảnh báo và vội rồng. Các nhà chức trách cho biết họ đã bắt giữ hơn 20 người và dự kiến sẽ giam giữ những người khác. Vùng trung tâm thành phố nơi xảy ra bạo loạn đã được cảnh sát giám sát rộng rãi bởi các camera an ninh. Hà Lan đã áp đặt một số biện pháp ngăn chặn vào cuối tuần trước trong 3 tuần đầu tiên nhằm nỗ lực làm chậm sự hồi sinh của coronavirus, nhưng sự lây nhiễm hàng ngày vẫn ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Các nhà chức trách đã báo cáo một con số kỷ lục có hơn 23.000 trường hợp mới vào hôm thứ năm, cao hơn nhiều so với mức cao hàng ngày trước đó là 13.000 trường hợp đạt được vào tháng 12 năm 2020. WHO cảnh báo 50.000 người khác ở châu Âu có thể chết vì COVID vào tháng 3. Tổ chức y tế thế giới cho biết khoảng 500.000 người khác ở châu Âu có thể phải chết vì COVID vào tháng 3 năm sau trừ khi hành động khẩn cấp được thực hiện. Giám đốc WHO khu vực châu Âu, tiến sĩ Hans Kluger, cho biết ông rất lo lắng về một làn sóng nhiễm trùng mới lan rộng khắp lục địa và khiến cho các quốc gia phải công bố những hạn chế mới. Tiến sĩ Kluger cho biết các yếu tố như là mùa đông khi thông thường có sự gia tăng của các ca nhiễm virus và tỷ lệ bao phủ phát sinh thấp là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng các ca bệnh. Ông kêu gọi nhiều người hơn đi tiêm chủng, thực hiện các biện pháp y tế công cộng cơ bản và phát triển các phương pháp điều trị mới. Nhưng ông cho rằng tiêm chủng bắt buộc nên là biện pháp cuối cùng. Ông nói với đài BBC, COVID-19 một lần nữa lại trở thành nguyên nhân gây tử vong số 1 trong khu vực. Chúng tôi biết cần phải làm gì để chống lại bệnh tật. Tại Việt Nam, công nhân Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ khi làm việc tại nhà máy của Trung Quốc ở Serbia. Họ đang run rẩy trong doanh trại, không có nhiệt, đói và không có tiền. Họ nói rằng hộ chiếu của họ đã bị ông chủ người Trung Quốc lấy đi và hiện tại họ đang bị mắc kẹt tại một vùng đồng bằng nghiệt ngã ở Serbia mà không có sự giúp đỡ nào từ chính quyền địa phương. Họ chính là những công nhân Việt Nam đang giúp xây dựng nhà máy sản xuất lốp xe đầu tiên của Trung Quốc ở châu Âu. Hãng tin AP đã đến thăm công trường xây dựng ở miền Bắc Serbia, nơi khoảng 500 công nhân đang sống trong điều kiện khắc nghiệt khi công ty sản xuất lớp xe Shandong-Linglong của Trung Quốc thiết lập một cơ sở hạ tầng khổng lồ. Nhà hoạt động người Serbia Miso Zivanov thuộc tổ chức phi chính phủ Zanjanin Action nói với hãng tin AP, chúng tôi đang chứng kiến sự vi phạm nhân quyền vì người lao động Việt Nam đang phải làm việc trong điều kiện tồi tệ. Ông nói, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của họ đã bị chủ lao động Trung Quốc lấy đi. Họ đã ở đây từ tháng 5 và họ chỉ nhận được một lần tiền lương. Họ đang tìm cách trở về Việt Nam, nhưng điều đầu tiên là cần phải lấy lại giấy tờ của họ. Công nhân ngủ trên giường tầng, không có đệm trong doanh trại, không có máy sưởi hoặc nước ấm. Họ nói với hãng tin AP rằng họ không được chăm sóc y tế, ngay cả khi họ phát triển các triệu chứng giống COVID-19 và chỉ được người quản lý yêu cầu ở yên trong phòng của họ. Một trong những công nhân ở đó, tạm gọi là Nguyễn Văn Trí, cho biết chưa có gì gọi thỏa đáng so với hợp đồng làm việc mà anh đã ký tại Việt Nam trước khi lên đường sang Serbia. kể từ khi chúng tôi đến đây không có gì là tốt đẹp, anh nói. mọi thứ đều khác với các tài liệu mà chúng tôi đã ký ở Việt Nam. cuộc sống thật tồi tệ, thức ăn, thuốc men, nước uống, mọi thứ đều tồi tệ. chân mang giáp và run rẩy vì lạnh, anh Trí cho biết khoảng 100 công nhân sống trong cùng doanh trại như anh đã đình công để phản đối tình trạng của họ và một trong số đó đã bị sa thải. Công ty Shandong Linglong đã không trả lời cuộc gọi của hãng tin AP để bình luận về vấn đề này. Nhưng họ phủ nhận với truyền thông Serbia và đổ lỗi hoàn cảnh của những công nhân này cho những nhà thầu vụ và các cơ quan việc làm ở Việt Nam. Họ nói ngay từ đầu công ty đã không tuyển dụng lao động Việt Nam còn về các tài liệu mà họ đã lấy là để đóng dấu giấy phép cư trú và làm việc. Công ty cho biết họ hứa sẽ trả lại chúng cho những người lao động. Công ty cũng phủ nhận thông tin công nhân Việt Nam sống trong điều kiện thiếu thốn và cho biết lương hàng tháng của họ được trả tương ứng với số giờ làm việc. Dự án xây dựng nhà máy mà các quan chức Serbia và Trung Quốc quảng cáo như một sự thể hiện quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã vấp phải sự giám sát của các nhà môi trường về ô nhiễm, nguy hiểm tiềm tàng từ việc sản xuất lốp xe. Giờ đây thì dự án đã thu hút thêm sự chú ý của các nhóm nhân quyền ở Serbia, khi họ đã cảnh báo rằng những người lao động có thể là nạn nhân của nạn buôn người hoặc thậm chí là nô lệ. Thủ tướng Nhật Bản xác nhận sẽ tung ra nguồn giao dự trữ để kềm chế giá. Hãng thông tấn Kyodo đưa tin hôm thứ Bảy rằng Nhật Bản lần đầu tiên xem xét giải phóng dầu từ dự trữ để kềm chế giá dầu tăng cao. Khi Thủ tướng Fumio Kishida báo hiệu ông sẵn sàng chống lại việc tăng giá dầu theo yêu cầu từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Nhật Bản có thể đấu tranh để biện minh cho động thái này vì theo luật của Nhật thì nước này chỉ có thể giải phóng lượng dự trữ tại thời điểm hạn chế về nguồn cung hoặc là thiên tai, nhưng không được hạ giá. Chính quyền Hoa Kỳ của Tổng thống Joe Biden đang rớt hạng thậm tệ trong lòng dân, vì đường hướng và chính sách của ông đã khiến cho giá giàu và lạm phát tăng cao. Này, Joe Biden đã yêu cầu một số nền kinh tế lớn nhất thế giới xem xét việc giải phóng nguồn dầu dự trữ của họ, hồng làm xoa dịu giá dầu tiếp tục tăng cao ông cũng yêu cầu Trung Quốc lần đầu tiên xem xét giải phóng kho dự trữ dọc thô. Trước đây thì Nhật Bản đã khai thác nguồn dự trữ của mình để đối phó với hậu quả của chiến tranh vùng vịnh vào đầu những năm 1990 và trận động đất và sóng thần chết người vào năm 2021. Nhật Bản là một nơi nghèo tài nguyên và lấy phần lớn giàu từ Trung Đông, giá giàu tăng gần đây và đồng yên suy yếu đang làm tăng chi phí nhập khẩu. Dán một đoàn kép và một quốc gia phụ thuộc vào thương mại. Chính phủ Kishida hôm thứ Sáu đã công bố một kế hoạch kích thích kinh tế kỷ lục 490 tỷ Mỹ Kim bao gồm các biện pháp nhằm chống lại việc giá dầu tiếp tục tăng cao. Họ có kế hoạch trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu với hy vọng giới hạn giá xăng và nhiên liệu bán buôn để giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình và các công ty do chi phí dầu tăng. Tại Hoa Kỳ, bộ trưởng quốc phòng lloyd austin hôm thứ bảy đã tìm cách trấn an các đồng minh ở trung đông rằng chính quyền của tổng thống joe biden đã cam kết với khu vực này không rõ bài phát biểu của ông austin sẽ có tác động như thế nào với các đồng minh của washington ở trung đông vì không được hỗ trợ bởi bất kỳ thông báo nào về việc triển khai thêm hoặc bán vũ khí mới trong khu vực các quốc gia ả rập vùng vịnh phụ thuộc nhiều vào chiếc ô quân sự của mỹ đã bày tỏ sự không chắc chắn về việc Thủ tướng Biden tập trung vào khu vực, đặc biệt là sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Hiện họ đang theo dõi sát sao các nỗ lực nhằm hồi sinh hiệp ước hạt nhân giữa các cường quốc toàn cầu với Iran. Trong một bài phát biểu tại Bahrain, trong chuyến đi tới vùng vịnh, ông Austin thừa nhận mối quan ngại trong khu vực và trên toàn cầu rằng Hoa Kỳ chỉ tập trung vào thách thức của Trung Quốc Ông cho biết Hoa Kỳ cam kết chống lại Iran, ngay cả khi Washington đang nỗ lực để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Người đứng đầu Pentagon, Lầu Năm Góc, nói rằng Washington sẽ tiến tới các cuộc đàm phán gián tiếp về việc khôi phục thỏa thuận bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 tại Vienna với thiện chí. Trong khi một số chính quyền Hoa Kỳ đã cố gắng chuyển trọng tâm ra khỏi Trung Đông và hướng tới Thái Bình Dương, Tổng thống Biden vào tháng 8 đã kết thúc cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ ở Afghanistan. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Austin dự kiến sẽ không đưa ra các cam kết mới trong khu vực trong chuyến đi của mình. Ả Rập Xê Út, một trong những đồng minh khu vực thân cận nhất của Washington, đã thất vọng trước cách tiếp cận của Nhà Trắng, vốn đã thúc ép Riyadh cải thiện hồ sơ nhân quyền và chấm dứt chiến tranh ở Yemen cựu giám đốc tình báo Ả Rập Saudi, hoàng tử Turkey Al Faisal, tham dự diễn đàn an ninh Manama, hoan nghênh sự bảo đảm bằng lời nói nhưng nói rằng các hành động chứng minh cũng quan trọng không kém. Ông viện dẫn sự cần thiết phải ngăn chặn những người Houthi liên kết với Iran của Yemen có được vũ khí. Washington đang thúc ép Riyadh dỡ bỏ lệnh phong tỏa của liên quân đối với các khu vực do Houthi nắm giữ, một điều kiện của nhóm đối với các cuộc đàm phán ngừng bắn. Ông Austin dự định đến thăm ở Rập Xê Út vào tháng 9, nhưng chuyến đi đã bị hoãn vào phút cuối. Ông sẽ không đến thăm Riyadh trong chuyến đi này. Phán quyết tha bổng Kyle Rittenhouse, thiếu niên đã bắn chết người, gây ra chia rẽ nước Mỹ. Đã có lời kêu gọi bình tĩnh ở Mỹ sau khi một thiếu niên Mỹ từng bắn chết hai người giữa bạo loạn về chủng tộc hồi năm ngoái được tha bổng. Theo BBC News, Kai Rittenhouse, 18 tuổi, biện hộ rằng anh ta hành động để tự vệ khi anh ta bắn chết hai người đàn ông và là một người thứ ba bị thương ở Wisconsin. Sau phán quyết hôm thứ Sáu rằng Rittenhouse không có tội, gây chia rẽ sâu sắc nước Mỹ và làm bùng lên các cuộc biểu tình ở một vài thành phố. Các chính trị gia trong đó có Tổng thống Biden và gia đình các nạn nhân kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế. Điều chúng ta cần lúc này là công lý, không phải thêm bạo lực, Luật sư đại diện cho gia đình ông Keith Grasscourt, người bị House bắn bị thương, nói trong một thông cáo. Tôi kêu gọi mọi người bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa, theo pháp quyền, Tổng thống Biden nói với báo giới bên ngoài Nhà Trắng. Dù có những lời kêu gọi bình tĩnh, cảnh sát tuyên bố đã xảy ra bạo động ở thành phố Portland đêm thứ Sáu, khi chừng 200 người đập phá cửa sổ và dọa sẽ đốt trung tâm công lý địa phương. Cũng có các cuộc biểu tình ở Chicago và New York, nhưng ở phạm vi nhỏ hơn nhiều so với các vụ bất ổn dân sự rộng khắp nước Mỹ năm ngoái. Rittenhouse nói anh ta có hành động tự vệ khi anh ta bắn chết Joseph Rosenbaum, 36 tuổi, và Anthony Hooper, 26 tuổi, và làm bị thương Gag Crosscourt, 28 tuổi, hồi tháng 8 năm 2020. Ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin, Rittenhouse được tha bổng và xóa tất cả các tội danh, Nghi phạm cũng như cả ba người bị bắn đều là da trắng. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra giữa các cuộc biểu tình bạo lực liên quan tới vụ một sĩ quan cảnh sát da trắng bắn chết Jacob Black là một người đàn ông da đen. Chú của Jacob Black có mặt bên ngoài tòa khi phán quyết đối với Rittenhouse được tuyên bố. Ông Justin Black nói, "Chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh và chúng ta sẽ tiếp tục ôn hòa, hãy để tự do lên tiếng." Gia đình ông Cooper nói phán quyết này gửi ra một thông điệp không chấp nhận được rằng người dân có vũ khí có thể tới bất cứ thành phố nào gây ra bạo lực và dùng chính mối nguy mà họ tạo ra để thanh minh cho việc bắn vào mọi người trên đường phố. Rittenhouse hiện ở một địa điểm không được tiết lộ. Một người phát ngôn cho gia đình thanh niên này nói với đài CBS, trong hoàn cảnh này không có ai là người thắng cuộc. Có hai người đã mất mạng sống và chúng tôi không hề quên điều đó, người này nói phán quyết đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cả hai phía. Nhiều người bình luận rằng nếu Rittenhouse là người da đen, anh ta đã không được tha bổng. Ông Derek Johnson là chủ tịch tổ chức nhân quyền NAACP thuyết rằng Phán quyết là lời nhắc nhở về vai trò nguy hiểm mà chủ nghĩa thượng đẳng da trắng và đặc quyền vẫn đóng trong hệ thống pháp lý của chúng ta. Nhà vận động nhân quyền nổi tiếng là cha Reverend Al Sharpton nói, phán quyết quá quắc và nguy hiểm sẽ khuyến khích kẻ xấu dùng bạo lực để khẳng định quyền lực. Ông nói trong một thông cáo, đây tiếp tục là những ngày đen tối cho người da đen bị giết vì bàn tay của những kẻ cho rằng mạng sống của chúng tôi không quan trọng. Phó Tổng thống Kamala Harris tweet rằng, phán quyết tự nói lên tất cả và nói thêm rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa hệ thống pháp lý hình sự trở nên công bằng hơn cũng có quan ngại về tiền lệ pháp lý mà vụ án này đặt cho các vụ trong tương lai. Thống đốc California Gavin Newsom viết, nước Mỹ ngày nay bạn có thể vi phạm luật, mang theo người vũ khí chế tạo cho quân đội, bắn và giết người và không hề hấn gì. Tổng thống Joe Biden nói ông tức giận và lo ngại về phán quyết, nhưng bồi thẩm đoàn đã lên tiếng. Những người thuộc đảng bảo thủ coi Richard House là một anh hùng yêu nước người đã thực thi quyền được mang vũ khí của mình và tự vệ. Mặc dù anh ta mới 17 tuổi khi bắn người, và theo pháp luật là chưa đủ tuổi để sở hữu súng tiểu liên. Cụ Tổng thống Donald Trump chúc mừng anh ta trong một thông cáo được gửi bằng email tới những người ủng hộ ông. Nếu đó không phải là tự vệ thì chẳng có gì là, ông viết. Một vài nghị sĩ đảng Cộng Hòa nói họ muốn cho House cơ hội thực tập trong quốc hội. Một trong số này là nghị sĩ bang North Carolina, Madison Cawthorn, người đăng trên Instagram Story, nói rằng bạn có quyền tự bảo vệ mình, mang vũ khí là người nguy hiểm mà vẫn có đạo đức. Sau phán quyết, người dẫn chương trình cánh hữu là Tucker Carlson của hãng Fox News đăng một clip từ phỏng vấn độc quyền với thanh niên này, dự kiến sẽ phát hành vào thứ hai. Bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết đúng, tự vệ không phải là bất hợp pháp. House nói trong một video có vẻ như được quay ngay trước phán quyết được công bố. Anh ta cũng nói về những cơn ác mộng đáng sợ khi anh ta nghĩ chuyện gì đã có thể xảy ra nếu anh ta bị thương nặng hay chết. Theo BBC News Anh quốc sẽ yêu cầu lệnh cấm sử dụng đĩa nhựa và dao kéo sử dụng một lần tại Anh. Đĩa nhựa từng dùng một lần dao kéo và cốc nhựa làm bằng polystyrene đều có thể bị cấm ở nước Anh khi chính phủ hôm thứ Bảy cho biết họ đang tìm cách loại bỏ tất cả các rác thải nhựa có thể tránh được. Mỗi năm, nước Anh đã sử dụng 1,1 tỷ đĩa dùng một lần và 4,25 tỷ mặt hàng dao kéo sử dụng một lần, hầu hết trong số đó là nhựa, nhưng chỉ 10% được tái chế sau khi bị vứt đi. Theo các đề xuất trong cuộc tham vấn cộng đồng kéo dài 12 tuần, các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ cần hướng tới các giải pháp thay thế bền vững hơn. Chính phủ cũng đưa ra một lời kêu gọi riêng làm căn cứ để giải quyết các nguồn ô nhiễm nhựa khác, chẳng hạn như khăn ướt, đầu lọc thuốc lá, gối và cốc dùng một lần khác. Việc cấm sử dụng nhựa trong các mặt hàng này có thể là một biện pháp chính sách trong tương lai. Lệnh cấm sử dụng nhựa trong các mặt hàng khác như là ống hút, dụng cụ khuấy thức uống và tâm bông đã thực hiện tại nước Anh vào năm ngoái. Trước đó, thì việc bắt buộc tính phí đối với túi sách dùng một lần đã cắt giảm 95% lượng tiêu thụ tại các siêu thị chính kể từ năm 2015. Các cơ quan hành chính có liên quan của Scotland, Wales và Bắc Ireland sẽ chịu trách nhiệm cho các chính sách riêng của họ về rác thải nhựa. Bệnh xoáy xuất hiện tại sự kiện Trung Quốc, WTA vẫn lo ngại. Ngôi sao quần vợt Trung Quốc Pan xoay tức là Bành Soái người đang được quốc tế quan tâm trong nhiều tuần được nhìn thấy đã tham dự một giải đấu quần vợt ở Bắc Kinh vào chủ nhật theo những bức ảnh chính thức được công bố bởi giải đấu cho China Open tổ chức Pan có thể được nhìn thấy trong số các khách mời tại vòng chung kết Philakis Junior Tennis Challenger mặc áo khoác màu xanh đậm và quần trắng theo những hình ảnh được công bố trên mạng WeChat chính thức của sự kiện một số cụ đánh cặp đôi nữ thế giới đã không được nhìn thấy hoặc là nghe công khai kể từ khi cô ấy nói trên mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 2 tháng 11 rằng Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã ép buộc cô ấy quan hệ tình dục và sau đó họ đã có một mối quan hệ đồng ý ngoài luồng. Cả ông Trương và chính phủ Trung Quốc đều không bình luận gì về cáo buộc của cô. Và bài đăng trên mạng xã hội của cô Bành nhanh chóng đã bị xóa và chủ đề này đã bị chặn khỏi cuộc thảo luận trên mạng Internet bị kiểm duyệt gắt cao của Trung Quốc. Các tổ chức quần vợt thế giới đã bày tỏ lo ngại khi Hiệp hội Quần vợt Nữ WTA đe dọa rút các giải đấu ra khỏi Trung Quốc. Hoa Kỳ và Anh đã kêu gọi tìm kiếm bằng chứng về nơi ở và sự an toàn của tay vợt bành xoái. Người phát ngôn của tổ chức này nói với Reuters qua email về bức ảnh và đoạn phim ghi lại cảnh cô bành xuất hiện hôm Chủ nhật vẫn là không đủ và không giải quyết được những lo ngại của WTA đại sứ quán hoa kỳ và anh tại bắc kinh đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của reuters về sự xuất hiện của tài vật bành soái hôm chủ nhật tại thủ đô trung quốc vấn đề về sự an toàn và nơi ở của cô bành soái đã nổi lên khi trung quốc chuẩn bị tổ chức thế vận hội mùa đông ở bắc kinh vào tháng 2 trong bối cảnh các nhóm nhân quyền toàn cầu và những người khác kêu gọi tẩy chai hồ sơ nhân quyền của nước này reuters đã không thể xác minh tính xác thực của những bức ảnh một cách độc lập cả hai đều được ghi cho nhân viên Qman của Global Time là tờ báo được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Hòn đảo nghỉ dưỡng của Việt Nam đón những du khách đầu tiên sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch. 200 khách du lịch nước ngoài đã được tiêm phòng đã đến hòn đảo ven biển Phú Quốc của Việt Nam hôm thứ Bảy, trở thành làn sóng du khách đầu tiên đến Việt Nam trong gần 2 năm khi đất nước tìm cách phục hồi nền kinh tế du lịch bị đại dịch tàn phá. Theo các nhà chức trách, khách du lịch đã tiêm phòng không phải trải qua hai tuần cách ly bắt buộc mà chỉ được tận hưởng kỳ nghỉ bên trong khu nghỉ dưỡng phức hợp lớn Vinpearl và sẽ được xét nghiệm hai lần trong suốt chuyến đi của họ. Đây là bước đầu tiên và quan trọng để vực dậy ngành du lịch của chúng ta và chuẩn bị cho sự hoạt động trở lại hoàn toàn vào năm tới, theo ông Nguyễn Trùng Khánh, là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết trong một tuyên bố. Chúng tôi muốn mang đến cho khách du lịch một trải nghiệm mới trong bối cảnh bình thường mới, đó là sống trọn vẹn tại Phú Quốc và sau đó là sống trọn vẹn ở Việt Nam, ông Khánh nói thêm. Chính quyền hòn đảo này dự kiến sẽ đón 400.000 khách du lịch trong nước và quốc tế vào cuối năm nay. Các điểm đến khác của Việt Nam như là Hội An, di sản thế giới được UNESCO công nhận và bãi biển Đà Nẵng cũng đang chào đón du khách quốc tế trở lại. Việt Nam, với hơn một nửa người dân trong số 98 triệu người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, hiện đang tìm cách nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế từ tháng 1 năm sau và hướng đến việc mở cửa du lịch trở lại từ tháng 6. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 16 giờ ngày 20 tháng 11, cả nước có 9.531 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh và thành phố. Trong ngày thì có 16.733 ca khỏi bệnh và 107 ca tử vong. Các tỉnh và thành phố ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao là Sài Gòn có 1.046 ca bệnh, Bình Dương có 669 ca, Đồng Nai có 621 ca, Đồng Tháp có 515 ca, Tây Ninh 495 ca, Bình Thuận thì 407 ca, Sóc Trăng thì 391 ca, Bà Rịa Vũng Tàu có 370 ca, Bạc Liêu có 345 ca, Cà Mau có 342 ca và An Giang có 329 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 1.084.625 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca đã hồi phục là trên 900.000 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.630 người. Tính đến ngày 20 tháng 11, số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 23.685 người, xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 19 tháng 11, có trên 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, Tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 106,5 triệu liều. Trong đó, tiêm một mũi là trên 66,4 triệu liều, tiêm mũi 2 là trên 40 triệu liều xa lộ San Diego điên cuồng sau khi xe thiết giáp phun tiền khi cửa bật mở. Một vụ phun tràn tiền giấy từ một chiếc xe thiết giáp đã gây ra một sự kiện điên cuồng và bắt giữ của cảnh sát trên đường cao tốc của Hoa Kỳ vào sáng thứ Sáu. Các video trên mạng xã hội cho thấy các tờ tiền đô la bay đầy trên mặt đường xa lộ, trong khi nhiều người đã dừng xe để lũng tiền trên xa lộ liên bang Interstate 5 ở hạt San Diego của California cảnh sát cho biết nhiều tài xế đã bỏ xe đi đi lụm tiền và làm cho giao thông hoàn toàn dừng lại trên xa lộ. Những người đã lụm tiền bỏ túi được hối thúc giao trả lại. Có hai người đã bị bắt giữ. Nhà chức trách cho biết chiếc xe thiết giáp đang trên đường đến Cục Dự trữ Liên bang để gửi tiền thì cửa sau bị bật tung, khiến cho các túi tiền rơi ra ngoài và các tờ đô la rơi tự do. Trên khắp một đoạn đường xa lộ khoảng 9 giờ 15 phút giờ địa phương video do một người influencer, ý chỉ người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, là chuyên gia về thể hình Demi Babi ghi lại tại hiện trường cho thấy con đường đang dừng lại hoàn toàn với những người qua đường chọc lấy và chơi đùa với những tờ giấy 1 đô la và 20 đô la bài ngỗ ngang. Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng thấy, cậu ấy nói trong đoạn video clip sau đó cho thấy đường cao tốc thông thường đông đúc xe đang trống rộng nhiều người đã tham gia và bình luận về việc này với một người đã viết rằng đây là lần duy nhất bạn ước gì mình mắc kẹt trên xa lộ, hãy gửi cho tất cả chúng tôi một ít. Theo truyền thông địa phương đưa tin, có hai vụ bắt giữ đã được thực hiện tại hiện trường. Các quan chức cảnh sát cao tốc cho biết FBI đã vào cuộc và kêu gọi những người đã nhặt tiền, hãy trao trả lại. Quan chức cho biết bất kỳ ai đã dừng lại để lụm tiền có thể phải đối mặt với tội danh. Cảnh sát đã thu thập số tiền rơi trong túi rác, nhưng ngay cả khi họ đã dọn sạch hiện trường, thì một số người đi lang thang vẫn ở lại để tìm kiếm thêm. Curtis Martin, một trung sĩ từng tra xa lộ California, cho biết vào chiều thứ Sáu rằng khoảng một chục người đã trả lại cho cảnh sát số tiền mà họ đã lượm được. Lấy cấp tài sản của chính phủ có thể dẫn đến án tù tối đa 10 năm và phạt tiền. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Tiếp theo là một số tin giải trí nổi bật trong tuần. Mời quý vị tiếp tục theo dõi với biên tập viên Sammy Hoàng và Nhân Nguyễn. Nhân Nguyễn xin kính chào quý vị. Trong bản tin giải trí ngày 21 tháng 11 hôm nay, bao gồm các bản tin chính như sau. Các nhà làm phim làm trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại đi ngược văn hóa, theo một nhà chức trách tại Việt Nam nhận định quyển sách ảnh của cựu tổng thống Donald Trump sẽ được ra mắt vào tháng tới. Các ngôi sao trong Harry Potter sẽ tái hợp trong chương trình truyền hình đặc biệt sau 20 năm, ngoại trừ tác giả J.K. Rowling. Mối quan hệ ồn ào giữa Johnny Depp và Amber Heard đã được dựng thành phim tài liệu. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ cà phê có thể làm tâm trạng trở nên tốt hơn khi số giờ ban ngày giảm đi và đến với chuyên mục điểm phim mời quý vị theo dõi bộ phim on the bright place những ngày tươi đẹp một nhà chức trách tại việt nam nhận định các nhà làm phim làm trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại đi ngược văn hóa để phù hợp với những ý tưởng bất chợt và huyền ảo của mình một số nhà làm phim đã làm xấu đi các di tích lịch sử văn hóa khiến nhiều người dân phẫn nộ và thất vọng một ekip làm phim chuyện làng bồn gần đây đã quét vôi ve lại một giếng cổ làng mông phụ Hà Nội nhằm phù hợp với bối cảnh phim. Họa sĩ Trương Đức Thắng, thành viên trong nhóm ekip hôm ngày 12 tháng 11 đã bị phạt 2 triệu đồng vì hành vi viết, vẽ, xúc phạm di tích lịch sử văn hóa. Ông Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Nhân tộc học, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định đây là hành vi xâm phạm di tích lịch sử. Ông nói họ làm trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại đi ngược văn hóa. Hành động làm mới di tích cổ, giả dấu tích rêu phong để làm phim là kịch cỡm. Trước đó vào năm 2010, khi quay phim Thái sư Trần Thủ Độ tại Lăng Minh Mạng, trong quần thể di tích Cố Đô Huế, nhóm ekip cũng đã di dời toàn bộ án thờ của vua và dòng tộc vào góc tường của chánh điện. Di tích Thành Cổ Loa, Hà Nội cũng từng bị một đoàn làm phim sơn quét và làm mới nhiều bối cảnh. Ông Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Di sản văn hóa cho biết, những hành động như vậy là hiếm khi xảy ra, nhưng những vụ việc gần đây là lời nhắc nhở các nhà làm phim phải cẩn thận hơn. Ông nói rằng mối quan tâm của công chúng cho thấy nhận thức về bảo vệ di sản văn hóa đã được cải thiện đáng kể. Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia đã ban hành quy định để bảo đảm việc quay phim không ảnh hưởng đến các di tích lịch sử. Theo trang Sina, một số địa phương ở Trung Quốc đã bị hư hỏng các di vật, cổ vật trong quá trình quay phim. Vì vậy, từ năm 2000 trở đi, nhiều nơi đã ban hành các quy định riêng để bảo vệ di sản của họ. Đối với những bối cảnh thường xuất hiện trong các phim ảnh như Tử Cấm Thành, các công ty ở Trung Quốc đã xây dựng phim trường hoành tráng, tái hiện hoàng cung để phục vụ đoàn phim lẫn khách du lịch. Trong khi đó tại Vương quốc Anh, các nhà làm phim phải thuê người giám sát để tư vấn và theo dõi các hoạt động quay phim nhằm phòng tránh tối đa các thiệt hại. Theo viện bảo tồn Anh, tất cả các bên liên quan cần ký hợp đồng và thảo luận kỹ lưỡng về cảnh quay, người phụ trách hiện trường phải đệ trình một đề xuất bao gồm các mục tiêu của đoàn làm phim, đánh giá rủi ro và các phương pháp quay phim an toàn. Quyển sách ảnh của cựu tổng thống Donald Trump sẽ ra mắt vào tháng tới. Quyển sách đầu tiên về thời hậu Nhà Trắng của cựu tổng thống Donald Trump sẽ tương tự như rất nhiều quyển sách khác về ông, một sự chuyển hướng khác biệt so với các cựu tổng thống khác. Cựu tổng thống Donald Trump hiện đang ấp ủ việc ra mắt một bộ sưu tập bìa cứng gồm hàng trăm bức ảnh từ chính quyền của ông, đính kèm là chú thích do đích thân ông biên soạn. Trong số đó có một vài dòng viết tay. Quyển sách ảnh Photobook có tựa đề Our Journey Together được lên lịch ra mắt vào ngày 7 tháng 12, nhưng sẽ không thông qua một nhà xuất bản truyền thống nào ở New York. Thay vào đó, các tác phẩm sẽ được phát hành bởi một công ty mới có tên gọi Winning Team Publishing, được thành lập bởi con trai của ông Donald Trump Jr. và trợ lý của chiến dịch Sergio Goff. Theo cựu tổng thống cho biết, trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Our Journey Together ghi lại những khoảnh khắc khó quên trong thời gian của chúng tôi ở Washington chẳng hạn như xây dựng bức tường biên giới phía Nam, cắt giảm thuế ở Hoa Kỳ, xác nhận gồm 300 thẩm phán liên bang và 3 thẩm phán tòa án tối cao, xây dựng lại quân đội của chúng tôi, tạo lực lượng không gian, giao thiệp với Kim Jong-un, Chủ tịch Tập, Tổng thống Putin và hình ảnh nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Tuyên bố của ông cũng đề cập một liên kết đến trang web của công ty nơi quyển sách có thể được đặt trước với giá 74,99 đô la ở định dạng tiêu chuẩn và 229,99 đô la cho một bản sao có chữ ký. Our Journey Together cũng được liệt kê trên Amazon.com, nền tảng mà ông Trump vẫn thường hay công kích nhà sáng lập Jeff Bezos. Mặc dù vào giữa ngày thứ sáu, quyển sách ảnh này hiện vẫn không có sẵn để đặt mua. Theo Amazon, quyển sách dài 320 trang với đối tượng đọc được đề xuất từ 12 tuổi trở lên. Các ngôi sao trong Harry Potter sẽ tái hợp trong chương trình truyền hình đặc biệt sau 20 năm, ngoại trừ tác giả J.K Rowling. Theo hãng phim Warner Bros hôm thứ ba cho biết, các ngôi sao bom tấn Harry Potter bao gồm Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint sẽ tái hợp cùng các diễn viên khác trong tập phim đặc biệt kỷ niệm 20 năm kể từ ngày đầu tiên bộ phim lên sóng. Dự án truyền hình đặc biệt này là một trong số các sự kiện kỷ niệm 20 năm được Warner Bros. lên kế hoạch. Nội dung sẽ bao gồm cuộc thi đố vui trên truyền hình dành cho người hâm mộ Harry Potter, được dẫn dắt bởi nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Helen Mirren. Đồng thời, tập phim cũng sẽ có sự xuất hiện của một số diễn viên và người hâm mộ nổi tiếng như diễn viên hài Peter Davidson và Jay Leno tập phim mang tên Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts, kỷ niệm 20 năm Harry Potter trở lại Hogwarts, sẽ được công chiếu vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên nền tảng phát trực tuyến HBO Max. Theo Global News cho biết, họ đã liên hệ với dịch vụ phát trực tuyến Crave để tìm hiểu xem liệu tập phim này có được phát sóng ở Canada hay không. Hiện tại, thông tin về việc phát sóng tại Canada vẫn chưa được biết thêm chi tiết. Đến với tập phim hồi tưởng này, người xem sẽ được chứng kiến dàn diễn viên trở lại trường nội trú Hogwarts, ngôi trường đã được giới thiệu trong phần đầu tiên của phim Harry Potter có tựa đề Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter và Hòn đá phù thủy, phát hành vào tháng 11 năm 2001. Ngoài ba ngôi sao chính, tập phim đặc biệt này còn quy tụ dàn diễn viên đình đám từ tám phần phim điện ảnh năm xưa như Robbie Coltrane, Tom Felton, Helena Bonham Carter, Gary Oldman và đạo diễn Chris Columbus. Tuy nhiên, tác giả bộ truyện Harry Potter, nhà văn J.K. Rowling sẽ không góp mặt trong dự án lần này. Nhiều khả năng sự vắng mặt này là do phát ngôn gây tranh cãi về các vấn đề chuyển giới trong năm ngoái của bà, khi một số người trong cộng đồng LGBTQ2+, đã cáo buộc nữ nhà văn mắc chứng sợ chuyển giới, transphobia. Mối quan hệ ồn ào giữa Johnny Depp và Amber Heard sẽ được dựng thành phim tài liệu. Hôn nhân rắc rối và cuộc ly hôn gây tranh cãi giữa Johnny Depp và Amber Heard là chủ đề của loạt phim tài liệu mới dài 2 tập của Discovery Plus. Vào thứ Sáu, Discovery UK thông báo họ đã được ủy quyền phát sóng Johnny and Amber, loạt phim tài liệu về tài tử Johnny Depp, 58 tuổi và nữ diễn viên Amber Heard, 35 tuổi. Qua đó, kể lại câu chuyện về hôn nhân đã vỡ giữa hai ngôi sao cũng như cuộc chiến pháp lý sau đó của họ. Loạt phim tài liệu này sẽ cho thấy những góc nhìn khác nhau giữa tài tử Johnny Depp và nữ diễn viên Amber Heard. Trong đó, một tập phim sẽ tập trung vào góc nhìn của tài tử cướp biển vùng Caribe, trong khi tập phim còn lại sẽ tập trung vào khía cạnh của nữ diễn viên Aquaman trong câu chuyện. Bên cạnh đó, loạt phim Johnny and Amber cũng sẽ kiểm chứng những lời khai từ luật sư của cả hai ngôi sao cũng như những người thân thiết của họ các cảnh quay và bản ghi âm do chính đôi vợ chồng cũ này cung cấp cũng sẽ được đề cập đến trong dự án này. Loạt phim tài liệu Johnny and Amber được phát hành và sản xuất bởi Nick Hornby và friend Baker của công ty Optimum, dự kiến sẽ lên sóng trên Discovery Plus vào cuối năm nay. Trước đó vào năm 2016, nữ diễn viên Amber Heard đã đệ đơn ly hôn tài tử Johnny Depp và sau đó cáo buộc nam diễn viên bạo hành gia đình vụ ly hôn của đôi bên được hoàn tất vào tháng 1 năm 2017. Theo đó, Amber Heard được giải quyết 7 triệu đô la, mặc dù Johnny Depp đã phủ nhận mọi cáo buộc này. Cuộc chiến pháp lý của họ vẫn tiếp tục xảy ra khi Johnny Depp kiện vợ cũ vì tội phỉ bán sau khi cô đã viết một bài báo cho Washington Post vào năm 2018 về việc sống sót sau bạo lực gia đình. Nam diễn viên cũng kiện tờ The Sun của anh vì tội phỉ bán sau khi tờ báo này gọi anh là kẻ đánh vợ và thu kiện vào tháng 11 năm 2020. Sau sự kiện này, Johnny Depp đã đồng ý rút khỏi vai trò phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald trong loạt phim Fantastic Beasts phần ngoại truyện của Harry Potter. Nghiên cứu cho thấy, uống cà phê có thể làm tâm trạng trở nên tốt hơn khi số giờ ban ngày giảm đi. Có phải bạn đang cảm thấy kiệt sức? bơ phờ và cảm thấy tâm trạng trở nên thất thường hơn sau khi đặt đồng hồ lùi lại một giờ. Để cảm thấy mọi thứ trở nên tốt hơn, câu trả lời có thể được tìm thấy khi bạn uống thêm một tách cà phê với liều lượng vừa đủ và tần suất hợp lý. Một cuộc khảo sát mới do Viện Thông tin Khoa học về cà phê tài trợ đã tuyên bố rằng việc uống cà phê sau mỗi 4 giờ có thể giúp cải thiện nhận thức và tâm trạng, cũng như cải thiện thời gian phản ứng và sự tỉnh táo của con người. Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 5.000 cư dân trên khắp Vương quốc Anh, Ý, Phần Lan, Đức và Ba Lan, yêu cầu họ đánh giá mức độ lo lắng và mức độ tập trung của mình khi số thời gian ban ngày trở nên ít hơn. Những người tham gia cũng được yêu cầu đánh giá mức độ hoạt động thể chất của họ trong những tháng mùa đông. Theo đó, một phần 5 người được khảo sát cho biết họ cảm thấy lo lắng hơn khi thời gian 3 ngày trở nên ngắn hơn, trong khi một phần tư số người được khảo sát cho biết họ khó tập trung hơn và mất động lực tập thể dục. 30% trong số đó cho biết họ cũng bị trầm cảm liên quan đến chứng rối loạn cảm xúc theo mùa Seasonal Affective Disorder, SAD, và dễ rơi vào trạng thái buồn bã hơn khi đồng hồ quay ngược lại. Cuộc khảo sát cũng đã xem xét thói quen tiêu thụ caffeine của những người tham gia trong những ngày ngắn hơn và phát hiện ra rằng 29% trong số đó sử dụng cà phê để cung cấp cho năng lượng, 20% uống cà phê để cảm thấy hạnh phúc hơn và 21% chỉ ra rằng tiêu thụ cà phê giúp họ tỉnh táo và tập trung. Theo phó giáo sư Giuseppe Goso của Đại học Catania cho biết, có một bằng chứng cho thấy các polyphenol có trong cà phê có thể vượt qua hàng rào máu não với tác dụng chống viêm thần kinh và thậm chí thúc đẩy quá trình hình thành thần kinh, do đó làm giảm nguy cơ rối loạn nhận thức và cảm xúc. Nghiên cứu hiện tại đã chỉ ra rằng 75 mg caffeine, tương đương với một tách cà phê, cứ sau 4 giờ có thể giúp mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn trong suốt cả ngày. Bên cạnh đó, hương thơm từ cà phê không chỉ là một mùi thơm dễ chịu để bắt đầu ngày mới, mà nó còn có thể giúp trí nhớ thực hiện chức năng của mình cũng như kích thích sự tỉnh táo. Những người cảm thấy khó tập thể dục hơn trong những tháng mùa đông cũng có thể tìm thấy lợi ích cho mình từ món đồ uống này. Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu EFSA đã kết luận rằng tiêu thụ caffeine có thể giúp cải thiện sức bền cả về hiệu suất và công suất. Theo các chuyên gia đến từ cơ quan này cho biết, cà phê thậm chí có thể giúp các vận động viên cảm thấy như thể họ đang bỏ ra ít sức lực hơn trong khi tập luyện. Và cuối cùng trong bản tin giải trí, mời quý vị theo dõi bộ phim On The Pride Place – Những Ngày Tươi Đẹp. On The Pride Place – Từ Việt – Những Ngày Tươi Đẹp là một bộ phim của Mỹ thuộc thể loại chính kịch lãng mạn do Brett Holly đạo diễn bộ phim được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jennifer Niven. Trong lần chuyển thể quyển sách của mình, Niven cũng là người đồng chấp bút cho kịch bản, bên cạnh Liz Hanna. Dàn diễn viên trong On The Bright Place có sự góp mặt của những cái tên nổi bật như Ellie Fanning, Justin Smith, Alexandra Sip và Virginia Garner. Bộ phim do Netflix sản xuất và đã được phát hành vào cuối tháng 2 năm ngoái tương tự như lời mô tả trên trang bìa của tác phẩm gốc on the bright place là câu chuyện về một chàng trai tên finch và một cô gái tên là violet như bao thiếu niên đồng trang lứa khác ở độ tuổi của mình cả hai nhân vật chính đều là những kẻ cô đơn mong muốn được chia sẻ và đồng cảm cũng như khao khát tìm kiếm ý nghĩa để tiếp tục tồn tại giữa dòng đời khắc nghiệt trong một lần gặp gỡ chính thức finch và violet đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong lúc cả hai đều rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Kể từ lần gặp mặt đó, họ đã cùng nhau khám phá những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, cùng tận hưởng niềm vui và sự hạnh phúc. Từ đây, cả chàng trai tên Finch và cô gái Violet đã tạo được một câu chuyện tình tốt đẹp đến nao lòng. On The Bright Place là một bộ phim lãng mạn, thơ mộng nhưng vẫn mang mát những nỗi buồn khó tả. Câu chuyện của Violet và Vince khá đơn giản và nhẹ nhàng, được truyền tải đến người xem bằng một nhịp điệu chậm rãi với bối cảnh vương vấn sự hoài niệm cổ điển. Chủ đề nổi bật trong On The Bright Place là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần. Bộ phim mang đến cho người xem cảm nhận những gì thực sự diễn ra trong tâm trí của những người đang chìm trong hố đen trầm cảm. Cho ta biết cảm thông và sống sao cho trọn vẹn từng khoảnh khắc. Bên cạnh đó, On the Bright Place còn là một bộ phim đầy tính nhân văn. Đoạn kết của bộ phim có đoạn, bộ phim này dành riêng cho những người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe tâm thần, tự tử hoặc đau buồn. Nếu bạn đang vật lộn hoặc biết một ai đó đang phải chịu đựng, có thể giúp đỡ tại On the Bright Place, phim Dark Info. Quý vị có thể thưởng thức bộ phim này trên Netflix. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 20 tháng 11 năm 2021 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.112 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 18 tháng 11 năm 2021 đến ngày 24 tháng 11 năm 2021 như sau. 1 đô la Canada bằng 18.408,73 đồng Việt Nam. Trong khi đó, theo Bank of Canada, 1 Canada bằng 0,7912 đô la Mỹ và bằng 0,7002 đồng euro. Giá dầu thô WTI là 75,94 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 78,89 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.845,88 đô la Mỹ một ounce và bây giờ chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn cuối tuần, một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, đó là câu chuyện con cá cô đơn với giọng đọc của Ngọc Yến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và theo dõi các video mới tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống, được cập nhật liên tục trong tuần và các video tư vấn di dân di trú do Ellen Xuân Uyên, thành viên Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú Canada tư vấn. Được đăng vào thứ ba hàng tuần, kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn một chủ nhật an lành và một tuần mới mạnh khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt. Câu chuyện cuối tuần, con cá cô đơn có một con cá nhỏ rất ngoan ngoãn, cha mẹ cá nuôi nấng nó cẩn thận vô cùng không để nó bị bắt, hay trở thành thức ăn ngon cho những con cá lớn khác. Con cá nhỏ nhớ kỹ lời dạy của cha mẹ, suốt ngày núp trong hang, đêm tối mới ra ngoài lặng lẽ kiếm ăn. Con cá nhỏ đáng thương, cá nhỏ luôn chờ sau khi những con cá khác ăn no rồi mới cẩn thận nhặt nhạnh thức ăn còn thừa tuy thế cá nhỏ cũng không dám ở lâu bên ngoài đôi khi lâu quá không tìm thấy thức ăn nó vội quay về hang mặc cho cái đói hành hạ giống như lời cha mẹ nói cá nhỏ tin chắc rằng nhịn ăn một bữa còn hơn là mất mạng cứ thế cá nhỏ không có một người bạn cũng không có gì để tiêu khiển trong đầu chỉ nghĩ tới một việc tạ ơn trời đất con còn sống lớn lên, cá nhỏ rất muốn tìm bạn đời, nó phải ra khỏi chỗ trú ẩn của mình, đi đây đi đó mới có cơ hội kết bạn với cá nhỏ khác. Nó cố gắng bơi ra ngoài mấy lần, nhưng chưa đi được bao xa đã sợ hãi, quay về hang rung lập cập. Kết quả, con cá này sống cô đơn đến 100 tuổi. Đôi khi, sống không phải là sự tồn tại mà đó chính là được theo đuổi đam mê riêng của bản thân, đừng như con cá kia, đó chỉ là tồn tại chứ chưa phải là sống. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca, gạch chéo, bút vaccine, hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario. Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Trong bản tin ngày 21 tháng 11 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Tại tỉnh BC, các đường cao tốc mở cửa trở lại, hệ thống lương thực bắt đầu ổn định. Những người lái xe đổ xô đi đổ xăng khi tỉnh áp đặt các hạn chế đi lại và mua xăng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thêm cảnh báo bão được đưa ra cho miền Bắc tỉnh BC khi một con sông trong khí quyển khác sẽ đến và bờ biển phía đông chuẩn bị có bão mùa thu với gió lớn, mưa xối xả lên đến 150mm. Canada đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về khả năng tẩy chay Olympic tại Bắc Kinh. Kraft Heinz thu hồi một số bột nước trái cây do có thể bị nhiễm thủy tinh và hạt mè bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Thượng nghị sĩ Jose Forest Nysing, 56 tuổi, tử vong sau khi chiến đấu với COVID-19 và tình trạng tự miễn dịch. Đại dịch COVID-19 cho thấy sự thiếu hụt lao động tay nghề cao thuộc ngành công nghệ ở Edmonton. Nhà xây dựng căn hộ ở Ontario đột nhiên hủy bỏ hợp đồng mua bán kéo dài nhiều năm, trừ khi người mua nhà trả thêm 100.000 đô la. Đường mòn ở New Brunswick là địa điểm Canada duy nhất trong danh sách điểm đến hàng đầu thế giới của National Geographic. Và trên thế giới, hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các hạn chế COVID-19 và các yêu cầu về vaccine trên khắp châu Âu. WHO cảnh báo 500.000 người khác ở châu Âu có thể chết vì COVID-19 vào tháng 3. Công nhân Việt Nam kêu cứu khi làm việc tại nhà máy của Trung Quốc ở Serbia Phán quyết tha bổng thiếu niên bắn chết người gây chia rẽ nước Mỹ Bành xoái xuất hiện tại sự kiện Trung Quốc, WTA vẫn lo ngại Xa lộ San Diego điên cuồng sau khi xe thiết giáp phun tiền khi cửa bật mở Xin cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới tổng hợp nổi bật nhất trong ngày cùng một số tin giải trí do tạp chí culture magazine thực hiện trên kênh culture channel là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ anh việt duy nhất tại canada sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết bắt đầu với phần tin trong nước cùng với tuấn liêm và hoàng anh Các quan chức tại BC cho biết các đường cao tốc đã mở cửa trở lại và hệ thống lương thực bắt đầu ổn định. Những người lái xe đổ xô đi đổ xăng khi PC App đã các hạn chế đi lại và xăng trong bối cảnh lũ lụt. Các nỗ lực suốt ngày đêm để khôi phục các tuyến giao thông chính và cung cấp lương thực ở British Columbia đang bắt đầu có kết quả, các bộ trưởng giao thông và nông nghiệp của tỉnh cho biết hôm thứ bảy. Xa lộ 99 đã được mở lại vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương với hai đường xe về phía bắc Pemberton chỉ dành cho các xe nhỏ. Và nhà chức trách vẫn yêu cầu người lái xe hơi chỉ đi lại vì những lý do cần thiết như là trở về địa chỉ nhà chính. Theo thông báo của chính quyền tỉnh hôm thứ Bảy, các trạm kiểm soát sẽ được đặt ra và các hạn chế đi lại sẽ được thực thi. Và chỉ những xe có trọng lượng dưới 14,5 tấn mới được phép. Thông cáo cho biết các xe tải nặng hơn nên đi trên quốc lộ số 3 và quốc lộ này đã mở trở lại vào ngày thứ Sáu. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Cơ sở Hạ tầng của BC cho biết mỗi người đã làm việc suốt ngày đêm với tốc độ nhanh và mệt mỏi. Trên đảo Vancouver, đường cao tốc Malahat đã mở cửa trở lại vào ngày thứ Sáu để lưu thông hai chiều sau khi bị chặn bởi dòng nước lũ vào tuần trước. Vào cuối ngày thứ Bảy, thì tỉnh cho biết quốc lộ số 1 đã mở cửa trở lại cho một làn xe lưu thông theo mọi hướng giữa Hope và quốc lộ 9 ở phía đông Chilliwack và một thông cáo cho biết các tài xế được yêu cầu chỉ hạn chế đi lại cho các mục đích thiết yếu trong khi việc dọn dẹp và sửa chữa vẫn đang tiếp tục chúng ta không thiếu lương thực bộ trưởng nói trong khi nhiều hình ảnh đã được lan truyền về các kệ hàng tạp hóa trống rỗng ở nhiều vùng khác nhau của tỉnh pc bao gồm cả khu vực xa với lũ lụt bộ trưởng nông nghiệp của tỉnh là Lana popham cho biết hiện không có tình trạng thiếu lương thực chỉ là một ít đình trệ của chuỗi cung ứng mà đang dần được khôi phục với nguồn cung cấp mới. Hàng ngàn con gia súc đã được cho là chết trong lũ lụt trên đồng cỏ Summers Perry ở Abbotsford trước khi nước lạnh dâng cao và thức ăn cạn kiệt. Các tình nguyện viên và nông dân đã dành phần lớn thời gian trong tuần để giải cứu càng nhiều động vật càng tốt khỏi dòng nước lũ. Một số cửa hàng tạp hóa đã đưa ra hạn chế về lượng sữa, trứng và thịt mà người mua có thể mua một lần xe xếp hàng dài để đổ xăng. Hàng dài xe đã rời khỏi các trạm xăng vào tối thứ Sáu khi các quan chức British Columbia thông báo hạn chế nhiên liệu đối với những người đi lại cho lý do không thiết yếu ở các khu vực của tỉnh bị thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt. Bộ trưởng An toàn Công cộng ông Mike Farnwood cho biết những cư dân không phải là lao động thiết yếu được giới hạn mua 30 lít xăng mỗi lần họ tới một trạm xăng khi chính phủ đang tìm kiếm xe tải hoặc là xa lan để chở sang từ những vùng xa xôi như là California. Ông Farnworth cho biết ông đang dựa vào sự đánh giá tốt của người dân để bảo đảm tỉnh không bị cạn kiệt nhiên liệu. Nhưng các tài xế đổ xô tới các trạm xăng vào ngày thứ Sáu sau thông báo với một số người nói rằng các hạn chế gây bất tiện và những người khác thì bày tỏ sự hiểu biết của mình rằng các giới hạn là cần thiết việc phân bố áp dụng cho vùng Lower Mainland ở BC, vùng Sea to Sky, Sunshine Coast, Vancouver Island và Gulf Island xảy ra sau khi các đường cung cấp bao gồm cả đường cao tốc và đường sắt bị cuốn trôi hoặc là ngập do lượng mưa kỷ lục bắt đầu vào cuối tuần trước. Việc đi lại cũng bị hạn chế dọc theo các highway 3, 7 và 99 để bảo đảm rằng những phương tiện giao thông thiết yếu mới có thể đi qua trong khi đó thì một số đường cao tốc bị đóng cửa trước đây do lũ lụt đã được mở lại một phần Highway 3, một liên kết quan trọng từ Metro Vancouver tới vùng nội địa interior của tỉnh đã được mở lại một làn xe giao thông. Một phần của Highway 1 trên Vancouver Island được gọi là Malahat cũng đã được mở lại hai làn xe trước thời hạn vào tối thứ sáu. Highway 1 và 5 Coquihalla được sửa chữa nhiều hơn dự kiến sẽ mất nhiều thời gian do bị sạt lở nghiêm trọng. bốn thi thể đã được trục vớt sau trận lở đất ở Highway 99 tỉnh PC. Thi thể của bốn nạn nhân đã được vớt lên từ hiện trường của vụ lở đất hôm thứ Hai trên Highway 99 ở Lillooet, tỉnh PC, các nhân viên điều tra xác nhận hôm thứ Bảy. Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ chưa được tiết lộ tên, khiến cho cây cối và mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi trên đường cao tốc và chặn con đường cuối cùng còn lại kết nối Lower Mainland với phần còn lại của tỉnh trong cơn bão quái ác vào tuần qua và ba người đàn ông khác cũng là nạn nhân của cơn bão này pc coroner service dịch vụ điều tra pc cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ đã vớt được một thi thể vào thứ tư và hai thi thể khác vào thứ năm trong một tuyên bố nhân viên điều tra là bà lisa lapoy đã gửi lời chia buồn chân thành đến các gia đình hiện đang đau buồn trước cái chết đột ngột và bất ngờ của người thân của họ RCMP của tỉnh PC đã xác nhận ba người đàn ông này đều nằm trong số những người được xác nhận là mất tích sau vụ sạt lở. Tên của họ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng trung sĩ Janelle Sohihat cho biết người thân của họ đã được thông báo. Các nỗ lực tìm kiếm người thứ năm bị mất tích vẫn tiếp tục cho đến hết thứ sáu, nhưng không thành công. Các nhà chức trách xác nhận hôm thứ Bảy rằng cuộc tìm kiếm đã bị tạm ngừng. các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt cũng phải đối phó với các hạn chế COVID-19. Trong khi tình trạng khẩn cấp trong chất ở tỉnh PC, các quan chức y tế đang nhắc nhở những người đã phải sơ tán khỏi nhà và những người cung cấp viện trợ rằng tình hình COVID-19 vẫn đáng lo ngại, đặc biệt là ở các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện để giảm việc lây truyền. Fraser Health East bao gồm các nơi ở Aberforth, Agassiz, Hope, Boston Bar, Charlestown Mission và Harrison Hot Springs đều có những hạn chế dành cho tất cả những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm giới hạn các cuộc tụ tập cá nhân trong nhà. Các cuộc họp cá nhân trong nhà trong khu vực Interior Health cũng được giới hạn cho 5 người khác hoặc là một hộ gia đình khác và các cuộc họp cá nhân ngoài trời được giới hạn ở 50 người. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix nói rằng ông lo lắng về sự lây truyền COVID-19 ở những vùng này ngay cả trước khi có trận lũ lụt và sau khi có lệnh sơ tán, và nó tiếp tục là mối quan tâm lớn của ông. Theo Bộ trưởng Dix, khoảng 91% người dân trong khu vực Fraser Health đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Trong các cộng đồng Eastern Fraser Health, còn số đó thấp hơn. Trong khu vực Interior Health, có khoảng 86% người dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine đối với ai đã di dời, họ có thể tiêm phát xin trong bất kỳ cộng đồng nào mà họ hiện đang sinh sống và họ có thể đăng ký bằng cách gọi 1833 838 2323 hoặc là trực tuyến thông qua trang web Get Vaccinated. Thưa quý vị, có hai cảnh báo về thời tiết đã được ban hành hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thêm một cảnh báo bão nữa được đưa ra cho miền Bắc tỉnh BC khi một con sông trong khí quyển khác sẽ đến. Cư dân ở phía Bắc của tỉnh BC đang được cảnh báo để chuẩn bị cho cái gọi là con sông khí quyển tiếp theo đổ bộ vào tỉnh. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo bão mùa đông cho các khu vực nội địa của bờ biển phía Bắc. Khu vực McGregor và đèo Pine Pass trên quốc lộ 97 trong khi các thông báo thời tiết đặc biệt đã được ban hành cho khu vực Gwaii và các khu vực ven biển của bờ biển phía bắc North Coast. Cảnh báo về tuyết rơi cũng được đưa ra cho một vùng rộng lớn ở miền bắc tỉnh BC, bao gồm cả khu vực Prince George và Stuart Nechako. Hệ thống thời tiết dự kiến sẽ di chuyển vào khu vực từ thứ Bảy đến thứ Hai, được dự báo sẽ mang lại lượng mưa từ 100 đến 150mm cho Prince Rupert với từ 30 đến 90 mm ở các khu vực ven biển khác. Các khu vực nội địa có thể thấy tuyết từ 10 cm đến 20 cm. Trung tâm dự báo sông của tỉnh BC cũng đưa ra đề phòng lũ lụt cho bờ biển phía Bắc, bao gồm Haida Gwaii, Prince Rupert, Kintimat, Vịnh Hartley Bay, Cameno và các khu vực xung quanh. Xuất hiện trong bối cảnh lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng ở phía Tây Nam tỉnh BC, các cảnh báo đã khiến bộ an toàn công cộng đưa ra cảnh báo thời tiết hiếm gặp của riêng mình, kêu gọi mọi người chuẩn bị cho mọi điều kiện thời tiết. Trong một thông cáo truyền thông yêu cầu người dân chuẩn bị cho mưa lớn và gió mạnh, tỉnh khuyến cáo người dân tránh xa các con sông và sông rạch. Thông cáo khuyến cáo người dân xem dự báo thời tiết cẩn thận, thực hiện các bước để bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi lũ lụt đề phòng cây và cành đổ và chuẩn bị cho tình trạng mất điện. Những người lái xe cũng được yêu cầu giảm tốc độ và lái xe cho phù hợp với điều kiện và không bao giờ lái xe qua dòng nước lũ. Hệ thống thời tiết được dự báo sẽ di chuyển đến bờ biển phía Nam, South Coast trong tình trạng suy yếu vào thứ hai. Bên bờ biển phía Đông cũng có cảnh báo bão mùa thu. Bão mùa thu với gió lớn, mưa xối xả lên đến 150 mm. Bờ biển phía đông đang chuẩn bị cho một cơn bão mùa thu dự kiến sẽ gây ra những cơn mưa xối xả và gió lớn trên khu vực vào đầu tuần tới. Cơ quan môi trường Canada cho biết, cơn bão có thể làm lũ lụt các khu vực của Maritimes với lượng mưa lên tới 150 mm, dự kiến ở phía đông Nova Scotia và Cape Breton. Tuyên bố thời tiết đặc biệt của nhà dự báo liên bang được ban hành cho phần lớn Nova Scotia, PEI và New Brunswick diễn ra chỉ một tuần sau khi lượng mưa kỷ lục gây ra lũ lụt trên diện rộng ở miền nam tỉnh BC. Tình hình đã khiến văn phòng quản lý khẩn cấp của Nova Scotia cảnh báo cư dân về khả năng xảy ra lũ lụt, triều cường và mất điện. Văn phòng là một bộ phận của Sở Nội vụ tỉnh, đang khuyến cáo người dân có đủ thức ăn và nước uống trong 72 giờ, sạc điện thoại di động và đổ xăng cho xe cộ. Cơn bão dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực Maritimes bắt đầu từ thứ hai, với khả năng xảy ra lũ quét và nước đọng lại trên đường tạo ra các điều kiện lái xe bất lợi. Trong tình hình căng thẳng với Trung Quốc, Canada đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về khả năng tẩy chay Olympic tại Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Canada sẽ tiếp tục thảo luận với các đối tác về khả năng tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh. Trong bối cảnh vận động viên quần vợt Trung Quốc là Bành Soái mất tích gần đây, Siren Curry, là thư ký báo chí của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Melanie Jolie, cho biết trong một tuyên bố, Canada vẫn vô cùng lo lắng trước những báo cáo đáng lo ngại về vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tuần trước, thì Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xác nhận, trong cuộc gặp với Thủ tướng Justin Trudeau tại Nhà Trắng, nói rằng ông đang xem xét tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Olympic vào năm tới. Trả lời câu hỏi về bình luận của Tổng thống Mỹ và lập trường của Canada về việc tẩy chay Thư ký Khoury cho biết, họ sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với các đối tác thân cận nhất của chúng tôi. Thủ tướng Trudeau trước đây cho biết, Canada đã có các cuộc trao đổi với các đối tác và đồng minh trên thế giới về Thế vận hội Bắc Kinh. Ông nói, có rất nhiều vận động viên ở Canada và trên toàn thế giới đã và đang tập luyện, tập trung rất nhiều vào điều này. Chúng tôi đang tìm cách để vừa có thể thấy họ thể hiện năng lực của mình và hoàn thành tất cả những công việc khó khăn mà họ đã làm trong nhiều năm đồng thời tiếp tục thể hiện mối quan tâm thực sự của chúng tôi đối với cách chính phủ Trung Quốc hành xử. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng của nữ vận động viên Bành Soái, 35 tuổi, sau khi tay vợt này công khai cáo buộc ông Zhang Gaoli Li là Trương Cao Lệ, 75 tuổi, là cựu phó thủ tướng từng là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản cầm quyền, tấn công tình dục cô. Cô Bành đã viết một bài đăng dài trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 11, nói rằng cô đã bị ép quan hệ tình dục 3 năm trước với ông Giang tại nhà của ông mặc dù nhiều lần đã từ chối. Bài đăng nhanh chóng bị xóa khỏi tài khoản đã được xác minh của cô trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Mặc dù ảnh chụp màn hình về những lời buộc tội của cô đã được chia sẻ trực tuyến, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ không biết về những tranh cãi xung quanh cô Bành là một cựu tay vợt hàng đầu ở nội dung đôi nữ, từng giành danh, danh hiệu tại Wimbledon năm 2013 và giải pháp mở rộng năm 2014. Cô đã tham dự ba kỳ Olympic. Một cuộc tẩy chay thấy vận hội Bắc Kinh đã được giấy lên trước khi cô Bành mất tích để đáp lại các hành động chính trị của Trung Quốc ở Hồng Kông, cũng như cách đối xử của họ với các nhóm thiểu số, bao gồm Phật giáo Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo các vụ giam giữ người Canada, ông Michael Kovic và Michael Spavor trong quá khứ, những người mà đã bị Trung Quốc giam giữ hơn 1.000 ngày vì cáo buộc gián điệp, được coi là sự trả đũa cho việc Canada bắt giữ giám đốc điều hành Huawei Mạnh Vãn Châu vào tháng 12 năm 2018, theo lệnh của Hoa Kỳ cũng được nêu ra làm lý do để xem xét một cuộc tẩy chay. Còn trong quan hệ đối tác thương mại với nước láng giềng Hoa Kỳ, Nhà ngoại giao cho biết Tổng thống Biden có thể mở cửa cho Canada khoản tín dụng thuế xe điện. Người đứng đầu một nhóm kinh doanh nổi tiếng của Canada, Hoa Kỳ, cho biết bà nhìn thấy tia lửa nhóm lên của một thỏa thuận, cho phép các công ty Canada đủ điều kiện nhận tín dụng thuế gây tranh cãi của Tổng thống Joe Biden đối với xe điện. Bà Scotty Greenwood là cựu nhà ngoại giao Mỹ tại Canada, hiện là giám đốc điều hành của doanh nghiệp người Mỹ gốc Canada, cho biết Tổng thống Biden chưa chuẩn bị đàm phán với Thủ tướng Justin Trudeau tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo, các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở Washington, trong khi dự luật Bill Back Better trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ của ông vẫn đang được chuyển tới Quốc hội. Nhưng bà nói rằng bà đã nhìn thấy sự cởi mở trong ngôn ngữ của Tổng thống Hoa Kỳ trong một cuộc họp báo ngắn với Thủ tướng Trudeau vào thứ Năm tại phòng bầu dục, đủ cởi mở để cho thấy rằng có thể đạt được một thỏa hiệp cho dù đó là miễn trừ cho các xe ở Bắc Mỹ do công đoàn sản xuất hay một thỏa thuận tương tự. Dự luật của Tổng thống Biden đã được Hạ viện thông qua vào thứ Sáu và hiện đang được chuyển đến Thượng viện, sẽ cung cấp cho người mua xe điện do công nhân công đoàn sản xuất tại Hoa Kỳ, một khoản tín dụng thuế lên tới 12.500 đô la. Canada phản đối quyết liệt kế hoạch này, khẳng định nó làm suy yếu ngành công nghiệp xa hơi của Canada và vi phạm thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ mới một số thành viên trong nội các của Thủ tướng Trudeau đã cảnh báo về khả năng trả đũa lại. Thủ tướng Trudeau, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế bà Mary Ng và các bộ trưởng nội các khác có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, nhiều lần nhấn mạnh sự hội nhập sâu rộng của ngành công nghiệp xa hơi Bắc Mỹ. Họ cũng chỉ ra rằng Canada là nguồn chính của nhiều nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất pin, chẳng hạn như là cobalt, tức là chất bạch kim, và nickel, chất kền, nhưng đối mặt với tất cả những tranh luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ các chuỗi cung ứng đó, các quan chức Hoa Kỳ tỏ ra không hề lây chuyển. Mối quan tâm lớn hơn đối với Canada là làm thế nào để đối phó với phong trào bảo hộ ngày càng gia tăng ở phía nam biên giới. Phong trào đó hiện đang được cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa chấp nhận. Ngay bây giờ, thực tế là Canada coi tín dụng thuế xe điện là có hại cho ngành công nghiệp xe hơi ở nước này, Canada coi đây là mối đe dọa đối với hàng ngàn việc làm ở cả hai bên biên giới khi Canada và Hoa Kỳ cùng thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Bộ trưởng En cho biết Canada sẽ tiếp tục vận động hành lang để được miễn trừ tại cả Nhà Trắng và trên đồi Capitol và vào mọi cơ hội khác mà bà và các bộ trưởng nội các khác có được với những người đồng cấp Hoa Kỳ. Kraft Heinz thu hồi một số bột nước trái cây do có thể bị nhiễm thủy tinh. Kraft Heinz Canada đang thu hồi sản phẩm bột nước chanh. Country Time Brand Original Lemonade Fruit Juice Substitute Drink Mix và bột tang vị cam Orange Flavor Crystals do có thể có thủy tinh. Các sản phẩm bị thu hồi đã được bán trên toàn quốc và trực tuyến. Các sản phẩm của Country Time được bán trong các gói 2,4 kg Sử dụng tốt nhất trước ngày 15 tháng 9 năm 2023. Các sản phẩm tang được bán trong gói 2,2 kg, sử dụng tốt nhất trước ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2023. Tất cả chúng nên được ném bỏ hoặc trả lại nơi mua. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cho biết không có báo cáo nào về bất kỳ thương tích nào liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm bị thu hồi. Hạt mè bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Một thương hiệu hạt mè Allen được bán ở Canada đang bị thu hồi do có thể nhiễm khuẩn Salmonella. Hạt mè hữu cơ nguyên chất đã được bán ở Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Alberta và British Columbia. Hạt được bán trong gói 250g với số lô 21047 và 21030 hạn sử dụng tốt nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2022 và ngày 16 tháng 8 năm 2022. Thực phẩm bị nhiễm khuẩn Salmonella có thể không có mùi hôi, nhưng nó vẫn có thể gây ra bệnh bao gồm sốt, đau đầu, nôn mửa và buồn nôn, theo Health Canada. Và trong một số trường hợp thì ngộ độc Salmonella có thể dẫn tới nhiễm trùng chết người. Bộ Y tế Canada cho biết hạt mè bị thu hồi thì nên vứt bỏ hoặc là trả lại cửa hàng nơi bạn đã mua. Ontario báo cáo có hơn 700 ca COVID-19 mới trong ngày thứ ba liên tiếp. Các quan chức y tế đã xác nhận có 728 ca nhiễm mới vào ngày thứ Bảy, giảm nhẹ so với 793 ca của ngày hôm trước. Trong số các ca mắc mới có 441 ca chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc là chưa rõ tình trạng tiêm chủng, trong khi 287 ca đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong số các ca nhiễm mới, Toronto báo cáo có 89 ca Simcoe, Muskoka có 63 ca. Sudbury có 60 ca. Vùng Waterloo xác nhận có 49 ca. Trong khi vùng Peel có 45 ca và 41 ca được báo cáo ở Windsor Essex Và có thêm 5 người khác đã chết do căn bệnh này. Nâng số người chết ở tỉnh do coronavirus lên 9.964 người cho đến nay có khoảng 89% người dân Ontario từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm một liều vaccine COVID-19 và hơn 85% đã được tiêm chủng đầy đủ. Tỉnh cho biết 283 người hiện đang nhập viện do COVID-19 với 215 người trong số đó là không được tiêm chủng đầy đủ hoặc là không rõ tình trạng. Dữ liệu cập nhật về số lượng bệnh nhân trong ICU và trên máy thở không có sẵn vào ngày thứ Bảy, vào ngày thứ Sáu, Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 ở trẻ em từ 5 tới 11 tuổi, và họ hy vọng sẽ có khoảng 2,9 triệu liều vaccine cho trẻ em, đủ cho liều đầu tiên cho mọi trẻ từ 5 tới 11 tuổi vào cuối tuần tới. Vaccine dành cho trẻ em đã được phê duyệt với khoảng cách tiêm giữa các liều là 3 tuần, nhưng Ủy ban Tư vấn Quốc gia về Tiêm chủng gọi tắt là NACI đã đề nghị là ít nhất 8 tuần giữa các lần tiêm. Bằng chứng đã chỉ ra rằng khoảng cách giữa các liều tiêm dài hơn sẽ làm tăng hiệu quả của vắc xin và thậm chí có thể làm giảm nguy cơ mắc các tác dụng phụ hiếm gặp chẳng hạn như viêm tim. Bộ Y tế Canada vẫn đang xem xét vắc xin Moderna mRNA COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Một số học sinh tiểu học miền Tây Quebec có thể tiêm vắc xin COVID-19 tại các phòng khám của trường một số trường học ở phía Tây Quebec sẽ tổ chức các phòng tiêm chủng như là một phần của nỗ lực toàn tỉnh nhằm cung cấp ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho mọi trẻ em trong độ tuổi từ 5 cho tới 11 trước kỳ nghỉ đông. Hội đồng trường Western Quebec cho biết họ đã lên kế hoạch chuẩn bị cho Bộ Y tế Canada phê duyệt vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ nhỏ trong hơn nhiều tháng và cùng với hai cơ quan y tế địa phương trong khu vực tổng giám đốc mike dubo cho biết hội đồng trường học anh ngữ hy vọng các phòng khám trường học sẽ giúp đưa vắc xin vào tất cả các khu vực của họ có diện tích gấp đôi nova scotia theo ông các trường học sẽ nhận vắc xin trong vài tuần sau khi các phòng khám tập trung được cung cấp để phụ huynh có thể đăng ký và trực tiếp mang con họ tới đó ông dubo cho biết sẽ có các khu vực dành riêng cho phòng tập thể dục của trường để cho các y tá sức khỏe cộng đồng tiêm vắc xin và theo dõi sự phục hồi trong khi nhân viên đồng hành và an ủi học sinh. Một khi trẻ nhỏ được tiêm chủng với tỷ lệ tương đương với học sinh trung học sẽ có ít lớp học đóng cửa hơn và một số biện pháp y tế như là đeo khẩu trang sẽ được nới lỏng dẫn tới việc học tập trong lớp tốt hơn. Tiến sĩ Bridget Pina, giám đốc y tế công cộng của chính quyền cho biết về nguồn tài liệu giáo dục sẽ được cung cấp cho phụ huynh để hướng dẫn họ trong các quyết định của mình. Các nhà báo, lãnh đạo ủng hộ West Sweden bị bắt khi RCMP thực thi lệnh đường ống ở miền Bắc tỉnh BC. Có thêm 15 người bao gồm hai nhà báo và một nhà lãnh đạo chủ chốt trong cuộc chiến chống lại đường ống dẫn khí Coastal GasLink đã bị bắt hôm thứ Sáu khi cảnh sát tiếp tục chống lại những người phản đối dự án đang được xây dựng ở phía tây Prince George, tỉnh BC. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP đã xông vào trại Coyote Camp của những người phản đối do họ đã chiếm một địa điểm làm việc chính của Coastal Gas Link kể từ ngày 25 tháng 9 và bắt giữ nhiều người cư ngụ ở trong đó. Và có hai người cảnh sát cho biết tự nhận là nhà báo. Trại này đã tạm dừng kế hoạch của Coastal Gas Link cần khoan một đường hầm cho đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của họ dưới qua, hay còn gọi là Morris River. Cảnh sát cho biết khi tới trại vào hôm thứ Sáu, họ đã đọc một bản thông báo lệnh của tòa án tối cao PC cho phép tiến hành xây dựng đường ống và đã nhiều lần cảnh báo những người bên trong phải rời đi trước khi họ phải cưỡng chế và thực hiện các vụ bắt giữ. Cho đến nay thì tổng cộng 29 người đã bị bắt vì vi phạm lệnh của tòa án tối cao PC trong một hoạt động kéo dài nhiều ngày của RCMP. Lực lượng cảnh sát cho biết hoạt động của họ cũng bao gồm cả việc chặt cây và các thiết bị bị lật để thông đường rừng phục vụ việc xây dựng đường ống. Vào ngày 18 tháng 11, 14 người đã bị bắt khi RCMP phá bỏ các chốt chặn dọc theo Morris River Forest Service Road dẫn đến hai trại làm việc. Cảnh sát cho biết trong số 14 người bị bắt hôm 18 tháng 11, một người đã được trả tự do mà không bị buộc tội, 8 người đã được trả tự do có điều kiện và 5 người đang được chở đến Prince George để hầu tòa hôm thứ hai. Những người bị bắt vào ngày 19 tháng 11 đang bị RCMP giữ ở Houston PC trước lần hầu tòa đầu tiên của họ. Hiệp hội các nhà báo Canada cho biết, trong số những người bị bắt hôm thứ sáu, có phóng viên nhiếp ảnh cô Amber Bracken, người đang làm nhiệm vụ cho hãng tin War và nhà làm phim tài liệu Michael Toledano. Hiệp hội đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ quan ngại sâu sắc về các vụ bắt giữ và đang tìm kiếm thêm thông tin. Tờ The Now cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng họ vô cùng lo lắng trước vụ bắt giữ và xác nhận rằng phóng viên Amber Blacken của họ đang mang theo một lá thư chỉ định chính thức bên mình. Hội đồng được bầu chọn của West Western First Nation đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư lên án cuộc kháng chiến đường ống đang diễn ra trong một tuyên bố trực tuyến Coastal Gas Link xác nhận rằng nguồn cung đã đến được hai trại làm việc đã bị cắt đứt trước đó. Công ty gọi các bước mà RCMP thực hiện là đáng tiếc nhưng cần thiết để khôi phục khả năng tiếp cận để cung cấp nguồn cung, bao gồm cả thực phẩm và nước, cho nhân viên và nhà thầu của họ. Thượng nghị sĩ Josie Forrest-Nissing 56 tuổi, tử vong sau khi chiến đấu với COVID-19 và tình trạng tự miễn dịch. Thượng nghị sĩ Jose Forrest Nissing, người vừa trở về nhà sau khi nhập viện một tháng do nhiễm COVID-19 đã qua đời. Cô ấy 56 tuổi. Chủ tịch Thượng viện George Foray cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy, nói rằng Tôi vô cùng đau buồn khi biết được sự ra đi của người bạn và đồng nghiệp của chúng ta là Jose Forrest Nissing đáng kính. Thủ tướng Justin Trudeau cũng đưa ra một tuyên bố hôm thứ Bảy ca ngợi cam kết của Forrest Nijing đối với dịch vụ công. Ông nói, trong suốt cuộc đời của mình, Thượng nghị sĩ Forrest Nijing đã nhiệt tình bảo vệ và thúc đẩy quyền tiếp cận công lý và dịch vụ công bằng cả ngôn ngữ chính thức cũng như ngôn ngữ ký hiệu, kể cả đối với cộng đồng bản địa. Thay mặt chính phủ Canada, Sophie và tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Thượng nghị sĩ Frost Nijing một công chức tận tụy và là nhà đấu tranh cho các cộng đồng ngôn ngữ thiểu số. Cô Forrest Nissen gần đây tiết lộ rằng cô ấy đã phải vật lộn với tình trạng tự miễn dịch ảnh hưởng đến phổi của mình trong hơn 15 năm. Điều này khiến cô ấy đặc biệt dễ bị tổn thương bởi COVID-19. Thượng nghị sĩ từ Sudbury, Ontario đã nhận được hai liều vaccine COVID-19 vào đầu năm nay. Tháng trước, thì văn phòng của cô thông báo rằng cô đã phải nhập viện sau khi bị nhiễm với COVID-19 một ví dụ về trường hợp đột phá hiếm gặp. Đầu tuần này, văn phòng của cô ấy thông báo rằng cô ấy đã trở về nhà sau một tháng nằm viện. Một tuyên bố cho biết cô đã được cảnh báo rằng tình trạng sức khỏe của mình sẽ làm giảm hiệu quả của vaccine. Nhưng cô tin rằng cuộc chiến chống lại COVID-19 của cô sẽ khác nhiều nếu cô không được tiêm phòng. Cô cũng ca ngợi sự chăm sóc mà cô nhận được tại Health Science North ở Sudbury và nói rằng Việc nằm viện không bao giờ là dễ dàng, nhưng khi nó đi kèm với sự đồng cảm và sự tiếp xúc của con người, điều đó tạo nên sự khác biệt. Cô Forrest từng là thành viên của nhóm thượng nghị sĩ độc lập. Thay mặt Thượng viện Canada, tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả gia đình, bạn bè và những người thân yêu của cô ấy. Chủ tịch Thượng viện Furry nói, được mô tả là một người Pháp, cư dân của tỉnh Ontario, kiêu hãnh Cô Forrest Nissing đã đại diện cho tỉnh Ontario tại Thượng viện kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018, sau một thời gian hành nghề luật sư tại quê hương Sudbury của cô. Ông Fury cũng công nhận cô Forrest Nissing vì những đóng góp của cô ấy với tư cách là thành viên và chủ tịch của nhiều hội đồng và là một người bảo vệ nhiệt tình và đam mê quyền tiếp cận công lý bằng cả hai ngôn ngữ chính thức. Một số nghị sĩ cũng đã bày tỏ sự chia buồn của họ. Tại tỉnh Alberta, thủ hiến Jason Kenney đang thừa nhận những căng thẳng trong đảng bảo thủ thống nhất của mình, trong khi chủ tịch UCP đang cầu xin các thành viên duy trì đoàn kết dưới biểu ngữ của đảng. Cả hai nhận xét đến tại cuộc họp chung thường niên của đảng ở Calgary vào thứ bảy. Thủ hiến Kenney đã có một bài phát biểu quan trọng, trong đó ông bảo vệ các hành động bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh trong đại dịch Covid-19, mặc dù thực tế là một số hành động đó đã gây ra rạn nứt trong hàng ngũ đảng viên. Ông nói: "Chúng tôi đã mắc sai lầm trong quá trình này và với tư cách là người đứng đầu, tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn tức giận với tôi và chính phủ của chúng tôi vì đã đưa ra các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vào nhiều thời điểm khác nhau trong suốt trong suốt dịch Covid-19." Nhưng thủ hiến Kani cho biết ông không hối hận về các biện pháp chống đại dịch của chính phủ, bất chấp sự tức giận mà chúng gây ra vì chúng cần thiết để bảo vệ hệ thống y tế của Alberta, nơi đang trên bờ vực sụp đổ. Thủ hiến đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề từ những người cho rằng các hạn chế khác nhau là quá mạnh mẽ, và những người khác thì nghĩ rằng ông nên hành động sớm hơn và quyết đoán hơn. Xếp hạng phê duyệt của thủ hiến Kenny đã giảm mạnh trong suốt đại dịch COVID-19 và một loạt các vấn đề gây tranh cãi, chẳng hạn như là một vụ kiện đang diễn ra nhằm vào văn phòng của ông ấy và đấu đá chính trị đã đóng khung phần lớn nhiệm kỳ của ông ấy. Ông cho biết ông hoan nghênh một cuộc xem xét lại khả năng lãnh đạo của ông sắp tới, nhưng yêu cầu các thành viên tập trung vào các ưu tiên của người dân Alberta thay vì trong nội bộ của đảng. Thủ hiến Kenney dự kiến sẽ phải đối mặt với một cuộc xem xét lại khả năng lãnh đạo của ông vào tháng 4, nhưng nó có thể đến sớm hơn. Ngay trước bài phát biểu của thủ hiến Kenney, chủ tịch đảng mới đắc cử là bà Cynthia Moore đã mô tả đảng UCP như một gia đình Bà nói, quá nhiều người trong chúng ta đã quên rằng chúng ta là đảng bảo thủ thống nhất. Một số người trong chúng ta quên điều gì đã đưa chúng ta đến với nhau và hiện đang tập trung vào những gì chia rẽ chúng ta. Thỏa hiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng thường là điều nên làm. Chúng ta phải nhớ rằng chính trị là nghệ thuật đàm phán và thỏa hiệp. 22 Hiệp hội khu vực bầu cử của đảng UCP đã ký một lá thư gửi ban điều hành của đảng kêu gọi bỏ phiếu về sự lãnh đạo của thủ hiến Carney sớm hơn so với dự kiến vào tháng 4. Đại dịch COVID-19 cho thấy sự thiếu hụt lao động tay nghề cao thuộc ngành công nghệ ở Edmonton. Những người theo dõi ngành cho biết, đại dịch COVID-19 đã đem lại lợi ích cho ngành công nghệ, nhưng cũng chính vì vậy mà nó tạo ra sự thiếu hụt lao động có tay nghề cao ở Edmonton. Bà Aligno là giám đốc điều hành của Resume Free, một công ty giới thiệu các ứng viên cho các nhà tuyển dụng cho biết các công ty phải thích nghi với yêu cầu làm việc từ xa. Theo CBRE là một công ty đầu tư và bất động sản thương mại quốc tế, thành phố Edmonton là thị trường công nghệ phát triển nhanh nhất Bắc Mỹ trong 5 năm qua. Nhưng bản xếp hạng ghi nhận tài năng công nghệ Scoring Tech Talent Rankings năm 2021 đã xác định sự thiếu hụt lao động những người có nền tảng công nghệ cần thiết. Theo báo cáo thì từ năm 2015 đến năm 2019, có 5.522 sinh viên ở Edmonton đã tốt nghiệp với bằng công nghệ. Nhưng trong thời gian đó, thị trường lao động có thêm khoảng 12.000 việc làm công nghệ. Bà Stephanie Remniak, Chủ tịch Chương trình Quản trị Mạng Máy Tính của NET cho biết, các công ty đang liên hệ với bà để sinh viên tốt nghiệp có thể lấp đầy các vị trí tuyển dụng sớm hơn nhiều so với bình thường. Các công ty và tổ chức thường bắt đầu tìm kiếm sinh viên tốt nghiệp vào tháng 2 và tháng 3. Bà và các nhân viên của mình cũng bắt đầu tuyển dụng. May mắn thay, đại dịch đã khuyến khích mọi người suy nghĩ lại về lựa chọn nghề nghiệp của họ. Có các sinh viên quyết định bước vào lĩnh vực công nghệ từ các ngành khác. Lighthouse Labs là một nhà cung cấp trực tuyến các kỹ năng công nghệ và đào tạo, tin rằng họ có thể giúp lấp đầy khoảng trống bằng cách đào tạo nhân viên trong thời gian ngắn hơn so với các cơ sở trường học truyền thống. Ông Jeremy Shecky, là giám đốc điều hành của công ty có trụ sở tại Vancouver, tin rằng gần như bất kỳ ai cũng có thể học, viết, lập trình, coding chỉ trong 3 tuần. Ông nói thử thách viết lập trình trong 21 ngày của họ mang đến cho mọi người với mọi lĩnh vực một cơ hội để học các kỹ năng viết lập trình cơ bản. Mọi người thường tin rằng bạn phải là một người yêu thích máy tính hoặc có trình độ học vấn đặc biệt để có thể học viết lập trình. Mặc dù thử thách viết lập trình sẽ không giúp được việc làm ngay lập tức, nhưng ông Shaki cho biết nó sẽ giúp người học làm quen đủ với những điều cơ bản để cân nhắc sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Với các bạn nào mua những nhà dự án, với các bạn nào mua hay đầu tư những dự án pre-construction, hãy lưu ý. Trong bản tin sau đây, một nhà xây dựng căn hộ ở Ontario đột nhiên hủy bỏ hợp đồng mua bán kéo dài nhiều năm trừ khi người mua nhà trả thêm 100.000 đô la. Nền móng đã được đổ xây cho ngôi nhà đầu tiên của cô Soraya Palma và cô ấy đã trả gần hết số tiền đặt cọc. Nhưng cô gái 29 tuổi này cho biết giờ đây cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ dự án xây dựng ở thành phố Barrie, Ontario. Thứ tư tuần trước, cô nhận được một lá thư khiến cô không nói nên lời. Pace Developments đã thông báo với cô rằng họ sẽ hủy bỏ thỏa thuận mua bán của họ đã ký từ ngày 7 tháng 3 năm 2020 và trả lại tiền đặt cọc của Pema ngay cả khi việc xây dựng các căn hộ chung cư vẫn đang tiếp diễn. Đó là trừ khi cô ấy đồng ý trả thêm 100.000 đô la trên giá mua ban đầu là 512.000 đô la. Các chuyên gia mà CBC News đã nói chuyện nói rằng những gì nhà xây dựng Pace đang làm rất có thể là hợp pháp mặc dù họ cảnh báo rằng họ chưa xem các thỏa thuận trong hợp đồng cô pema cho biết cô đã hy sinh để có được ngôi nhà cô và người bạn đời của mình đã tạm hoãn đám cưới của họ và cô chuyển đến sống với bố mẹ khi cô bị cho thôi việc tại văn phòng ở trung tâm thành phố toronto vì đại dịch hiện cô đang điều hành công việc kinh doanh của riêng mình cô nói rằng cô đã cảm thấy hoàn toàn bị lừa Cô và hàng chục người đã đầu tư vào 70 căn hộ giai đoạn 1 của dự án Mapleville của Pace Development, được gọi là Urban North Townhomes. Từ năm 2018 đến năm 2020, đã được nhà phát triển ở Richmond Hill đưa ra hai lựa chọn giống nhau vào tuần trước, tức là bỏ thỏa thuận lấy lại tiền đặt cọc hoặc tiếp tục mua phải trả thêm 100.000 đô la. Tuy nhiên, sự thay đổi của nhà phát triển không ảnh hưởng đến những người mua dự án nhà Townhouse tại cùng khu vực mà được bán ra gần đây hơn với giá cao hơn. Những người đã đầu tư vào dự án căn hộ mới, một số người đã trả thêm tiền để nâng cấp và đã nhận được sự bảo đảm trước đó từ Pace, nói rằng sau nhiều năm trì hoãn, ngôi nhà mới của họ sẽ sẵn sàng vào năm 2022. Tất cả đều nói rằng họ đã bị một cú hít đột ngột bởi lá thư nhận được từ nhà phát triển. Lá thư viết rằng do những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và bất chấp ý định tốt nhất của nhà cung cấp, dự án của chúng tôi đã bị COVID-19 thách thức. Lá thư đề ngày 9 tháng 11 năm 2021 và được CBC News thu được. Tại thời điểm này, không thể thu xếp tài chính cho dự án với các điều kiện thỏa đáng với nhà cung cấp. Thật không may, nó sẽ buộc nhà cung cấp dự án phải hủy bỏ thỏa thuận mua bán của bạn. Giám đốc điều hành của Pace là Ivan Scavia nói với CBC News rằng công ty cần nhiều tiền hơn do chi phí nguyên liệu và nhân công tăng lên liên quan đến đại dịch, đôi khi lên tới 60%. Bà nói tình trạng này ảnh hưởng đến người mua ở giai đoạn sớm nhất của dự án này, vốn đã có lịch hoàn thành xây dựng hơn một năm trước. Bà cũng cho biết Pace cũng đã phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài hàng tháng để xin giấy phép xây dựng từ thành phố Berry, nơi đã trì hoãn việc xây dựng và làm tăng chi phí nhưng thành phố đã tranh chấp lại lời cáo buộc đó. Bà Michelle Benfield là giám đốc các dịch vụ phát triển của thành phố cho biết không có sự chậm trễ nào trong việc cung cấp giấy phép hay kiểm duyệt cho dự án, kể cả trong thời gian đại dịch xảy ra và các phê duyệt đều diễn ra trong các mốc thời gian điển hình của ngành. Bà Benfield cũng lưu ý rằng thành phố Barrie được xếp hạng đầu tiên trong khu vực Đại Toronto với tư cách là đô thị hiệu quả nhất hữu ích và tiết kiệm chi phí nhất trong việc phê duyệt các dự án phát triển nhà ở mới, theo báo cáo năm 2020 của Hiệp hội Phát triển Đất và Công nghiệp Xây dựng. Bà Benfield cũng cho biết, thành phố đã chấp thuận khoảng 130 trong số 300 đơn đăng ký của PACE. Phần còn lại dự kiến sẽ được cấp vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Tuy nhiên, các luật sư của nhà phát triển cho biết, đây là bằng chứng cho thấy thành phố đã chậm chạp phê duyệt toàn bộ dự án. Đường mòn ở New Brunswick là địa điểm duy nhất ở Canada trong danh sách điểm đến hàng đầu thế giới của National Geographic. National Geographic đã công bố các điểm đến hàng đầu cho năm 2022 và đường mòn đi bộ dài nhất nổi tiếng ở New Brunswick là nơi duy nhất của Canada lọt vào trong danh sách này. Đường mòn có tên là Sentier Nepixiguit Mimac đã giành được một vị trí trong danh sách đẹp nhất thế giới nhìn qua hình ảnh bạn có thể dễ dàng hiểu được lý do đó. Theo trang web Mimax Trail, đường mòn dài 150 km, men theo hệ thống sông nepisiguit từ Bathurst, New Brunswick tới công viên tỉnh Mount Carlton. Người Mi Mạc đã sử dụng con sông hơn 10.000 năm như là một tuyến đường di cư và để tiếp cận với nội địa của đất. Theo con đường mòn mà bạn sẽ thấy cảnh quan và địa thế luôn thay đổi, từ đồng băng sông đến thung lũng, rồi đến dãy núi Appalachian. Trên đường đi bạn có thể phát hiện ra thác nước gần sông, vách đá, đai quan sát và những con đường mòn bên cạnh. National Geographic đã vạch ra 5 danh mục khác nhau cho danh sách năm nay. Thiên nhiên, phiêu lưu, bền vững, văn hóa và lịch sử. Mặc dù đại dịch đang gây khó khăn cho mọi người và nhiều người vẫn cảm thấy do dự về việc du lịch khắp thế giới, nhưng nhóm nghiên cứu tại National Geographic vẫn lạc quan rằng chúng ta sẽ sớm cảm thấy thoải mái để phiêu lưu danh sách tôn vinh một số di sản thế giới để tôn vinh 50 năm của UNESCO trong việc giúp bảo vệ các kho tàng văn hóa và thiên nhiên. Vườn thú Quebec hy vọng sẽ tiêm phòng COVID-19 cho động vật hoang dã dạ trong những tuần tới. Vườn thú Granby phía đông Montreal cho biết họ hy vọng trong vài tuần tới hoặc là vài tháng tới sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng 90 loài động vật, bao gồm khỉ đột, mèo lớn và các sinh vật khác được cho là dễ mắc bệnh. Vaccine đang ở Hoa Kỳ và đang chờ được thông qua đến Canada. Hy vọng rằng chúng tôi có thể bắt đầu ít nhất là một vài loài vào Giáng sinh. Emily Couture, bác sĩ thú y của vườn thú, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Cô cho biết vườn thú đang có kế hoạch tiêm phòng cho những loài dễ bị COVID-19 nhất, ví dụ như các loài linh trưởng và mèo lớn như là hổ, báo đốm và báo hoa mai. Vườn thú cũng tiêm cho một số loài động vật có phú khác, chẳng hạn như gấu trúc đỏ. Cô Couture cho biết đã có sự gia tăng đáng lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 trong các vườn thú ở Bắc Mỹ, đặc biệt là các loài động vật lớn như là sư tử và báo vào tuần trước thì ba con báo tuyết đã chết tại vườn thú trẻ em Lincoln ở Nebraska do biến chứng từ Covid-19, một sự kiện mà cô cho biết đã gây chấn động cộng đồng vườn thú Bắc Mỹ. Theo cô, nhiều nhà khoa học tin rằng giống như ở người, biến thể Delta dễ lây lan hơn là nguyên nhân gây ra sự gia tăng các ca bệnh và bệnh nặng trong thú. Các vaccine này được sản xuất bởi công ty dược phẩm thú y Hoa Kỳ có tên là Zoetis đã bắt đầu cung cấp phát sinh cho vườn thuốc của Mỹ vào mùa hè này. Công ty đã đề nghị tặng khoảng 900 liều, đủ cho 450 con cho 6 vườn thuốc của Canada. Trong một tuyên bố, Zotis cho biết vắc xin của họ được phát triển và bào chế đặc biệt cho động vật giống như là vắc xin dành cho người được tiêm hai liều cách nhau vài tuần. Bước tiếp theo là đưa các vắc xin qua biên giới và có thể mất vài tuần hoặc là vài tháng vì vắc xin này không được bán trên thị trường. Zotus cho biết họ đang nộp đơn xin phép sử dụng thử nghiệm với Trung tâm Sinh học Thú y Canada và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Couture cho biết không có con vật nào tại vườn thú Granby phát triển các triệu chứng của COVID-19 mà cần phải xét nghiệm. Tuy nhiên, vườn thú đã thực hiện các bước trong suốt đại dịch để bảo vệ động vật, bao gồm tăng cường dọn dẹp, cắt cỏ và các chuyến thăm sau hậu trường giảm các tương tác và yêu cầu người xử lý phải rửa tay và đeo khẩu trang. Emily Couture cho biết, con người dường như là mối đe dọa lớn nhất đối với động vật khi lây lan COVID-19, cho đến nay không có bằng chứng trực tiếp về việc động vật trong vườn thú lây nhiễm cho người tiếp xúc với chúng. Cả hai vườn thú Toronto và Calgary đều cho biết họ sẽ tiêm phòng cho động vật của mình sau khi có một mũi thuốc. Toronto nói thêm rằng khoảng 140 loài động vật của họ sẽ đủ điều kiện bao gồm các loài linh trưởng, mèo lớn và heo. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Anh phải sẵn sàng áp đặt các hạn chế của Covid-19 vào mùa đông này, chuyên gia cảnh báo. Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các hạn chế Covid-19 và các yêu cầu về vaccine trên khắp châu Âu. WHO cảnh báo 500.000 người khác ở châu Âu có thể chết vì Covid-19 vào tháng 3. Công nhân Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ khi làm việc tại nhà máy của Trung Quốc ở Serbia. Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tung ra nguồn dầu dự trữ để kèm chế giá. Người đứng đầu Pentagon Lầu Năm Góc đang tìm cách trấn an các đồng minh Trung Đông có liên quan. Phán quyết tha bổng một thiếu niên bắn chết người gây chia rẽ nước Mỹ. Tổng thống Biden kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh. Anh quốc sẽ yêu cầu lệnh cấm sử dụng đối với đĩa nhựa và dao kéo sử dụng một lần ở Anh. Bành Soái xuất hiện tại sự kiện Trung Quốc nhưng WTA vẫn lo ngại. Hòn đảo nghỉ dưỡng của Việt Nam đón những du khách đầu tiên sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch. Xa lộ San Diego điên cuồng sau khi xe thiết giáp phun tiền khi cửa bật mở. Và một số cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Cập nhật tình hình dịch Covid-19 và những tin tức liên quan. Theo Reuters, Hồng Kông phê duyệt vaccine Sinovac cho trẻ em từ 3 cho tới 17 tuổi trong một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm khuyến khích 7,5 triệu cư dân đi tiêm vaccine. Việc mở rộng độ tuổi đủ điều kiện được đưa ra do chiến dịch tiêm chủng ở trung tâm tài chính châu Á. Bắt đầu vào tháng 2 đã tuộc hậu nhiều nền kinh tế phát triển khác, với khoảng 67% dân số được tiêm hai mũi vaccine Sinovac hoặc BioNTech của Đức. Trong một tuyên bố riêng vào hôm thứ Sáu, chính quyền thành phố cho biết họ đã mua thêm một triệu liều vaccine BioNTech để triển khai tiêm chủng COVID liều thứ ba. Hồng Kông đã bị buộc phải đi theo hướng của Bắc Kinh trong việc duy trì hạn chế đi lại nghiêm ngặt để hạn chế các đợt bùng phát mới, trái ngược với xu hướng mở cửa và chung sống với coronavirus của toàn cầu. Các nhóm vận động hành lang kinh doanh quốc tế đã cảnh báo Hồng Kông có thể mất nhân tài và đầu tư cũng như cơ sở cạnh tranh vào các trung tâm tài chính đối thủ như Singapore trừ khi họ nới lỏng các hạn chế đối với việc đi lại. Mặc dù gần đây hầu như không có ca nhiễm nào trong địa phương và môi trường, hầu như không có Covid, nhưng Hồng Kông vẫn áp dụng biện pháp cách ly khách sạn bắt buộc lên tới 21 ngày và thu phí đối với du khách tới từ hầu hết các quốc gia. Vương quốc Anh không thể tự mãn và phải chuẩn bị đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn để kiểm soát sự lây lan của COVID-19 vào mùa đông này nếu cần thiết. Một cố vấn chính phủ và nhà dịch tễ học hàng đầu đã cảnh báo. Khi lục địa châu Âu bị bao trùm bởi làn sóng COVID-19 mới, một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Với việc Áo có kế hoạch áp dụng bắt buộc tiêm vaccine từ tháng 2 cũng như lệnh cấm mới bắt đầu vào thứ hai, và các bộ trưởng Đức đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Giáo sư Andrew Hayward, đồng giám đốc của Viện Dịch tễ học và Chăm sóc sức khỏe UCL, đã được hỏi liệu Vương quốc Anh có thể bị buộc phải thực hiện hành động tương tự trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Ông Hayward nói rằng điều đó phụ thuộc nhiều vào chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường và tốc độ triển khai. Sự gia tăng COVID-19 ở châu Âu cho thấy nhu cầu quan trọng trong việc tiêm vaccine, theo chuyên gia Sage cảnh báo. Phát biểu với Sky News, giáo sư John Adams cho biết các trường hợp tăng cao trên lục địa này nhấn mạnh mọi sai lầm có thể diễn ra nhanh như thế nào. Ông Adams là thành viên của nhóm tư vấn khoa học cho các trường hợp khẩn cấp gọi tắt là Sage cho biết vẫn còn nhiều triệu người ở đây ở Vương quốc Anh chưa được tiêm chủng đầy đủ. Đó là điều cần thiết hiện nay. Những người vẫn chưa được chủng ngừa và không may là còn nhiều người bên ngoài nên đến và tiêm phòng càng nhanh càng tốt. Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các hạn chế COVID-19, các yêu cầu về phát sinh trên khắp châu Âu. Hàng chục ngàn người biểu tình, nhiều người thuộc các nhóm cực hữu đã tuần hành qua Vinh vào ngày thứ Bảy sau khi chính phủ Áo tuyên bố khóa cửa trên toàn quốc bắt đầu từ thứ Hai để ngăn chặn sự lây lan coronavirus đang tăng vọt ở đất nước này. Các cuộc biểu tình chống lại các biện pháp hạn chế virus cũng diễn ra ở Thụy Sĩ, Croatia, Ý, Bắc Ireland và Hà Lan hôm thứ Bảy, một ngày sau khi cảnh sát Hà Lan nổ súng vào những người biểu tình và bảy người bị thương trong cuộc bạo động bùng phát ở Rotterdam. Những người biểu tình đã tập hợp chống lại các hạn chế coronavirus về bắt buộc phải có thẻ COVID-19 ở nhiều nước châu Âu để đi vào nhà hàng, chợ Giáng sinh hoặc là các sự kiện thể thao và việc bắt buộc tiêm chủng áo sẽ bắt đầu đóng cửa vào thứ hai. Ban đầu có thể sẽ kéo dài 10 ngày, nhưng có thể kéo dài đến 20 ngày. Hầu hết các cửa hàng sẽ đóng cửa và các sự kiện văn hóa sẽ bị hủy bỏ. Mọi người sẽ chỉ có thể rời khỏi nhà vì những lý do cụ thể, bao gồm mua hàng tạp hóa, đi khám bệnh hoặc tập thể dục. Chính phủ cũng sẽ bắt buộc tiêm chủng bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 chưa tới 66% trong số 8,9 triệu người của Áo được tiêm chủng đầy đủ và việc tiêm chủng đã đạt mức thấp nhất ở Tây Âu. Một số bản hiệu phản đối viết rằng cơ thể của tôi sự lựa chọn là của tôi. Chúng tôi đang đứng lên vì trẻ em của chúng tôi. Khoảng 1.300 nhân viên cảnh sát đã thi hành nhiệm vụ và 35.000 người biểu tình đã tham gia các cuộc tuần hành khác nhau trên khắp thành phố. Cảnh sát cho biết thêm rằng hầu hết họ không đeo khẩu trang và cảnh sát cho biết một số người biểu tình đã bị bắt giữ nhưng con số cụ thể không được cung cấp. Tỷ lệ tiêm phòng ở Áo đạt mức thấp nhất ở Tây Âu và các bệnh viện ở các bang bị ảnh hưởng nặng nề đã cảnh báo rằng các đơn vị chăm sóc đặc biệt của họ đang hết công suất. Số người chết trung bình hàng ngày đã tăng gấp 3 lần trong những tuần gần đây. Thủ tướng Alexander Salenberg đã xin lỗi tất cả những người đã tiêm chủng vào thứ sáu và nói rằng thật không công bằng khi họ phải chịu các hạn chế khóa mới khi họ đã làm mọi cách để giúp ngăn chặn virus. Các cuộc biểu tình diễn ra ở khắp châu Âu. Nước láng giềng là Thụy Sĩ. 2.000 người đã phản đối một cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về việc có thông qua luật hạn chế COVID-19 của chính phủ hay không, cho rằng đó là hành vi phân biệt đối xử, đài truyền hình SRF đưa tin. Một ngày sau cuộc bạo động ở Rotterdam, hàng ngàn người đã tụ tập vào ngày thứ Bảy trên quảng trường Dam Square, trung tâm của Amsterdam, để phản đối các hạn chế về virus corona của chính phủ. Bất chấp các tổ chức kêu gọi hủy bỏ biểu tình, họ đi bộ một cách bình yên qua các con đường của thành phố, được cảnh sát giám sát chặt chẽ. Hàng trăm người biểu tình cũng đã tuần hành qua thành phố Breda, miền nam của Hà Lan, để phản đối các hạn chế về việc khóa cửa tại Ý đã có 3.000 người tới rạp siết Maximum của thủ đô, nơi mà trong thời cổ đại của người La Mã đã tổ chức các trò giải trí nổi tiếng để phản đối các chứng chỉ Green Pass được yêu cầu tại nơi làm việc, nhà hàng, rạp chiếu phim, rạp hát, địa điểm thể thao và phòng tập thể dục đi tàu đường dài, xe buýt hoặc qua phà ở trong nước Ý. Hầu như không ai tại cuộc biểu tình ở Rome đeo khẩu trang bảo vệ. Tại Bắc Island, hàng trăm người phản đối hộ chiếu phát sinh đã biểu tình bên ngoài của tòa thị chính ở Belfast, nơi chợ Giáng sinh của thành phố khai mạc hôm thứ Bảy, cần có bằng chứng về việc tiêm phòng hoặc là xét nghiệm COVID-19 âm tính tại chợ. Chính phủ Bắc Ireland đã bỏ phiếu trong tuần này để giới thiệu giấy chứng nhận phát sinh cho phép vào các câu lạc bộ đêm, quán bar và nhà hàng bắt đầu từ ngày 13 tháng 12. Một số người biểu tình mang các dấu hiệu bị chỉ trích rộng rãi là xúc phạm so sánh với các hạn chế của coronavirus với các hành động của Đức quốc xã. Tại Croatia, hàng ngàn người đã tập trung tại thủ đô Zagreb mang theo cờ Croatia, các biểu tượng dân tộc và tôn giáo cùng với các biểu ngữ phản đối việc tiêm phòng và những gì họ mô tả là hạn chế quyền tự do của người dân. Tại Pháp thì bộ trưởng Bộ Nội vụ Gero Damanin hôm thứ Bảy lại lên án các cuộc biểu tình bạo lực ở đảo Quartalup thuộc vùng Caribe, một trong những lãnh thổ hải ngoại của Pháp về các hạn chế COVID-19. Bộ trưởng Tamanin cho biết 29 người đã bị cảnh sát giam giữ qua đêm. Các nhà chức trách đã cử thêm 200 cảnh sát tới hòn đảo này và vào ngày thứ Ba sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm từ 6 giờ chiều tới 5 giờ sáng những người biểu tình ở Guadeloupe đã tiến hành phong tỏa đường và phóng hỏa xe hơi, tức là họ đốt xe, để phản đối thẻ sức khỏe COVID-19 của Pháp hiện được yêu cầu để vào nhà hàng và các quán cà phê, địa điểm văn hóa, đấu trường thể thao và du lịch đường dài. Họ cũng đang phản hồi việc Pháp yêu cầu tiêm chủng bắt buộc đối với các nhân viên y tế. Thị trưởng Rotterdam lên án bạo lực tại các cuộc biểu tình thị trưởng Rotterdam đã lên án một cuộc bạo động tại các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp của Covid ở thành phố Cảng Hà Lan. Trong đó, 7 người bị thương và hơn 20 người bị bắt. Hãng tin Reuters tường thuật rằng đám đông có khoảng vài trăm kẻ bạo loạn đã đốt xe hơi, đốt pháo sáng và ném đá vào cảnh sát trong cuộc biểu tình vào tối thứ Sáu. Cảnh sát đáp trả bằng những phát súng cảnh báo và vòi rồng. Các nhà chức trách cho biết họ đã bắt giữ hơn 20 người và dự kiến sẽ giam giữ những người khác. Vùng trung tâm thành phố nơi xảy ra bạo loạn đã được cảnh sát giám sát rộng rãi bởi các camera an ninh. Hà Lan đã áp đặt một số biện pháp ngăn chặn vào cuối tuần trước trong 3 tuần đầu tiên nhằm nỗ lực làm chậm sự hồi sinh của coronavirus, nhưng sự lây nhiễm hàng ngày vẫn ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Các nhà chức trách đã báo cáo một con số kỷ lục có hơn 23.000 trường hợp mới vào hôm thứ năm, cao hơn nhiều so với mức cao hàng ngày trước đó là 13.000 trường hợp đạt được vào tháng 12 năm 2020. WHO cảnh báo 50.000 người khác ở châu Âu có thể chết vì COVID vào tháng 3. Tổ chức y tế thế giới cho biết khoảng 500.000 người khác ở châu Âu có thể phải chết vì COVID vào tháng 3 năm sau trừ khi hành động khẩn cấp được thực hiện giám đốc WHO khu vực châu Âu, tiến sĩ Hans Kluger, cho biết ông rất lo lắng về một làn sóng nhiễm trùng mới lan rộng khắp lục địa và khiến cho các quốc gia phải công bố những hạn chế mới. Tiến sĩ Kluger cho biết các yếu tố như là mùa đông khi thông thường có sự gia tăng của các ca nhiễm virus và tỷ lệ bao phủ phát sinh thấp là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng các ca bệnh. Ông kêu gọi nhiều người hơn đi tiêm chủng, thực hiện các biện pháp y tế công cộng cơ bản và phát triển các phương pháp điều trị mới. Nhưng ông cho rằng tiêm chủng bắt buộc nên là biện pháp cuối cùng. Ông nói với đài BBC, COVID-19 một lần nữa lại trở thành nguyên nhân gây tử vong số 1 trong khu vực. Chúng tôi biết cần phải làm gì để chống lại bệnh tật. Tại Việt Nam, công nhân Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ khi làm việc tại nhà máy của Trung Quốc ở Serbia. Họ đang run rẩy trong doanh trại, không có nhiệt, đói và không có tiền. Họ nói rằng hộ chiếu của họ đã bị ông chủ người Trung Quốc lấy đi và hiện tại họ đang bị mắc kẹt tại một vùng đồng bằng nghiệt ngã ở Serbia mà không có sự giúp đỡ nào từ chính quyền địa phương. Họ chính là những công nhân Việt Nam đang giúp xây dựng nhà máy sản xuất lốp xe đầu tiên của Trung Quốc ở châu Âu. Hãng tin AP đã đến thăm công trường xây dựng ở miền Bắc Serbia, nơi khoảng 500 công nhân đang sống trong điều kiện khắc nghiệt khi công ty sản xuất lớp xe Shandong Linh của Trung Quốc thiết lập một cơ sở hạ tầng khổng lồ. Nhà hoạt động người Serbia Miso Zivanov thuộc tổ chức phi chính phủ Zanjanin Action nói với hãng tin AP, Chúng tôi đang chứng kiến sự vi phạm nhân quyền vì người lao động Việt Nam đang phải làm việc trong điều kiện tồi tệ. Ông nói, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của họ đã bị chủ lao động Trung Quốc lấy đi. Họ đã ở đây từ tháng 5 và họ chỉ nhận được một lần tiền lương. Họ đang tìm cách trở về Việt Nam nhưng điều đầu tiên là cần phải lấy lại giấy tờ của họ. Công nhân ngủ trên giường tầng, không có đệm trong doanh trại, không có máy sưởi hoặc nước ấm. Họ nói với hãng tin AP rằng họ không được chăm sóc y tế ngay cả khi họ phát triển các triệu chứng giống COVID-19 và chỉ được người quản lý yêu cầu ở yên trong phòng của họ. Một trong những công nhân ở đó, tạm gọi là Nguyễn Văn Trí, cho biết chưa có gì gọi thỏa đáng so với hợp đồng làm việc mà anh đã ký tại Việt Nam trước khi lên đường sang Serbia. Kể từ khi chúng tôi đến đây, không có gì là tốt đẹp, anh nói. Mọi thứ đều khác với các tài liệu mà chúng tôi đã ký ở Việt Nam. Cuộc sống thật tồi tệ, thức ăn, thuốc men, nước uống, mọi thứ đều tồi tệ. Chân mang dép và run rẩy vì lạnh, anh Trí cho biết khoảng 100 công nhân sống trong cùng doanh trại như anh đã đình công để phản đối tình trạng của họ, và một trong số đó đã bị sa thải. Công ty Shandong Linglong đã không trả lời cuộc gọi của hãng tin AP để bình luận về vấn đề này, nhưng họ phủ nhận với truyền thông Serbia và đổ lỗi hoàn cảnh của những công nhân này cho những nhà thầu vụ và các cơ quan việc làm ở Việt Nam. Họ nói ngay từ đầu công ty đã không tuyển dụng lao động Việt Nam, còn về các tài liệu mà họ đã lấy là để đóng dấu giấy phép cư trú và làm việc. Công ty cho biết họ hứa sẽ trả lại chúng cho những người lao động. Công ty cũng phủ nhận thông tin công nhân Việt Nam sống trong điều kiện thiếu thốn và cho biết lương hàng tháng của họ được trả tương ứng với số giờ làm việc. Dự án xây dựng nhà máy mà các quan chức Serbia và Trung Quốc quảng cáo như một sự thể hiện quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã vấp phải sự giám sát của các nhà môi trường về ô nhiễm, nguy hiểm tiềm tàng từ việc sản xuất lớp xe. Giờ đây thì dự án đã thu hút thêm sự chú ý của các nhóm nhân quyền ở Serbia khi họ đã cảnh báo rằng những người lao động có thể là nạn nhân của nạn buôn người hoặc thậm chí là nô lệ. Thủ tướng Nhật Bản xác nhận sẽ tung ra nguồn giao dự trữ để kềm chế giá hãng thông tấn Kyodo đưa tin hôm thứ Bảy rằng Nhật Bản lần đầu tiên xem xét giải phóng dầu từ dự trữ để kềm chế giá dầu tăng cao. Khi Thủ tướng Fumio Kishida báo hiệu ông sẵn sàng chống lại việc tăng giá dầu theo yêu cầu từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Nhật Bản có thể đấu tranh để biện minh cho động thái này. Vì theo luật của Nhật thì nước này chỉ có thể giải phóng lượng dự trữ tại thời điểm hạn chế về nguồn cung hoặc là thiên tai nhưng không được hạ giá chính quyền hoa kỳ của tổng thống joe biden đang rớt hạng thậm tệ trong lòng dân vì đường hướng và chính sách của ông đã khiến cho giá dầu và lạm phát tăng cao Này, joe biden đã yêu cầu một số nền kinh tế lớn nhất thế giới xem xét việc giải phóng nguồn dầu dự trữ của họ hòng làm xoa dịu giá dầu tiếp tục tăng cao ông cũng yêu cầu trung quốc lần đầu tiên xem xét giải phóng kho dự trữ dọc thô Trước đây thì Nhật Bản đã khai thác nguồn dự trữ của mình để đối phó với hậu quả của chiến tranh vùng vịnh vào đầu những năm 1990 và trận động đất và sóng thần chết người vào năm 2021. Nhật Bản là một nơi nghèo tài nguyên và lấy phần lớn giàu từ Trung Đông, giá giàu tăng gần đây và đồng yên suy yếu đang làm tăng chi phí nhập khẩu, dán một đoàn kép và một quốc gia phụ thuộc vào thương mại. Chính phủ Kishida hôm thứ Sáu đã công bố một kế hoạch kích thích kinh tế kỷ lục 490 tỷ Mỹ Kim bao gồm các biện pháp nhằm chống lại việc giá dầu tiếp tục tăng cao. Họ có kế hoạch trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu với hy vọng giới hạn giá xăng và nhiên liệu bán buôn để giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình và các công ty do chi phí dầu tăng. Tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm thứ Bảy đã tìm cách trấn an các đồng minh ở Trung Đông rằng Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cam kết với khu vực này. Không rõ bài phát biểu của ông Austin sẽ có tác động như thế nào với các đồng minh của Washington ở Trung Đông vì không được hỗ trợ bởi bất kỳ thông báo nào về việc triển khai thêm hoặc bán vũ khí mới trong khu vực. Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh phụ thuộc nhiều vào chiếc ô quân sự của Mỹ đã bày tỏ sự không chắc chắn về việc Thủ tướng Biden tập trung vào khu vực, đặc biệt là sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Hiện họ đang theo dõi sát sao các nỗ lực nhằm hồi sinh hiệp ước hạt nhân giữa các cường quốc toàn cầu với Iran. Trong một bài phát biểu tại Bahrain, trong chuyến đi tới vùng vịnh, ông Austin thừa nhận mối quan ngại trong khu vực và trên toàn cầu rằng Hoa Kỳ chỉ tập trung vào thách thức của Trung Quốc. Ông cho biết Hoa Kỳ cam kết chống lại Iran, ngay cả khi Washington đang nỗ lực để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Người đứng đầu Pentagon, Lầu Năm Góc, nói rằng Washington sẽ tiến tới các cuộc đàm phán gián tiếp về việc khôi phục thỏa thuận bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 tại Vienna với thiện chí. Trong khi một số chính quyền Hoa Kỳ đã cố gắng chuyển trọng tâm ra khỏi Trung Đông và hướng tới Thái Bình Dương, Tổng thống Biden vào tháng 8 đã kết thúc cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ ở Afghanistan. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Austin dự kiến sẽ không đưa ra các cam kết mới trong khu vực trong chuyến đi của mình. Ả Rập Xê Út, một trong những đồng minh khu vực thân cận nhất của Washington, đã thất vọng trước cách tiếp cận của Nhà Trắng, vốn đã thúc ép Riyadh cải thiện hồ sơ nhân quyền và chấm dứt chiến tranh ở Yemen. Cựu giám đốc tình báo Ả Rập Saudi, hoàng tử Turkey Al Faisal, tham dự diễn đàn an ninh Manama hoan nghênh sự bảo đảm bằng lời nói nhưng nói rằng các hành động chứng minh cũng quan trọng không kém. Ông viện dẫn sự cần thiết phải ngăn chặn những người Houthi liên kết với Iran của Yemen có được vũ khí. Washington đang thúc ép Riyadh dỡ bỏ lệnh phong tỏa của liên quân đối với các khu vực do Houthi nắm giữ, một điều kiện của nhóm đối với các cuộc đàm phán ngừng bắn. Ông Austin dự định đến thăm Ả Rập Xê Út vào tháng 9, nhưng chuyến đi đã bị hoãn vào phút cuối, ông sẽ không đến thăm Riyadh trong chuyến đi này. Phán quyết tha bổng Kai Rittenhouse, thiếu niên đã bắn chết người, gây ra chia rẽ nước Mỹ. Đã có lời kêu gọi bình tĩnh ở Mỹ sau khi một thiếu niên Mỹ từng bắn chết hai người giữa bạo loạn về chủng tộc hồi năm ngoái được tha bổng. Theo BBC News, Kai Rittenhouse, 18 tuổi, biện hộ rằng anh ta hành động để tự vệ khi anh ta bắn chết hai người đàn ông và là một người thứ ba bị thương ở Wisconsin. Sau phán quyết hôm thứ Sáu rằng Rittenhouse không có tội, gây chia rẽ sâu sắc nước Mỹ và làm bùng lên các cuộc biểu tình ở một vài thành phố. Các chính trị gia trong đó có Tổng thống Biden và gia đình các nạn nhân kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế. Điều chúng ta cần lúc này là công lý, không phải thêm bạo lực. Luật sư đại diện cho gia đình ông Gek Grosskreutz người bị House bắn bị thương, nói trong một thông cáo. Tôi kêu gọi mọi người bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa, theo pháp quyền, Tổng thống Biden nói với báo giới bên ngoài Nhà Trắng. Dù có những lời kêu gọi bình tĩnh, cảnh sát tuyên bố đã xảy ra bạo động ở thành phố Portland đêm thứ Sáu, khi chừng 200 người đập phá cửa sổ và dọa sẽ đốt trung tâm công lý địa phương. Cũng có các cuộc biểu tình ở Chicago và New York nhưng ở phạm vi nhỏ hơn nhiều so với các vụ bất ổn dân sự rộng khắp nước Mỹ năm ngoái. Rittenhouse nói anh ta có hành động tự vệ khi anh ta bắn chết Joseph Rosenbaum, 36 tuổi, và Anthony Hooper, 26 tuổi, và làm bị thương Gag Crosscourt, 28 tuổi, hồi tháng 8 năm 2020. Ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin, Rittenhouse được tha bổng và xóa tất cả các tội danh. Nghi phạm cũng như cả ba người bị bắn đều là da trắng. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra giữa các cuộc biểu tình bạo lực liên quan tới vụ một sĩ quan cảnh sát da trắng bắn chết Jacob Black là một người đàn ông da đen. Chú của Jacob Black có mặt bên ngoài tòa khi phán quyết đối với Rittenhouse được tuyên bố. Ông Justin Black nói, "Chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh và chúng ta sẽ tiếp tục ôn hòa, hãy để tự do lên tiếng." Gia đình ông Cooper nói phán quyết này gửi ra một thông điệp không chấp nhận được rằng người dân có vũ khí có thể tới bất cứ thành phố nào gây ra bạo lực và dùng chính mối nguy mà họ tạo ra để thanh minh cho việc bắn vào mọi người trên đường phố. Rittenhouse hiện ở một địa điểm không được tiết lộ. Một người phát ngôn cho gia đình thanh niên này nói với đài CBS, trong hoàn cảnh này không có ai là người thắng cuộc. Có hai người đã mất mạng sống và chúng tôi không hề quên điều đó, người này nói phán quyết đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cả hai phía. Nhiều người bình luận rằng nếu House là người da đen, anh ta đã không được tha bổng. Ông Derek Johnson là chủ tịch tổ chức nhân quyền NAACP thuyết rằng phán quyết là lời nhắc nhở về vai trò nguy hiểm mà chủ nghĩa thượng đẳng da trắng và đặc quyền vẫn đóng trong hệ thống pháp lý của chúng ta. Nhà vận động nhân quyền nổi tiếng là cha Reverend Al Sharpton nói phán quyết quá quắc và nguy hiểm sẽ khuyến khích cả xấu dùng bạo lực để khẳng định quyền lực. Ông nói trong một thông cáo, đây tiếp tục là những ngày đen tối cho người da đen bị giết vì bàn tay của những kẻ cho rằng mạng sống của chúng tôi không quan trọng. Phó Tổng thống Kamala Harris tweet rằng, phán quyết tự nói lên tất cả và nói thêm rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa hệ thống pháp lý hình sự trở nên công bằng hơn cũng có quan ngại về tiền lệ pháp lý mà vụ án này đặt cho các vụ trong tương lai. Thống đốc California Gavin Newsom viết, nước Mỹ ngày nay bạn có thể vi phạm luật, mang theo người vũ khí chế tạo cho quân đội, bắn và giết người và không hề hấn gì. Tổng thống Joe Biden nói ông tức giận và lo ngại về phán quyết, nhưng bồi thẩm đoàn đã lên tiếng. Những người thuộc đảng bảo thủ coi Richard House là một anh hùng yêu nước người đã thực thi quyền được mang vũ khí của mình và tự vệ. Mặc dù anh ta mới 17 tuổi khi bắn người, và theo pháp luật là chưa đủ tuổi để sở hữu súng tiểu liên. Cụ Tổng thống Donald Trump chúc mừng anh ta trong một thông cáo được gửi bằng email tới những người ủng hộ ông. Nếu đó không phải là tự vệ thì chẳng có gì là, ông viết. Một vài nghị sĩ đảng Cộng Hòa nói họ muốn cho House cơ hội thực tập trong quốc hội. Một trong số này là nghị sĩ bang North Carolina, Madison Cawthorn, người đăng trên Instagram Story, nói rằng bạn có quyền tự bảo vệ mình, mang vũ khí là người nguy hiểm mà vẫn có đạo đức. Sau phán quyết, người dẫn chương trình cánh hữu là Tucker Carlson của hãng Fox News đăng một clip từ phỏng vấn độc quyền với thanh niên này, dự kiến sẽ phát hành vào thứ hai. Bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết đúng, tự vệ không phải là bất hợp pháp. House nói trong một video có vẻ như được quay ngay trước phán quyết được công bố. Anh ta cũng nói về những cơn ác mộng đáng sợ khi anh ta nghĩ chuyện gì đã có thể xảy ra nếu anh ta bị thương nặng hay chết. Theo BBC News Anh quốc sẽ yêu cầu lệnh cấm sử dụng đĩa nhựa và dao kéo sử dụng một lần tại Anh. Đĩa nhựa từng dùng một lần dao kéo và cốc nhựa làm bằng polystyrene đều có thể bị cấm ở nước Anh khi chính phủ hôm thứ Bảy cho biết họ đang tìm cách loại bỏ tất cả các rác thải nhựa có thể tránh được. Mỗi năm, nước Anh đã sử dụng 1,1 tỷ đĩa dùng một lần và 4,25 tỷ mặt hàng dao kéo sử dụng một lần, hầu hết trong số đó là nhựa, nhưng chỉ 10% được tái chế sau khi bị vứt đi. Theo các đề xuất trong cuộc tham vấn cộng đồng kéo dài 12 tuần, các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ cần hướng tới các giải pháp thay thế bền vững hơn. Chính phủ cũng đưa ra một lời kêu gọi riêng làm căn cứ để giải quyết các nguồn ô nhiễm nhựa khác, chẳng hạn như khăn ướt, đầu lọc thuốc lá, gối và cốc dùng một lần khác. Việc cấm sử dụng nhựa trong các mặt hàng này có thể là một biện pháp chính sách trong tương lai. Lệnh cấm sử dụng nhựa trong các mặt hàng khác như là ống hút, dụng cụ khuấy thức uống, và tâm bông đã thực hiện tại nước Anh vào năm ngoái. Trước đó, thì việc bắt buộc tính phí đối với túi sách dùng một lần đã cắt giảm 95% lượng tiêu thụ tại các siêu thị chính kể từ năm 2015. Các cơ quan hành chính có liên quan của Scotland, Wales và Bắc Ireland sẽ chịu trách nhiệm cho các chính sách riêng của họ về rác thải nhựa. Bệnh xoáy xuất hiện tại sự kiện Trung Quốc, WTA vẫn lo ngại. Ngoài sao quần vợt Trung Quốc Pan xoay tức là Bành Soái, người đang được quốc tế quan tâm trong nhiều tuần, được nhìn thấy đã tham dự một giải đấu quần vợt ở Bắc Kinh vào Chủ nhật, theo những bức ảnh chính thức được công bố bởi giải đấu cho China Open tổ chức. Pan có thể được nhìn thấy trong số các khách mời tại vòng chung kết Philakis Junior Tennis Challenger, mặc áo khoác màu xanh đậm và quần trắng, theo những hình ảnh được công bố trên mạng WeChat chính thức của sự kiện một số cụ đánh cặp đôi nữ thế giới đã không được nhìn thấy hoặc là nghe công khai kể từ khi cô ấy nói trên mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 2 tháng 11 rằng Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã ép buộc cô ấy quan hệ tình dục và sau đó họ đã có một mối quan hệ đồng ý ngoài luồng. Cả ông Trương và chính phủ Trung Quốc đều không bình luận gì về cáo buộc của cô. Và bài đăng trên mạng xã hội của cô Bành nhanh chóng đã bị xóa và chủ đề này đã bị chặn khỏi cuộc thảo luận trên mạng Internet bị kiểm duyệt gắt cao của Trung Quốc. Các tổ chức quần vợt thế giới đã bày tỏ lo ngại khi Hiệp hội Quần vợt Nữ WTA đe dọa rút các giải đấu ra khỏi Trung Quốc. Hoa Kỳ và Anh đã kêu gọi tìm kiếm bằng chứng về nơi ở và sự an toàn của tay vợt bành xoái. Người phát ngôn của tổ chức này nói với Reuters qua email về bức ảnh và đoạn phim ghi lại cảnh cô bành xuất hiện hôm Chủ nhật vẫn là không đủ và không giải quyết được những lo ngại của WTA đại sứ quán Hoa Kỳ và Anh tại Bắc Kinh đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters về sự xuất hiện của tài vật Bành Xoáy hôm chủ nhật tại thủ đô Trung Quốc. Vấn đề về sự an toàn và nơi ở của cô Bành Xoáy đã nổi lên khi Trung Quốc chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng 2 trong bối cảnh các nhóm nhân quyền toàn cầu và những người khác kêu gọi tẩy chay hồ sơ nhân quyền của nước này. Reuters đã không thể xác minh tính xác thực của những bức ảnh một cách độc lập cả hai đều được ghi cho nhân viên Qman của Global Time là tờ báo được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Hòn đảo nghỉ dưỡng của Việt Nam đón những du khách đầu tiên sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch. 200 khách du lịch nước ngoài đã được tiêm phòng đã đến hòn đảo ven biển Phú Quốc của Việt Nam hôm thứ Bảy, trở thành làn sóng du khách đầu tiên đến Việt Nam trong gần 2 năm khi đất nước tìm cách phục hồi nền kinh tế du lịch bị đại dịch tàn phá. Theo các nhà chức trách, khách du lịch đã tiêm phòng không phải trải qua hai tuần cách ly bắt buộc, mà chỉ được tận hưởng kỳ nghỉ bên trong khu nghỉ dưỡng phức hợp lớn Vinpearl và sẽ được xét nghiệm hai lần trong suốt chuyến đi của họ. Đây là bước đầu tiên và quan trọng để vực dậy ngành du lịch của chúng ta và chuẩn bị cho sự hoạt động trở lại hoàn toàn vào năm tới. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết trong một tuyên bố, Chúng tôi muốn mang đến cho khách du lịch một trải nghiệm mới trong bối cảnh bình thường mới, đó là sống trọn vẹn tại Phú Quốc và sau đó là sống trọn vẹn ở Việt Nam, ông Khánh nói thêm. Chính quyền hòn đảo này dự kiến sẽ đón 400.000 khách du lịch trong nước và quốc tế vào cuối năm nay. Các điểm đến khác của Việt Nam như là Hội An, di sản thế giới được UNESCO công nhận và bãi biển Đà Nẵng cũng đang chào đón du khách quốc tế trở lại. Việt Nam, với hơn một nửa người dân trong số 98 triệu người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, hiện đang tìm cách nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế từ tháng 1 năm sau và hướng đến việc mở cửa du lịch trở lại từ tháng 6. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 16 giờ ngày 20 tháng 11, cả nước có 9.531 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh và thành phố. Trong ngày thì có 16.733 ca khỏi bệnh và 107 ca tử vong. Các tỉnh và thành phố ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao là Sài Gòn có 1.046 ca bệnh, Bình Dương có 669 ca, Đồng Nai có 621 ca, Đồng Tháp có 515 ca, Tây Ninh 495 ca, Bình Thuận thì 407 ca, Sóc Trăng thì 391k, Bà Rịa Vũng Tàu có 370k, Bạc Liêu có 345k, Cà Mau có 342k và An Giang có 329k. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 1.084.625 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca đã hồi phục là trên 900.000 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.630 người. Tính đến ngày 20 tháng 11, số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 23.685 người, xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 19 tháng 11, có trên 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 106,5 triệu liều. Trong đó, tiêm một mũi là trên 66,4 triệu liều, tiêm mũi hai là trên 40 triệu liều xa lộ San Diego điên cuồng sau khi xe thiết giáp phun tiền khi cửa bật mở. Một vụ phun tràn tiền giấy từ một chiếc xe thiết giáp đã gây ra một sự kiện điên cuồng và bắt giữ của cảnh sát trên đường cao tốc của Hoa Kỳ vào sáng thứ Sáu. Các video trên mạng xã hội cho thấy các tờ tiền đô la bay đầy trên mặt đường xa lộ, trong khi nhiều người đã dừng xe để lũng tiền trên xa lộ liên bang Interstate 5 ở hạt San Diego của California cảnh sát cho biết nhiều tài xế đã bỏ xe đi đi lụm tiền và làm cho giao thông hoàn toàn dừng lại trên xa lộ. Những người đã lượm tiền bỏ túi được hối thúc giao trả lại. Có hai người đã bị bắt giữ. Nhà chức trách cho biết chiếc xe thiết giáp đang trên đường đến Cục Dự trữ Liên bang để gửi tiền thì cửa sau bị bật tung, khiến cho các túi tiền rơi ra ngoài và các tờ đô la rơi tự do. Trên khắp một đoạn đường xa lộ khoảng 9 giờ 15 phút giờ địa phương video do một người influencer, ý chỉ người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, là chuyên gia về thể hình Demi Barbie ghi lại tại hiện trường cho thấy con đường đang dừng lại hoàn toàn với những người qua đường chộp lấy và chơi đùa với những tờ giấy 1 đô la và 20 đô la bay ngỗ ngang. Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng thấy, cô ấy nói trong đoạn video clip, sau đó cho thấy đường cao tốc thông thường đông đúc xe đang trống rỗng. Nhiều người đã tham gia và bình luận về việc này, với một người đã viết rằng Đây là lần duy nhất bạn ước gì mình bắt kẹt trên xa lộ, hãy gửi cho tất cả chúng tôi một ít. Theo truyền thông địa phương đưa tin, có hai vụ bắt giữ đã được thực hiện tại hiện trường. Các quan chức cảnh sát cao tốc cho biết FBI đã vào cuộc và kêu gọi những người đã nhặt tiền hãy trao trả lại. Quan chức cho biết bất kỳ ai đã dừng lại để lụm tiền có thể phải đối mặt với tội danh. Cảnh sát đã thu thập số tiền rơi trong túi rác, nhưng ngay cả khi họ đã dọn sạch hiện trường, thì một số người đi lang thang vẫn ở lại để tìm kiếm thêm. Curtis Martin, một trung sĩ tuần tra xa lộ California, cho biết vào chiều thứ Sáu rằng khoảng một chục người đã trả lại cho cảnh sát số tiền mà họ đã lượm được. Lấy cấp tài sản của chính phủ có thể dẫn đến án tù tối đa 10 năm và phạt tiền. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Tiếp theo là một số tin giải trí nổi bật trong tuần. Mời quý vị tiếp tục theo dõi với biên tập viên Sammy Hoàng và Nhân Nguyễn. Nhân Nguyễn xin kính chào quý vị. Trong bản tin giải trí ngày 21 tháng 11 hôm nay, bao gồm các bản tin chính như sau. Các nhà làm phim làm trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại đi ngược văn hóa, theo một nhà chức trách tại Việt Nam nhận định quyển sách ảnh của cựu tổng thống Donald Trump sẽ được ra mắt vào tháng tới. Các ngôi sao trong Harry Potter sẽ tái hợp trong chương trình truyền hình đặc biệt sau 20 năm, ngoại trừ tác giả J.K. Rowling. Mối quan hệ ồn ào giữa Johnny Depp và Amber Heard đã được dựng thành phim tài liệu. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ cà phê có thể làm tâm trạng trở nên tốt hơn khi số giờ ban ngày giảm đi và đến với chuyên mục điểm phim, mời quý vị theo dõi bộ phim On the Pride Place, Những ngày tươi đẹp. Một nhà chức trách tại Việt Nam nhận định các nhà làm phim làm trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại đi ngược văn hóa. Để phù hợp với những ý tưởng bất chợt và huyền ảo của mình, một số nhà làm phim đã làm xấu đi các di tích lịch sử văn hóa, khiến nhiều người dân phẫn nộ và thất vọng. Một ekip làm phim chuyện làng bồn gần đây đã quét vôi ve lại một giếng cổ làng Mông Phụ Hà Nội nhằm phù hợp với bối cảnh phim. Họa sĩ Trương Đức Thắng, thành viên trong nhóm ekip hôm ngày 12 tháng 11 đã bị phạt 2 triệu đồng vì hành vi viết, vẽ xúc phạm di tích lịch sử văn hóa. Ông Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Nhân tộc học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định đây là hành vi xâm phạm di tích lịch sử. Ông nói họ làm trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại đi ngược văn hóa. Hành động làm mới di tích cổ, giả dấu tích rêu phong để làm phim là kịch cỡm. Trước đó vào năm 2010, khi quay phim Thái sư Trần Thủ Độ tại Lăng Minh Mạng, trong quần thể di tích Cố Đô Huế, nhóm ekip cũng đã di dời toàn bộ án thờ của vua và dòng tộc vào góc tường của chánh điện. Di tích Thành Cổ Loa Hà Nội cũng từng bị một đoàn làm phim sơn quét và làm mới nhiều bối cảnh. Ông Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Di sản Văn hóa cho biết, những hành động như vậy là hiếm khi xảy ra, nhưng những vụ việc gần đây là lời nhắc nhở các nhà làm phim phải cẩn thận hơn. Ông nói rằng mối quan tâm của công chúng cho thấy nhận thức về bảo vệ di sản văn hóa đã được cải thiện đáng kể. Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia đã ban hành quy định để bảo đảm việc quay phim không ảnh hưởng đến các di tích lịch sử. Theo trang Sina, một số địa phương ở Trung Quốc đã bị hư hỏng các di vật, cổ vật trong quá trình quay phim. Vì vậy, từ năm 2000 trở đi, nhiều nơi đã ban hành các quy định riêng để bảo vệ di sản của họ. Đối với những bối cảnh thường xuất hiện trong các phim ảnh như Tử Cấm Thành, các công ty ở Trung Quốc đã xây dựng phim trường hoành tráng, tái hiện hoàng cung để phục vụ đoàn phim lẫn khách du lịch. Trong khi đó tại Vương quốc Anh, các nhà làm phim phải thuê người giám sát để tư vấn và theo dõi các hoạt động quay phim nhằm phòng tránh tối đa các thiệt hại. Theo Viện Bảo tồn Anh, tất cả các bên liên quan cần ký hợp đồng và thảo luận kỹ lưỡng về cảnh quay. Người phụ trách hiện trường phải đệ trình một đề xuất bao gồm các mục tiêu của đoàn làm phim, đánh giá rủi ro và các phương pháp quay phim an toàn. Quyển sách ảnh của cựu tổng thống Donald Trump sẽ ra mắt vào tháng tới. Quyển sách đầu tiên về thời hậu Nhà Trắng của cựu tổng thống Donald Trump sẽ tương tự như rất nhiều quyển sách khác về ông, một sự chuyển hướng khác biệt so với các cựu tổng thống khác. Cựu tổng thống Donald Trump hiện đang ấp ủ việc ra mắt một bộ sưu tập bìa cứng gồm hàng trăm bức ảnh từ chính quyền của ông, đính kèm là chú thích do đích thân ông biên soạn. Trong số đó có một vài dòng viết tay. Quyển sách ảnh Photobook có tựa đề Our Journey Together được lên lịch ra mắt vào ngày 7 tháng 12, nhưng sẽ không thông qua một nhà xuất bản truyền thống nào ở New York. Thay vào đó, các tác phẩm sẽ được phát hành bởi một công ty mới có tên gọi Winning Team Publishing, được thành lập bởi con trai của ông Donald Trump Jr. và trợ lý của chiến dịch Sergio Goff. Theo cựu tổng thống cho biết, trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Our Journey Together ghi lại những khoảnh khắc khó quên trong thời gian của chúng tôi ở Washington chẳng hạn như xây dựng bức tường biên giới phía Nam, cắt giảm thuế ở Hoa Kỳ, xác nhận gồm 300 thẩm phán liên bang và 3 thẩm phán tòa án tối cao, xây dựng lại quân đội của chúng tôi, tạo lực lượng không gian, giao thiệp với Kim Jong-un, Chủ tịch Tập, Tổng thống Putin và hình ảnh nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Tuyên bố của ông cũng đề cập một liên kết đến trang web của công ty nơi quyển sách có thể được đặt trước với giá 74,99 đô la ở định dạng tiêu chuẩn và 229,99 đô la cho một bản sao có chữ ký. Our Journey Together cũng được liệt kê trên Amazon.com, nền tảng mà ông Trump vẫn thường hay công kích nhà sáng lập Jeff Bezos. Mặc dù vào giữa ngày thứ sáu, quyển sách ảnh này hiện vẫn không có sẵn để đặt mua. Theo Amazon, quyển sách dài 320 trang với đối tượng đọc được đề xuất từ 12 tuổi trở lên. Các ngôi sao trong Harry Potter sẽ tái hợp trong chương trình truyền hình đặc biệt sau 20 năm, ngoại trừ tác giả J.K Rowling. Theo hãng phim Warner Bros hôm thứ ba cho biết, các ngôi sao bom tấn Harry Potter bao gồm Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint sẽ tái hợp cùng các diễn viên khác trong tập phim đặc biệt kỷ niệm 20 năm kể từ ngày đầu tiên bộ phim lên sóng. Dự án truyền hình đặc biệt này là một trong số các sự kiện kỷ niệm 20 năm được Warner Bros. lên kế hoạch. Nội dung sẽ bao gồm cuộc thi đố vui trên truyền hình dành cho người hâm mộ Harry Potter, được dẫn dắt bởi nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Helen Mirren. Đồng thời, tập phim cũng sẽ có sự xuất hiện của một số diễn viên và người hâm mộ nổi tiếng như diễn viên hài Peter Davidson và Jay Leno tập phim mang tên Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts, kỷ niệm 20 năm Harry Potter trở lại Hogwarts, sẽ được công chiếu vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên nền tảng phát trực tuyến HBO Max. Theo Global News cho biết, họ đã liên hệ với dịch vụ phát trực tuyến Crave để tìm hiểu xem liệu tập phim này có được phát sóng ở Canada hay không. Hiện tại, thông tin về việc phát sóng tại Canada vẫn chưa được biết thêm chi tiết. Đến với tập phim hồi tưởng này, người xem sẽ được chứng kiến dàn diễn viên trở lại trường nội trú Hogwarts, ngôi trường đã được giới thiệu trong phần đầu tiên của phim Harry Potter có tựa đề Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter và Hòn đá phù thủy, phát hành vào tháng 11 năm 2001. Ngoài ba ngôi sao chính, tập phim đặc biệt này còn quy tụ dàn diễn viên đình đám từ 8 phần phim điện ảnh năm xưa như Robbie Coltrane, Tom Felton, Helena Bonham Carter, Gary Oldman và đạo diễn Chris Columbus. Tuy nhiên, tác giả bộ truyện Harry Potter, nhà văn J.K. Rowling sẽ không góp mặt trong dự án lần này. Nhiều khả năng sự vắng mặt này là do phát ngôn gây tranh cãi về các vấn đề chuyển giới trong năm ngoái của bà, khi một số người trong cộng đồng LGBTQ2+, đã cáo buộc nữ nhà văn mắc chứng sợ chuyển giới, transphobia. Mối quan hệ ồn ào giữa Johnny Depp và Amber Heard sẽ được dựng thành phim tài liệu Hôn nhân rắc rối và cuộc ly hôn gây tranh cãi giữa Johnny Depp và Amber Heard là chủ đề của loạt phim tài liệu mới dài 2 tập của Discovery Plus. Vào thứ Sáu, Discovery UK thông báo họ đã được ủy quyền phát sóng Johnny and Amber, loạt phim tài liệu về tài tử Johnny Depp, 58 tuổi và nữ diễn viên Amber Heard, 35 tuổi. Qua đó, kể lại câu chuyện về hôn nhân đã vỡ giữa hai ngôi sao cũng như cuộc chiến pháp lý sau đó của họ. Loạt phim tài liệu này sẽ cho thấy những góc nhìn khác nhau giữa tài tử Johnny Depp và nữ diễn viên Amber Heard. Trong đó, một tập phim sẽ tập trung vào góc nhìn của tài tử cướp biển vùng Caribe, trong khi tập phim còn lại sẽ tập trung vào khía cạnh của nữ diễn viên Aquaman trong câu chuyện. Bên cạnh đó, loạt phim Johnny and Amber cũng sẽ kiểm chứng những lời khai từ luật sư của cả hai ngôi sao, cũng như những người thân thiết của họ các cảnh quay và bản ghi âm do chính đôi vợ chồng cũ này cung cấp cũng sẽ được đề cập đến trong dự án này. Loạt phim tài liệu Johnny and Amber được phát hành và sản xuất bởi Nick Hornby và Fran Baker của công ty Optimum, dự kiến sẽ lên sóng trên Discovery Plus vào cuối năm nay. Trước đó vào năm 2016, nữ diễn viên Amber Heard đã đệ đơn ly hôn tài tử Johnny Depp và sau đó cáo buộc nam diễn viên bạo hành gia đình vụ ly hôn của đôi bên được hoàn tất vào tháng 1 năm 2017. Theo đó, Amber Heard được giải quyết 7 triệu đô la, mặc dù Johnny Depp đã phủ nhận mọi cáo buộc này. Cuộc chiến pháp lý của họ vẫn tiếp tục xảy ra khi Johnny Depp kiện vợ cũ vì tội phỉ bán sau khi cô đã viết một bài báo cho Washington Post vào năm 2018 về việc sống sót sau bạo lực gia đình. Nam diễn viên cũng kiện tờ The Sun của anh vì tội phỉ bán sau khi tờ báo này gọi anh là kẻ đánh vợ và thu kiện vào tháng 11 năm 2020. Sau sự kiện này, Johnny Depp đã đồng ý rút khỏi vai trò phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald trong loạt phim Fantastic Beasts phần ngoại truyện của Harry Potter. Nghiên cứu cho thấy, uống cà phê có thể làm tâm trạng trở nên tốt hơn khi số giờ ban ngày giảm đi. Có phải bạn đang cảm thấy kiệt sức? bơ phờ và cảm thấy tâm trạng trở nên thất thường hơn sau khi đặt đồng hồ lùi lại một giờ. Để cảm thấy mọi thứ trở nên tốt hơn, câu trả lời có thể được tìm thấy khi bạn uống thêm một tách cà phê với liều lượng vừa đủ và tần suất hợp lý. Một cuộc khảo sát mới do Viện Thông tin Khoa học về cà phê tài trợ đã tuyên bố rằng việc uống cà phê sau mỗi 4 giờ có thể giúp cải thiện nhận thức và tâm trạng, cũng như cải thiện thời gian phản ứng và sự tỉnh táo của con người. Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 5.000 cư dân trên khắp Vương quốc Anh, Ý, Phần Lan, Đức và Ba Lan, yêu cầu họ đánh giá mức độ lo lắng và mức độ tập trung của mình khi số thời gian ban ngày trở nên ít hơn. Những người tham gia cũng được yêu cầu đánh giá mức độ hoạt động thể chất của họ trong những tháng mùa đông. Theo đó, một phần 5 người được khảo sát cho biết họ cảm thấy lo lắng hơn khi thời gian 3 ngày trở nên ngắn hơn, trong khi một phần tư số người được khảo sát cho biết họ khó tập trung hơn và mất động lực tập thể dục. 30% trong số đó cho biết họ cũng bị trầm cảm liên quan đến chứng rối loạn cảm xúc theo mùa Seasonal Affective Disorder, SAD, và dễ rơi vào trạng thái buồn bã hơn khi đồng hồ quay ngược lại. Cuộc khảo sát cũng đã xem xét thói quen tiêu thụ caffeine của những người tham gia trong những ngày ngắn hơn và phát hiện ra rằng 29% trong số đó sử dụng cà phê để cung cấp cho năng lượng, 20% uống cà phê để cảm thấy hạnh phúc hơn và 21% chỉ ra rằng tiêu thụ cà phê giúp họ tỉnh táo và tập trung. Theo phó giáo sư Giuseppe Goso của Đại học Catania cho biết, có một bằng chứng cho thấy các polyphenol có trong cà phê có thể vượt qua hàng rào máu não với tác dụng chống viêm thần kinh và thậm chí thúc đẩy quá trình hình thành thần kinh, do đó làm giảm nguy cơ rối loạn nhận thức và cảm xúc. Nghiên cứu hiện tại đã chỉ ra rằng 75 mg caffeine, tương đương với một tách cà phê, cứ sau 4 giờ có thể giúp mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn trong suốt cả ngày. Bên cạnh đó, hương thơm từ cà phê không chỉ là một mùi thơm dễ chịu để bắt đầu ngày mới, mà nó còn có thể giúp trí nhớ thực hiện chức năng của mình cũng như kích thích sự tỉnh táo. Những người cảm thấy khó tập thể dục hơn trong những tháng mùa đông cũng có thể tìm thấy lợi ích cho mình từ món đồ uống này. Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu EFSA đã kết luận rằng, tiêu thụ caffeine có thể giúp cải thiện sức bền cả về hiệu suất và công suất. Theo các chuyên gia đến từ cơ quan này cho biết, cà phê thậm chí có thể giúp các vận động viên cảm thấy như thể họ đang bỏ ra ít sức lực hơn trong khi tập luyện. Và cuối cùng trong bản tin giải trí, mời quý vị theo dõi bộ phim On The Bright Place – Những Ngày Tươi Đẹp. On The Bright Place – Từ Việt – Những Ngày Tươi Đẹp là một bộ phim của Mỹ thuộc thể loại chính kịch lãng mạn do Brett Holly đạo diễn bộ phim được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jennifer Niven. Trong lần chuyển thể quyển sách của mình, Niven cũng là người đồng chấp bút cho kịch bản, bên cạnh Liz Hanna. Dàn diễn viên trong On The Bright Place có sự góp mặt của những cái tên nổi bật như Ellie Fanning, Justin Smith, Alexandra Sip và Virginia Garner. Bộ phim do Netflix sản xuất và đã được phát hành vào cuối tháng 2 năm ngoái tương tự như lời mô tả trên trang bìa của tác phẩm gốc on the bright place là câu chuyện về một chàng trai tên finch và một cô gái tên là violet như bao thiếu niên đồng trang lứa khác ở độ tuổi của mình cả hai nhân vật chính đều là những kẻ cô đơn mong muốn được chia sẻ và đồng cảm cũng như khao khát tìm kiếm ý nghĩa để tiếp tục tồn tại giữa dòng đời khắc nghiệt trong một lần gặp gỡ chính thức finch và violet đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong lúc cả hai đều rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Kể từ lần gặp mặt đó, họ đã cùng nhau khám phá những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, cùng tận hưởng niềm vui và sự hạnh phúc. Từ đây, cả chàng trai tên Finch và cô gái Violet đã tạo được một câu chuyện tình tốt đẹp đến nao lòng. On the Prize Place là một bộ phim lãng mạn, thơ mộng nhưng vẫn mang mát những nỗi buồn khó tả. Câu chuyện của Violet và Vince khá đơn giản và nhẹ nhàng, được truyền tải đến người xem bằng một nhịp điệu chậm rãi với bối cảnh vương vấn sự hoài niệm cổ điển. Chủ đề nổi bật trong On The Bright Place là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần. Bộ phim mang đến cho người xem cảm nhận những gì thực sự diễn ra trong tâm trí của những người đang chìm trong hố đen trầm cảm. Cho ta biết cảm thông và sống sao cho trọn vẹn từng khoảng khắc. Bên cạnh đó, On the Bright Place còn là một bộ phim đầy tính nhân văn. Đoạn kết của bộ phim có đoạn, bộ phim này dành riêng cho những người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe tâm thần, tự tử hoặc đau buồn. Nếu bạn đang vật lộn hoặc biết một ai đó đang phải chịu đựng, có thể giúp đỡ tại On the Bright Place, phim Dark Info. Quý vị có thể thưởng thức bộ phim này trên Netflix. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 20 tháng 11 năm 2021 như sau. 1 đô la Mỹ bằng 23.112 đồng Việt Nam. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 18 tháng 11 năm 2021 đến ngày 24 tháng 11 năm 2021 như sau. 1 đô la Canada bằng 18.408,73 đồng Việt Nam. Trong khi đó, theo Bank of Canada, 1 Canada bằng 0,7912 đô la Mỹ và bằng 0,7002 đồng euro. Giá dầu thô WTI là 75,94 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 78,89 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.845,88 đô la Mỹ một ounce và bây giờ chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn cuối tuần, một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, đó là câu chuyện con cá cô đơn với giọng đọc của Ngọc Yến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và theo dõi các video mới tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần và các video tư vấn di dân di trú do Ellen Xuân Uyên, thành viên Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú Canada tư vấn, được đăng vào thứ ba hàng tuần. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn một chủ nhật an lành và một tuần mới mạnh khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt. Câu chuyện cuối tuần, con cá cô đơn có một con cá nhỏ rất ngoan ngoãn, cha mẹ cá nuôi nấng nó cẩn thận vô cùng không để nó bị bắt, hay trở thành thức ăn ngon cho những con cá lớn khác. Con cá nhỏ nhớ kỹ lời dạy của cha mẹ, suốt ngày núp trong hang, đêm tối mới ra ngoài lặng lẽ kiếm ăn. Con cá nhỏ đáng thương, cá nhỏ luôn chờ sau khi những con cá khác ăn no rồi mới cẩn thận nhặt nhạnh thức ăn còn thừa tuy thế cá nhỏ cũng không dám ở lâu bên ngoài đôi khi lâu quá không tìm thấy thức ăn nó vội quay về hang mặc cho cái đói hành hạ giống như lời cha mẹ nói cá nhỏ tin chắc rằng nhịn ăn một bữa còn hơn là mất mạng cứ thế cá nhỏ không có một người bạn cũng không có gì để tiêu khiển trong đầu chỉ nghĩ tới một việc tạ ơn trời đất con còn sống Lớn lên, cá nhỏ rất muốn tìm bạn đời, nó phải ra khỏi chỗ trú ẩn của mình, đi đây đi đó mới có cơ hội kết bạn với cá nhỏ khác. Nó cố gắng bơi ra ngoài mấy lần, nhưng chưa đi được bao xa đã sợ hãi, quay về hang rung lập cập. Kết quả, con cá này sống cô đơn đến 100 tuổi. Đôi khi, sống không phải là sự tồn tại mà đó chính là được theo đuổi đam mê riêng của bản thân đừng như con cá kia đó chỉ là tồn tại chứ chưa phải là sống chính phủ ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh bộ y tế canada đã phê duyệt nhiều loại vắc xin để tiêm chủng tại bệnh viện phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo book vaccine hoặc gọi số điện thoại 1-888-999-6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ Chính phủ Ontario. Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel. Trong bản tin ngày 21 tháng 11 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Tại tỉnh BC, các đường cao tốc mở cửa trở lại, hệ thống lương thực bắt đầu ổn định. Những người lái xe đổ xô đi đổ xăng khi tỉnh áp đặt các hạn chế đi lại và mua xăng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thêm cảnh báo bão được đưa ra cho miền bắc tỉnh BC khi một con sông trong khí quyển khác sẽ đến và bờ biển phía đông chuẩn bị có bão mùa thu với gió lớn, mưa xối xả lên đến 150mm. Canada đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về khả năng tẩy chay Olympic tại Bắc Kinh. Kraft Heinz thu hồi một số bột nước trái cây do có thể bị nhiễm thủy tinh và hạt mè bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Thượng nghị sĩ Jose Forest Nysing, 56 tuổi, tử vong sau khi chiến đấu với Covid-19 và tình trạng tự miễn dịch. Đại dịch Covid-19 cho thấy sự thiếu hụt lao động tay nghề cao thuộc ngành công nghệ ở Edmonton. Nhà xây dựng căn hộ ở Ontario đột nhiên hủy bỏ hợp đồng mua bán kéo dài nhiều năm, trừ khi người mua nhà trả thêm 100.000 đô la. Đường mòn ở New Brunswick là địa điểm Canada duy nhất trong danh sách điểm đến hàng đầu thế giới của National Geographic. Và trên thế giới, hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các hạn chế COVID-19 và các yêu cầu về vaccine trên khắp châu Âu. WHO cảnh báo 500.000 người khác ở châu Âu có thể chết vì COVID-19 vào tháng 3. Công nhân Việt Nam kêu cứu khi làm việc tại nhà máy của Trung Quốc ở Serbia Phán quyết tha bổng thiếu niên bắn chết người gây chia rẽ nước Mỹ Bành xoái xuất hiện tại sự kiện Trung Quốc, WTA vẫn lo ngại Xa lộ San Diego điên cuồng sau khi xe thiết giáp phun tiền khi cửa bật mở Xin cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới tổng hợp Nổi bật nhất trong ngày, cùng một số tin giải trí do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết, bắt đầu với phần tin trong nước cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Các quan chức tại BC cho biết các đường cao tốc đã mở cửa trở lại và hệ thống lương thực bắt đầu ổn định. Những người lái xe đổ xô đi đổ xăng khi PC áp đặt các hạn chế đi lại và xăng trong bối cảnh lũ lụt. Các nỗ lực suốt ngày đêm để khôi phục các tuyến giao thông chính và cung cấp lương thực ở British Columbia đã bắt đầu có kết quả, các bộ trưởng giao thông và nông nghiệp của tỉnh cho biết hôm thứ Bảy. Xa lộ 99 đã được mở lại vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương với hai đường xe về phía bắc Pemberton chỉ dành cho các xe nhỏ. Và nhà chức trách vẫn yêu cầu người lái xe hơi chỉ đi lại vì những lý do cần thiết như là trở về địa chỉ nhà chính. Theo thông báo của chính quyền tỉnh hôm thứ Bảy, các trạm kiểm soát sẽ được đặt ra và các hạn chế đi lại sẽ được thực thi và chỉ những xe có trọng lượng dưới 14,5 tấn mới được phép. Thông cáo cho biết các xe tải nặng hơn nên đi trên quốc lộ số 3 và quốc lộ này đã mở trở lại vào ngày thứ Sáu. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Cơ sở Hạ tầng của BC cho biết mỗi người đã làm việc suốt ngày đêm với tốc độ nhanh và mệt mỏi. Trên đảo Vancouver, đường cao tốc Malahat đã mở cửa trở lại vào ngày thứ Sáu để lưu thông hai chiều sau khi bị chặn bởi dòng nước lũ vào tuần trước. Vào cuối ngày thứ Bảy, thì tỉnh cho biết quốc lộ số 1 đã mở cửa trở lại cho một làn xe lưu thông theo mọi hướng giữa Hope và quốc lộ 9 ở phía đông Chilawatt và một thông cáo cho biết các tài xế được yêu cầu chỉ hạn chế đi lại cho các mục đích thiết yếu trong khi việc dọn dẹp và phải sửa chữa vẫn đang tiếp tục. Chúng ta không thiếu lương thực, Bộ trưởng nói, trong khi nhiều hình ảnh đã được lan truyền về các kệ hàng tạp hóa trống rộng ở nhiều vùng khác nhau của tỉnh PC, bao gồm cả khu vực xa với lũ lụt. Bộ trưởng Nông nghiệp của tỉnh là Lana Popham cho biết hiện không có tình trạng thiếu lương thực chỉ là một ít đình trệ của chuỗi cung ứng mà đang dần được khôi phục với nguồn cung cấp mới hàng ngàn con gia súc đã được cho là chết trong lũ lụt trên đồng cỏ sumus perry ở abbotsford trước khi nước lạnh dâng cao và thức ăn cạn kiệt các tình nguyện viên và nông dân đã dành phần lớn thời gian trong tuần để giải cứu càng nhiều động vật càng tốt khỏi dòng nước lũ một số cửa hàng tạp hóa đã đưa ra hạn chế về lượng sữa trứng và thịt mà người mua có thể mua một lần xe xếp hàng dài để đổ xăng. Hàng dài xe đã rời khỏi các trạm xăng vào tối thứ Sáu, khi các quan chức British Columbia thông báo hạn chế nhiên liệu đối với những người đi lại cho lý do không thiết yếu ở các khu vực của tỉnh bị thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt. Bộ trưởng An toàn Công cộng ông Mike Farnworth cho biết những cư dân không phải là lao động thiết yếu được giới hạn mua 30 lít xăng mỗi lần họ tới một trạm xăng, khi chính phủ đang tìm kiếm xe tải hoặc là xa lan để chở xăng từ những vùng xa xôi như là California, ông Van cho biết ông đang dựa vào sự đánh giá tốt của người dân để bảo đảm tỉnh không bị cạn kiệt nhiên liệu. Nhưng các tài xế đổ xô tới các trạm xăng vào ngày thứ sáu sau thông báo, với một số người nói rằng các hạn chế gây bất tiện và những người khác thì bày tỏ sự hiểu biết của mình rằng các giới hạn là cần thiết việc phân bố áp dụng cho vùng Lower Mainland ở BC, vùng Sea to Sky, Sunshine Coast, Vancouver Island và Gulf Island xảy ra sau khi các đường cung cấp bao gồm cả đường cao tốc và đường sắt bị cuốn trôi hoặc là ngập do lượng mưa kỷ lục bắt đầu vào cuối tuần trước. Việc đi lại cũng bị hạn chế dọc theo các highway 3, 7 và 99 để bảo đảm rằng những phương tiện giao thông thiết yếu mới có thể đi qua. Trong khi đó thì một số đường cao tốc bị đóng cửa trước đây do lũ lụt đã được mở lại một phần. Highway 3, một liên kết quan trọng từ Metro Vancouver tới vùng nội địa Interior của tỉnh đã được mở lại một làn xe giao thông. Một phần của Highway 1 trên Vancouver Island được gọi là Malahat cũng đã được mở lại hai làn xe trước thời hạn vào tối thứ sáu. Highway 1 và 5 Coquihalla được sửa chữa nhiều hơn dự kiến sẽ mất nhiều thời gian do bị sạt lở nghiêm trọng. bốn thi thể đã được trục vớt sau trận lở đất ở Highway 99 tỉnh PC. Thi thể của bốn nạn nhân đã được vớt lên từ hiện trường của vụ lở đất hôm thứ Hai trên Highway 99 ở Lillooet, tỉnh PC, các nhân viên điều tra xác nhận hôm thứ Bảy. Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ chưa được tiết lộ tên, khiến cho cây cối và mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi trên đường cao tốc và chặn con đường cuối cùng còn lại kết nối Lower Mainland với phần còn lại của tỉnh trong cơn bão quái ác vào tuần qua và ba người đàn ông khác cũng là nạn nhân của cơn bão này pc coroner service dịch vụ điều tra pc cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ đã vớt được một thi thể vào thứ tư và hai thi thể khác vào thứ năm trong một tuyên bố nhân viên điều tra là bà lisa lapoy đã gửi lời chia buồn chân thành đến các gia đình hiện đang đau buồn trước cái chết đột ngột và bất ngờ của người thân của họ RCMP của tỉnh PC đã xác nhận ba người đàn ông này đều nằm trong số những người được xác nhận là mất tích sau vụ sạt lở. Tên của họ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng trung sĩ Janelle Sohihat cho biết người thân của họ đã được thông báo. Các nỗ lực tìm kiếm người thứ năm bị mất tích vẫn tiếp tục cho đến hết thứ sáu, nhưng không thành công. Các nhà chức trách xác nhận hôm thứ Bảy rằng cuộc tìm kiếm đã bị tạm ngừng. các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt cũng phải đối phó với các hạn chế COVID-19. Trong khi tình trạng khẩn cấp trong chất ở tỉnh PC, các quan chức y tế đang nhắc nhở những người đã phải sơ tán khỏi nhà và những người cung cấp viện trợ rằng tình hình COVID-19 vẫn đáng lo ngại, đặc biệt là ở các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện để giảm việc lây truyền. Fraser Health East bao gồm các nơi ở Aberforth, Agassiz, Hope, Boston Bar, Charlestown, Mission và Harrison Hot Springs đều có những hạn chế dành cho tất cả những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm giới hạn các cuộc tụ tập cá nhân trong nhà. Các cuộc họp cá nhân trong nhà trong khu vực Interior Health cũng được giới hạn cho 5 người khác hoặc là một hộ gia đình khác và các cuộc họp cá nhân ngoài trời được giới hạn ở 50 người. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix nói rằng ông lo lắng về sự lây truyền COVID-19 ở những vùng này ngay cả trước khi có trận lũ lụt và sau khi có lệnh sơ tán, và nó tiếp tục là mối quan tâm lớn của ông. Theo Bộ trưởng Dix, khoảng 91% người dân trong khu vực Fraser Health đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19 trong các cộng đồng Eastern Fraser Health, còn số đó thấp hơn. Trong khu vực Interior Health, có khoảng 86% người dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine đối với ai đã di dời, họ có thể tiêm phát xin trong bất kỳ cộng đồng nào mà họ hiện đang sinh sống và họ có thể đăng ký bằng cách gọi 1833 838 2323 hoặc là trực tuyến thông qua trang web Get Vaccinated. Thưa quý vị, có hai cảnh báo về thời tiết đã được ban hành. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thêm một cảnh báo bão nữa được đưa ra cho miền Bắc tỉnh BC khi một con sông trong khí quyển khác sẽ đến. Cư dân ở phía bắc của tỉnh BC đang được cảnh báo để chuẩn bị cho cái gọi là con sông khí quyển tiếp theo đổ bộ vào tỉnh. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo bão mùa đông cho các khu vực nội địa của bờ biển phía bắc, khu vực McGregor và đèo Pine Pass trên quốc lộ 97, trong khi các thông báo thời tiết đặc biệt đã được ban hành cho khu vực Gwaii và các khu vực ven biển của bờ biển phía bắc North Coast Cảnh báo về tuyết rơi cũng được đưa ra cho một vùng rộng lớn ở miền Bắc tỉnh BC, bao gồm cả khu vực Prince George và Stewart-Nechako. Hệ thống thời tiết dự kiến sẽ di chuyển vào khu vực từ thứ Bảy đến thứ Hai, được dự báo sẽ mang lại lượng mưa từ 100 đến 150 mm cho Prince Rupert, với từ 30 đến 90 mm ở các khu vực ven biển khác. Các khu vực nội địa có thể thấy tuyết từ 10 cm đến 20 cm. Trung tâm dự báo sông của tỉnh BC cũng đưa ra đề phòng lũ lụt cho bờ biển phía bắc, bao gồm Haida Gwaii, Prince Rupert, Kitimat, vịnh Hartley Bay, Kamano và các khu vực xung quanh. Xuất hiện trong bối cảnh lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng ở phía tây nam tỉnh BC, các cảnh báo đã khiến Bộ An toàn Công cộng đưa ra cảnh báo thời tiết hiếm gặp của riêng mình, kêu gọi mọi người chuẩn bị cho mọi điều kiện thời tiết. Trong một thông cáo truyền thông yêu cầu người dân chuẩn bị cho mưa lớn và gió mạnh, tỉnh khuyến cáo người dân tránh xa các con sông và sông rạch. Thông cáo khuyến cáo người dân xem dự báo thời tiết cẩn thận, thực hiện các bước để bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi lũ lụt, đề phòng cây và cành đổ và chuẩn bị cho tình trạng mất điện. Những người lái xe cũng được yêu cầu giảm tốc độ và lái xe cho phù hợp với điều kiện và không bao giờ lái xe qua dòng nước lũ hệ thống thời tiết được dự báo sẽ di chuyển đến bờ biển phía nam South Coast trong tình trạng suy yếu vào thứ hai. Bên bờ biển phía đông cũng có cảnh báo bão mùa thu. Bão mùa thu với gió lớn, mưa xối xả lên đến 150mm. Bờ biển phía đông đang chuẩn bị cho một cơn bão mùa thu dự kiến sẽ gây ra những cơn mưa xối xả và gió lớn trên khu vực vào đầu tuần tới. Cơ quan môi trường Canada cho biết, cơn bão có thể làm lũ lụt các khu vực của Maritimes với lượng mưa lên tới 150mm, dự kiến ở phía đông Nova Scotia và Cape Breton. Tuyên bố thời tiết đặc biệt của nhà dự báo liên bang được ban hành cho phần lớn Nova Scotia, PEI và New Brunswick diễn ra chỉ một tuần sau khi lượng mưa kỷ lục gây ra lũ lụt trên diện rộng ở miền nam tỉnh BC. Tình hình đã khiến văn phòng quản lý khẩn cấp của Nova Scotia cảnh báo cư dân về khả năng xảy ra lũ lụt, triều cường và mất điện Văn phòng là một bộ phận của Sở Nội vụ tỉnh đang khuyến cáo người dân có đủ thức ăn và nước uống trong 72 giờ, sạc điện thoại di động và đổ xăng cho xe cộ. Cơn bão dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực Maritimes bắt đầu từ thứ hai, với khả năng xảy ra lũ quét và nước động lại trên đường tạo ra các điều kiện lái xe bất lợi. Trong tình hình căng thẳng với Trung Quốc, Canada đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về khả năng tẩy chay Olympic tại Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Canada sẽ tiếp tục thảo luận với các đối tác về khả năng tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, trong bối cảnh vận động viên quần vợt Trung Quốc là Bành Soái mất tích gần đây. Siren Curry, là thư ký báo chí của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Melanie Jolie, cho biết trong một tuyên bố Canada vẫn vô cùng lo lắng trước những báo cáo đáng lo ngại về vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tuần trước thì tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xác nhận trong cuộc gặp với thủ tướng Justin Trudeau tại Nhà Trắng nói rằng ông đang xem xét tẩy chay ngoại giao đối với thế vận hội Olympic vào năm tới. Trả lời câu hỏi về bình luận của tổng thống Mỹ và lập trường của Canada về việc tẩy chay, thư ký Khoury cho biết họ sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với các đối tác thân cận nhất của chúng tôi thủ tướng trudeau trước đây cho biết canada đã có các cuộc trao đổi với các đối tác và đồng minh trên thế giới về thế vận hội bắc kinh ông nói có rất nhiều vận động viên ở canada và trên toàn thế giới đã và đang tập luyện tập trung rất nhiều vào điều này chúng tôi đang tìm cách để vừa có thể thấy họ thể hiện năng lực của mình và hoàn thành tất cả những công việc khó khăn mà họ đã làm trong nhiều năm đồng thời tiếp tục thể hiện mối quan tâm thực sự của chúng tôi đối với cách chính phủ trung quốc hành xử hiện vẫn chưa rõ tình trạng của nữ vận động viên Bành Soái, 35 tuổi, sau khi tay vợt này công khai cáo buộc ông Jean Gao Li, là Trương Cao Lệ, 75 tuổi, là cựu phó thủ tướng từng là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản cầm quyền tấn công tình dục cô. Cô Bành đã viết một bài đăng dài trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 11 nói rằng cô đã bị ép quan hệ tình dục 3 năm trước với ông Giang tại nhà của ông mặc dù nhiều lần đã từ chối. Bài đăng nhanh chóng bị xóa khỏi tài khoản đã được xác minh của cô trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Mặc dù ảnh chụp màn hình về những lời buộc tội của cô đã được chia sẻ trực tuyến, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ không biết về những tranh cãi xung quanh cô Bành, là một cựu tay vợt hàng đầu ở nội dung đôi nữ, từng giành danh, danh hiệu tại Wimbledon năm 2013 và giải pháp mở rộng năm 2014. Cô đã tham dự ba kỳ Olympic. Một cuộc tẩy chay thấy phần hội Bắc Kinh đã được giấy lên trước khi cô Bành mất tích để đáp lại các hành động chính trị của Trung Quốc ở Hồng Kông, cũng như cách đối xử của họ với các nhóm thiểu số bao gồm Phật giáo Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo. Các vụ giam giữ người Canada, ông Michael Kovic và Michael Spavor trong quá khứ, những người mà đã bị Trung Quốc giam giữ hơn 1.000 ngày vì cáo buộc gián điệp, được coi là sự trả đũa cho việc Canada bắt giữ giám đốc điều hành Huawei Mạnh Vãn Châu vào tháng 12 năm 2018, theo lệnh của Hoa Kỳ cũng được nêu ra làm lý do để xem xét một cuộc tẩy chay. Còn trong quan hệ đối tác thương mại với nước láng giềng Hoa Kỳ, nhà ngoại giao cho biết Tổng thống Biden có thể mở cửa cho Canada khoản tín dụng thuế xe điện. Người đứng đầu một nhóm kinh doanh nổi tiếng của Canada, Hoa Kỳ, cho biết bà nhìn thấy tia lửa nhóm lên của một thỏa thuận cho phép các công ty Canada đủ điều kiện nhận tín dụng thuế gây tranh cãi của Tổng thống Joe Biden đối với xe điện. Bà Scottie Greenwood là cựu nhà ngoại giao Mỹ tại Canada, hiện là giám đốc điều hành của doanh nghiệp người Mỹ gốc Canada cho biết, Tổng thống Biden chưa chuẩn bị đàm phán với Thủ tướng Justin Trudeau tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo, các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở Washington, trong khi dự luật Bill Back Better trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ của ông vẫn đang được chuyển tới Quốc hội. Nhưng bà nói rằng bà đã nhìn thấy sự cởi mở trong ngôn ngữ của Tổng thống Hoa Kỳ trong một cuộc họp báo ngắn với Thủ tướng Trudeau vào thứ năm tại phòng bầu dục. Đủ cởi mở để cho thấy rằng có thể đạt được một thỏa hiệp, cho dù đó là miễn trừ cho các xe ở Bắc Mỹ do công đoàn sản xuất hay một thỏa thuận tương tự. Dự luật của Tổng thống Biden đã được Hạ viện thông qua vào thứ Sáu và hiện đang được chuyển đến Thượng viện, sẽ cung cấp cho người mua xe điện do công nhân công đoàn sản xuất tại Hoa Kỳ một khoản tín dụng thuế lên tới 12.500 đô la. Canada phản đối quyết liệt kế hoạch này, khẳng định nó làm suy yếu ngành công nghiệp xa hơi của Canada và vi phạm thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ mới. Một số thành viên trong nội các của Thủ tướng Trudeau đã cảnh báo về khả năng trả đũa lại. Thủ tướng Trudeau, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế bà Mary In và các bộ trưởng nội các khác có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, nhiều lần nhấn mạnh sự hội nhập sâu rộng của ngành công nghiệp xa hơi Bắc Mỹ. Họ cũng chỉ ra rằng Canada là nguồn chính của nhiều nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất pin, chẳng hạn như là cobalt, tức là chất bạch kim, và nickel, chất kền. Nhưng đối mặt với tất cả những tranh luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ các chuỗi cung ứng đó, các quan chức Hoa Kỳ tỏ ra không hề lây chuyển. Mối quan tâm lớn hơn đối với Canada là làm thế nào để đối phó với phong trào bảo hộ ngày càng gia tăng ở phía nam biên giới. Phong trào đó hiện đang được cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa chấp nhận, ngay bây giờ, thực tế là Canada coi tín dụng thuế xe điện là có hại cho ngành công nghiệp xe hơi ở nước này. Canada coi đây là mối đe dọa đối với hàng ngàn việc làm ở cả hai bên biên giới, khi Canada và Hoa Kỳ cùng thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Bộ trưởng Yên cho biết Canada sẽ tiếp tục vận động hành lang để được miễn trừ tại cả Nhà Trắng và trên đồi Capito và vào mọi cơ hội khác mà bà và các bộ trưởng nội các khác có được với những người đồng cấp Hoa Kỳ. Kraft Heinz thu hồi một số bột nước trái cây do có thể bị nhiễm thủy tinh. Kraft Heinz Canada đang thu hồi sản phẩm bột nước chanh Country Time brand Original Laminate Fruit Juice Substitute Drink Mix và bột tang vị cam Orange Flavor Crystals do có thể có thủy tinh. Các sản phẩm bị thu hồi đã được bán trên toàn quốc và trực tuyến. Các sản phẩm của Country Time được bán trong các gói 2,4 kg. Sử dụng tốt nhất trước ngày 15 tháng 9 năm 2023. Các sản phẩm tang được bán trong gói 2,2 kg, sử dụng tốt nhất trước ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2023. Tất cả chúng nên được ném bỏ hoặc trả lại nơi mua. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cho biết không có báo cáo nào về bất kỳ thương tích nào liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm bị thu hồi. Hạt mè bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Một thương hiệu hạt mè Allen được bán ở Canada đang bị thu hồi do có thể nhiễm khuẩn Salmonella. Hạt mè hữu cơ nguyên chất đã được bán ở Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Alberta và British Columbia. Hạt được bán trong gói 250g với số lô 21047 và 21030. Hạn sử dụng tốt nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2022 và ngày 16 tháng 8 năm 2022. Thực phẩm bị nhiễm khuẩn Salmonella có thể không có mùi hôi, nhưng nó vẫn có thể gây ra bệnh bao gồm sốt, đau đầu, nôn mửa và buồn nôn theo Health Canada. Và trong một số trường hợp, ngộ độc Salmonella có thể dẫn tới nhiễm trùng chết người. Bộ Y tế Canada cho biết hạt me bị thu hồi thì nên vứt bỏ hoặc là trả lại cửa hàng nơi bạn đã mua. Ontario báo cáo có hơn 700 ca COVID-19 mới trong ngày thứ ba liên tiếp. Các quan chức y tế đã xác nhận có 728 ca nhiễm mới vào ngày thứ Bảy, giảm nhẹ so với 793 ca của ngày hôm trước. Trong số các ca mắc mới có 441 ca chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc là chưa rõ tình trạng tiêm chủng, trong khi 287 ca đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong số các ca nhiễm mới, Toronto báo cáo có 89 ca Simcoe, Muskoka có 63 ca. Sudbury có 60 ca. Vùng Waterloo xác nhận có 49 ca. Trong khi vùng Peel có 45 ca và 41 ca được báo cáo ở Windsor Essex Và có thêm 5 người khác đã chết do căn bệnh này. Nâng số người chết ở tỉnh do coronavirus lên 9.964 người. Cho đến nay, có khoảng 89% người dân Ontario từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm một liều vaccine COVID-19 và hơn 85% đã được tiêm chủng đầy đủ. Tỉnh cho biết 283 người hiện đang nhập viện do COVID-19 với 215 người trong số đó là không được tiêm chủng đầy đủ hoặc là không rõ tình trạng. Dữ liệu cập nhật về số lượng bệnh nhân trong ICU và trên máy thở không có sẵn vào ngày thứ Bảy. Vào ngày thứ Sáu, thì Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 ở trẻ em từ 5-11 tuổi và họ hy vọng sẽ có khoảng 2,9 triệu liều xin cho trẻ em đủ cho liều đầu tiên cho mọi trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi vào cuối tuần tới. xin dành cho trẻ em đã được phê duyệt với khoảng cách tiêm giữa các liều là 3 tuần. Nhưng Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng gọi tắt là NACI đã đề nghị là ít nhất 8 tuần giữa các lần tiêm. Bằng chứng đã chỉ ra rằng khoảng cách giữa các liều tiêm dài hơn sẽ làm tăng hiệu quả của vắc xin và thậm chí có thể làm giảm nguy cơ mắc các tác dụng phụ hiếm gặp chẳng hạn như viêm tim. Bộ Y tế Canada vẫn đang xem xét vắc xin Moderna mRNA Covid-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Một số học sinh tiểu học miền Tây Quebec có thể tiêm vắc xin Covid-19 tại các phòng khám của trường một số trường học ở phía Tây Quebec sẽ tổ chức các phòng tiêm chủng như là một phần của nỗ lực toàn tỉnh nhằm cung cấp ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho mọi trẻ em trong độ tuổi từ 5 cho tới 11 trước kỳ nghỉ đông. Hội đồng trường Western Quebec cho biết họ đã lên kế hoạch chuẩn bị cho Bộ Y tế Canada phê duyệt vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ nhỏ trong hơn nhiều tháng và cùng với hai cơ quan y tế địa phương trong khu vực. Tổng giám đốc Mike Dubow cho biết Hội đồng Trường học Anh ngữ hy vọng các phòng khám trường học sẽ giúp đưa vắc xin vào tất cả các khu vực của họ, có diện tích gấp đôi Nova Scotia. Theo ông, các trường học sẽ nhận vắc xin trong vài tuần sau khi các phòng khám tập trung đưa cung cấp để phụ huynh có thể đăng ký và trực tiếp mang con họ tới đó. Ông Dubow cho biết sẽ có các khu vực dành riêng cho phòng tập thể dục của trường để cho các y tá sức khỏe cộng đồng tiêm phát sinh và theo dõi sự phục hồi trong khi nhân viên đồng hành và an ủi học sinh. Một khi trẻ nhỏ được tiêm chủng với tỷ lệ tương đương với học sinh trung học, sẽ có ít lớp học đóng cửa hơn và một số biện pháp y tế như là đeo khẩu trang sẽ được nới lỏng dẫn tới việc học tập trong lớp tốt hơn. Tiến sĩ Bridget Pena, giám đốc y tế công cộng của chính quyền cho biết về nguồn tài liệu giáo dục sẽ được cung cấp cho phụ huynh để hướng dẫn họ trong các quyết định của mình. Các nhà báo lãnh đạo ủng hộ Wesuweathin bị bắt khi RCMP thực thi lệnh đường ống ở miền bắc tỉnh BC. Có thêm 15 người, bao gồm hai nhà báo và một nhà lãnh đạo chủ chốt trong cuộc chiến chống lại đường ống dẫn khí Coastal GasLink, đã bị bắt hôm thứ sáu khi cảnh sát tiếp tục chống lại những người phản đối dự án đang được xây dựng ở phía tây Prince George, tỉnh BC. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP đã xông vào trại Coyote Camp của những người phản đối do họ đã chiếm một địa điểm làm việc chính của Coastal Gas Link kể từ ngày 25 tháng 9 và bắt giữ nhiều người cư ngụ ở trong đó. Và có hai người cảnh sát cho biết tự nhận là nhà báo. Trại này đã tạm dừng kế hoạch của Coastal Gas Link cần khoan một đường hầm cho đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của họ dưới Westinqua, hay còn gọi là Morris River. Cảnh sát cho biết khi tới trại vào hôm thứ sáu, họ đã đọc một bản thông báo lệnh của tòa án tối cao PC cho phép tiến hành xây dựng đường ống và đã nhiều lần cảnh báo những người bên trong phải rời đi trước khi họ phải cưỡng chế và thực hiện các vụ bắt giữ. Cho đến nay thì tổng cộng 29 người đã bị bắt vì vi phạm lệnh của tòa án tối cao PC trong một hoạt động kéo dài nhiều ngày của RCMP. Lực lượng cảnh sát cho biết hoạt động của họ cũng bao gồm cả việc chặt cây và các thiết bị bị lật để thông đường rừng phục vụ việc xây dựng đường ống. Vào ngày 18 tháng 11, 14 người đã bị bắt khi RCMP phá bỏ các chốt chặn dọc theo Morris River Forest Service Road dẫn đến hai trại làm việc. Cảnh sát cho biết trong số 14 người bị bắt hôm 18 tháng 11 một người đã được trả tự do mà không bị buộc tội, 8 người đã được trả tự do có điều kiện và 5 người đang được chở đến Prince George để hầu tòa hôm thứ hai. Những người bị bắt vào ngày 19 tháng 11 đang bị RCMP giữ ở Houston, PC trước lần hầu tòa đầu tiên của họ. Hiệp hội các nhà báo Canada cho biết trong số những người bị bắt hôm thứ Sáu, có phóng viên nhiếp ảnh cô Amber Bracken, người đang làm nhiệm vụ cho hãng tin Tanawha và nhà làm phim tài liệu Michael Toledano. Hiệp hội đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ quan ngại sâu sắc về các vụ bắt giữ và đang tìm kiếm thêm thông tin. Tờ The, the Now cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng họ vô cùng lo lắng trước vụ bắt giữ và xác nhận rằng phóng viên Amber Blacken của họ đang mang theo một lá thư chỉ định chính thức bên mình. Hội đồng được bầu chọn của West Sweden First Nation đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư lên án cuộc kháng chiến đường ống đang diễn ra trong một tuyên bố trực tuyến Coastal Gas Link xác nhận rằng nguồn cung đã đến được hai trại làm việc đã bị cắt đứt trước đó. Công ty gọi các bước mà RCMP thực hiện là đáng tiếc nhưng cần thiết để khôi phục khả năng tiếp cận để cung cấp nguồn cung, bao gồm cả thực phẩm và nước, cho nhân viên và nhà thầu của họ. Thượng nghị sĩ Josie Forrest-Nissing 56 tuổi, tử vong sau khi chiến đấu với COVID-19 và tình trạng tự miễn dịch. Thượng nghị sĩ Jose Forrest người vừa trở về nhà sau khi nhập viện một tháng do nhiễm COVID-19 đã qua đời. Cô ấy 56 tuổi. Chủ tịch Thượng viện George Foray cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy, nói rằng Tôi vô cùng đau buồn khi biết được sự ra đi của người bạn và đồng nghiệp của chúng ta là Jose Forrest đáng kính. Thủ tướng Justin Trudeau cũng đưa ra một tuyên bố hôm thứ Bảy ca ngợi cam kết của Forrest Nijing đối với dịch vụ công. Ông nói, trong suốt cuộc đời của mình, Thượng nghị sĩ Forrest Nijing đã nhiệt tình bảo vệ và thúc đẩy quyền tiếp cận công lý và dịch vụ công bằng cả ngôn ngữ chính thức cũng như ngôn ngữ ký hiệu, kể cả đối với cộng đồng bản địa. Thay mặt chính phủ Canada, Sophie và tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Thượng nghị sĩ Frost Nijing một công chức tận tụy và là nhà đấu tranh cho các cộng đồng ngôn ngữ thiểu số. Cô Forrest Nissen gần đây tiết lộ rằng cô ấy đã phải vật lộn với tình trạng tự miễn dịch ảnh hưởng đến phổi của mình trong hơn 15 năm. Điều này khiến cô ấy đặc biệt dễ bị tổn thương bởi COVID-19. Thượng nghị sĩ từ Sudbury, Ontario đã nhận được hai liều vaccine COVID-19 vào đầu năm nay. Tháng trước, thì văn phòng của cô thông báo rằng cô đã phải nhập viện sau khi bị nhiễm với COVID-19 một ví dụ về trường hợp đột phá hiếm gặp. Đầu tuần này, văn phòng của cô ấy thông báo rằng cô ấy đã trở về nhà sau một tháng nằm viện. Một tuyên bố cho biết cô đã được cảnh báo rằng tình trạng sức khỏe của mình sẽ làm giảm hiệu quả của vaccine. Nhưng cô tin rằng cuộc chiến chống lại COVID-19 của cô sẽ khác nhiều nếu cô không được tiêm phòng. Cô cũng ca ngợi sự chăm sóc mà cô nhận được tại Health Science North ở Sudbury và nói rằng Việc nằm viện không bao giờ là dễ dàng, nhưng khi nó đi kèm với sự đồng cảm và sự tiếp xúc của con người, điều đó tạo nên sự khác biệt. Cô Forsnigian từng là thành viên của nhóm thượng nghị sĩ độc lập. Thay mặt thượng viện Canada, tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả gia đình, bạn bè và những người thân yêu của cô ấy. Chủ tịch thượng viện Fury nói. Được mô tả là một người Pháp cư dân của tỉnh Ontario kiêu hãnh. Cô Forrest Nissing đã đại diện cho tỉnh Ontario tại Thượng viện kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018, sau một thời gian hành nghề luật sư tại quê hương Sudbury của cô. Ông Furry cũng công nhận cô Forrest Nissing vì những đóng góp của cô ấy với tư cách là thành viên và chủ tịch của nhiều hội đồng và là một người bảo vệ nhiệt tình và đam mê quyền tiếp cận công lý bằng cả hai ngôn ngữ chính thức. Một số nghị sĩ cũng đã bày tỏ sự chia buồn của họ. Tại tỉnh Alberta, thủ hiến Jason Kenney đang thừa nhận những căng thẳng trong đảng bảo thủ thống nhất của mình, trong khi chủ tịch UCP đang cầu xin các thành viên duy trì đoàn kết dưới biểu ngữ của đảng. Cả hai nhận xét đến tại cuộc họp chung thường niên của đảng ở Calgary vào thứ bảy. Thủ hiến Kenney đã có một bài phát biểu quan trọng, trong đó ông bảo vệ các hành động bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh trong đại dịch Covid-19. Mặc dù thực tế là một số hành động đó đã gây ra rạn nứt trong hàng ngũ đảng viên. Ông nói, "Chúng tôi đã mắc sai lầm trong quá trình này và với tư cách là người đứng đầu, tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn tức giận với tôi và chính phủ của chúng tôi vì đã đưa ra các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vào nhiều thời điểm khác nhau trong suốt trong suốt dịch Covid-19." Nhưng thủ hiến Kenny cho biết ông không hối hận về các biện pháp chống đại dịch của chính phủ bất chấp sự tức giận mà chúng gây ra vì chúng cần thiết để bảo vệ hệ thống y tế của Alberta, nơi đang trên bờ vực sụp đổ. Thủ Hiến đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề từ những người cho rằng các hạn chế khác nhau là quá mạnh mẽ, và những người khác thì nghĩ rằng ông nên hành động sớm hơn và quyết đoán hơn. Xếp hạng phê duyệt của Thủ Hiến Kenny đã giảm mạnh trong suốt đại dịch COVID-19 và một loạt các vấn đề gây tranh cãi, chẳng hạn như là một vụ kiện đang diễn ra nhằm vào văn phòng của ông ấy và đấu đá chính trị đã đóng khung phần lớn nhiệm kỳ của ông ấy. Ông cho biết ông hoan nghênh một cuộc xem xét lại khả năng lãnh đạo của ông sắp tới, nhưng yêu cầu các thành viên tập trung vào các ưu tiên của người dân Alberta thay vì trong nội bộ của đảng. Thủ hiến Kenny dự kiến sẽ phải đối mặt với một cuộc xem xét lại khả năng lãnh đạo của ông vào tháng 4, nhưng nó có thể đến sớm hơn ngay trước bài phát biểu của thủ hiến kenny chủ tịch đảng mới đắc cử là bà cynthia moore đã mô tả đảng ucp như một gia đình bà nói quá nhiều người trong chúng ta đã quên rằng chúng ta là đảng bảo thủ thống nhất một số người trong chúng ta quên điều gì đã đưa chúng ta đến với nhau và hiện đang tập trung vào những gì chia rẽ chúng ta thỏa hiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng thường là điều nên làm chúng ta phải nhớ rằng chính trị là nghệ thuật đàm phán và thỏa hiệp 22 hiệp hội khu vực bầu cử của đảng UCP đã ký một lá thư gửi ban điều hành của đảng kêu gọi bỏ phiếu về sự lãnh đạo của thủ hiến Carney sớm hơn so với dự kiến vào tháng 4. Đại dịch Covid-19 cho thấy sự thiếu hụt lao động tay nghề cao thuộc ngành công nghệ ở Edmonton. Những người theo dõi ngành cho biết Đại dịch COVID-19 đã đem lại lợi ích cho ngành công nghệ, nhưng cũng chính vì vậy mà nó tạo ra sự thiếu hụt lao động có tay nghề cao ở Edmonton. Bà Ali là giám đốc điều hành của Resume Free, một công ty giới thiệu các ứng viên cho các nhà tuyển dụng, cho biết các công ty phải thích nghi với yêu cầu làm việc từ xa. Theo CBRE, là một công ty đầu tư và bất động sản thương mại quốc tế, thành phố Edmonton là thị trường công nghệ phát triển nhanh nhất Bắc Mỹ trong 5 năm qua, Nhân bản xếp hạng ghi nhận tài năng công nghệ Scoring Tech Talent Rankings năm 2021 đã xác định sự thiếu hụt lao động những người có nền tảng công nghệ cần thiết. Theo báo cáo thì từ năm 2015 đến năm 2019, có 5.522 sinh viên ở Edmonton đã tốt nghiệp với bằng công nghệ. Nhưng trong thời gian đó, thị trường lao động có thêm khoảng 12.000 việc làm công nghệ. Bà Stephanie Remniak, chủ tịch chương trình quản trị mạng máy tính của NET cho biết các công ty đang liên hệ với bà để sinh viên tốt nghiệp có thể lấp đầy các vị trí tuyển dụng sớm hơn nhiều so với bình thường. Các công ty và tổ chức thường bắt đầu tìm kiếm sinh viên tốt nghiệp vào tháng 2 và tháng 3. Bà và các nhân viên của mình cũng bắt đầu tuyển dụng. May mắn thay, đại dịch đã khuyến khích mọi người suy nghĩ lại về lựa chọn nghề nghiệp của họ. Có các sinh viên quyết định bước vào lĩnh vực công nghệ từ các ngành khác. Lighthouse Labs là một nhà cung cấp trực tuyến các kỹ năng công nghệ và đào tạo tin rằng họ có thể giúp lấp đầy khoảng trống bằng cách đào tạo nhân viên trong thời gian ngắn hơn so với các cơ sở trường học truyền thống. Ông Jeremy Shecky, là giám đốc điều hành của công ty có trụ sở tại Vancouver, tin rằng gần như bất kỳ ai cũng có thể học, viết, lập trình, coding chỉ trong 3 tuần. Ông nói thử thách viết lập trình trong 21 ngày của họ mang đến cho mọi người với mọi lĩnh vực một cơ hội để học các kỹ năng viết lập trình cơ bản Mọi người thường tin rằng bạn phải là một người yêu thích máy tính hoặc có trình độ học vấn đặc biệt để có thể học viết lập trình. Mặc dù thử thách viết lập trình sẽ không giúp được việc làm ngay lập tức, nhưng ông Skey cho biết nó sẽ giúp người học làm quen đủ với những điều cơ bản để cân nhắc sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Với các bạn nào mua những nhà dự án, với các bạn nào mua hay đầu tư những dự án pre-construction hãy lưu ý trong bản tin sau đây, một nhà xây dựng căn hộ ở Ontario đột nhiên hủy bỏ hợp đồng mua bán kéo dài nhiều năm, trừ khi người mua nhà trả thêm 100.000 đô la. Nền móng đã được đổ xây cho ngôi nhà đầu tiên của cô Soraya Palma và cô ấy đã trả gần hết số tiền đặt cọc. Nhưng cô gái 29 tuổi này cho biết, giờ đây cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ dự án xây dựng ở thành phố Barrie, Ontario. Thứ tư tuần trước, cô nhận được một lá thư khiến cô không nói nên lời. Pace Developments đã thông báo với cô rằng họ sẽ hủy bỏ thỏa thuận mua bán của họ đã ký từ ngày 7 tháng 3 năm 2020 và trả lại tiền đặt cọc của Pema ngay cả khi việc xây dựng các căn hộ chung cư vẫn đang tiếp diễn. Đó là trừ khi cô ấy đồng ý trả thêm 100.000 đô la trên giá mua ban đầu là 512.000 đô la các chuyên gia mà cbc news đã nói chuyện nói rằng những gì nhà xây dựng pace đang làm rất có thể là hợp pháp mặc dù họ cảnh báo rằng họ chưa xem các thỏa thuận trong hợp đồng cô pema cho biết cô đã hy sinh để có được ngôi nhà cô và người bạn đời của mình đã tạm hoãn đám cưới của họ và cô chuyển đến sống với bố mẹ khi cô bị cho thôi việc tại văn phòng ở trung tâm thành phố toronto vì đại dịch hiện cô đang điều hành công việc kinh doanh của riêng mình cô nói rằng cô đã cảm thấy hoàn toàn bị lừa Cô và hàng chục người đã đầu tư vào 70 căn hộ giai đoạn 1 của dự án Mapleview của Pace Development, được gọi là Urban North Townhomes, từ năm 2018 đến năm 2020 đã được nhà phát triển ở Richmond Hill đưa ra hai lựa chọn giống nhau vào tuần trước, tức là bỏ thỏa thuận lấy lại tiền đặt cọc hoặc tiếp tục mua phải trả thêm 100.000 đô la. Tuy nhiên, sự thay đổi của nhà phát triển không ảnh hưởng đến những người mua dự án nhà townhouse tại cùng khu vực mà được bán ra gần đây hơn với giá cao hơn. Những người đã đầu tư vào dự án căn hộ mới, một số người đã trả thêm tiền để nâng cấp và đã nhận được sự bảo đảm trước đó từ Pace, nói rằng sau nhiều năm trì hoãn, ngôi nhà mới của họ sẽ sẵn sàng vào năm 2022. Tất cả đều nói rằng họ đã bị một cú hít đột ngột bởi lá thư nhận được từ nhà phát triển. Lá thư viết rằng do những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và bất chấp ý định tốt nhất của nhà cung cấp, dự án của chúng tôi đã bị COVID-19 thách thức. Lá thư đề ngày 9 tháng 11 năm 2021 và được CBC News thu được. Tại thời điểm này, không thể thu xếp tài chính cho dự án với các điều kiện thỏa đáng với nhà cung cấp. Thật không may, nó sẽ buộc nhà cung cấp dự án phải hủy bỏ thỏa thuận mua bán của bạn. Giám đốc điều hành của Pace là Ivan Scavia nói với CBC News rằng công ty cần nhiều tiền hơn do chi phí nguyên liệu và nhân công tăng lên liên quan đến đại dịch, đôi khi lên tới 60%. Bà nói tình trạng này ảnh hưởng đến người mua ở giai đoạn sớm nhất của dự án này, vốn đã có lịch hoàn thành xây dựng hơn một năm trước. Bà cũng cho biết Pace cũng đã phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài hàng tháng để xin giấy phép xây dựng từ thành phố Berry nơi đã trì hoãn việc xây dựng và làm tăng chi phí. Nhưng thành phố đã tranh chấp lại lời cáo buộc đó. Bà Michelle Benfield là giám đốc các dịch vụ phát triển của thành phố cho biết không có sự chậm trễ nào trong việc cung cấp giấy phép hay kiểm duyệt cho dự án, kể cả trong thời gian đại dịch xảy ra và các phê duyệt đều diễn ra trong các mốc thời gian điển hình của ngành. Bà Benfield cũng lưu ý rằng thành phố Barrie được xếp hạng đầu tiên trong khu vực đại Toronto với tư cách là đô thị hiệu quả nhất, hữu ích và tiết kiệm chi phí nhất trong việc phê duyệt các dự án phát triển nhà ở mới, theo báo cáo năm 2020 của Hiệp hội Phát triển Đất và Công nghiệp Xây dựng. Bà Benfield cũng cho biết, thành phố đã chấp thuận khoảng 130 trong số 300 đơn đăng ký của Pace. Phần còn lại dự kiến sẽ được cấp vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Tuy nhiên, các luật sư của nhà phát triển cho biết đây là bằng chứng cho thấy thành phố đã chậm chạp phê duyệt toàn bộ dự án. Đường mòn ở New Brunswick là địa điểm duy nhất ở Canada trong danh sách điểm đến hàng đầu thế giới của National Geographic. National Geographic đã công bố các điểm đến hàng đầu cho năm 2022 và đường mòn đi bộ dài nhất nổi tiếng ở New Brunswick là nơi duy nhất của Canada lọt vào trong danh sách này. Đường mòn có tên là Sentier Nepixigewit Mimac đã giành được một vị trí trong danh sách đẹp nhất thế giới. Nhìn qua hình ảnh, bạn có thể dễ dàng hiểu được lý do đó. Theo trang web Mimac Trail, đường mòn dài 150 km, men theo hệ thống sông Circuit từ Bathurst, New Brunswick tới công viên tỉnh Mount Carlton. Người Mi Mạc đã sử dụng con sông hơn 10.000 năm như là một tuyến đường di cư và để tiếp cận với nội địa của đất. Theo con đường mòn mà bạn sẽ thấy cảnh quan và địa thế luôn thay đổi, từ đồng bằng sông đến thung lũng, rồi đến dãy núi Appalachian. Trên đường đi bạn có thể phát hiện ra thác nước gần sông, vách đá, đài quan sát và những con đường mòn bên cạnh national geographic đã vạch ra năm danh mục khác nhau cho danh sách năm nay thiên nhiên phiêu lưu bền vững văn hóa và lịch sử mặc dù đại dịch đang gây khó khăn cho mọi người và nhiều người vẫn cảm thấy do dự về việc du lịch khắp thế giới nhưng nhóm nghiên cứu tại national geographic vẫn lạc quan rằng chúng ta sẽ sớm cảm thấy thoải mái để phiêu lưu danh sách tôn vinh một số di sản thế giới để tôn vinh 50 năm của UNESCO trong việc giúp bảo vệ các kho tàng văn hóa và thiên nhiên. Vườn thú Quebec hy vọng sẽ tiêm phòng COVID-19 cho động vật hoang dã dạ trong những tuần tới. Vườn thú Granby phía đông Montreal cho biết họ hy vọng trong vài tuần tới hoặc là vài tháng tới sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho khoảng 90 loài động vật, bao gồm khỉ đột, mèo lớn và các sinh vật khác được cho là dễ mắc bệnh. Vaccine đang ở Hoa Kỳ và đang chờ được thông qua đến Canada. Hy vọng rằng chúng tôi có thể bắt đầu ít nhất là một vài loài vào Giáng sinh. Emily Couture, bác sĩ thú y của vườn thú, cho biết trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Cô cho biết vườn thú đang có kế hoạch tiêm phòng cho những loài dễ bị COVID-19 nhất, ví dụ như các loài linh trưởng và mèo lớn như là hổ, báo đốm và báo hoa mai. Vườn thú cũng tiêm cho một số loài động vật có phú khác, chẳng hạn như gấu trúc đỏ. Cô Couture cho biết đã có sự gia tăng đáng lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 trong các vườn thú ở Bắc Mỹ, đặc biệt là các loài động vật lớn như là sư tử và báo. Vào tuần trước, thì ba con báo tuyết đã chết tại vườn thú trẻ em Lincoln ở Nebraska do biến chứng từ COVID-19, một sự kiện mà cô cho biết đã gây chấn động cộng đồng vườn thú Bắc Mỹ. Theo cô, nhiều nhà khoa học tin rằng giống như ở người, biến thể Delta dễ lây lan hơn là nguyên nhân gây ra sự gia tăng các ca bệnh và bệnh nặng trong thú. Các vaccine này được sản xuất bởi công ty dược phẩm thú y Hoa Kỳ có tên là Zotis đã bắt đầu cung cấp phát sinh cho vườn thú của Mỹ vào mùa hè này. Công ty đã đề nghị tặng khoảng 900 liều, đủ cho 450 con cho 6 phần thú của Canada. Trong một tuyên bố, Zotis cho biết vắc xin của họ được phát triển và bào chế đặc biệt cho động vật giống như là vắc xin dành cho người được tiêm hai liều cách nhau vài tuần. Bước tiếp theo là đưa các vắc xin qua biên giới và có thể mất vài tuần hoặc là vài tháng vì vắc xin này không được bán trên thị trường. Zoetis cho biết họ đang nộp đơn xin phép sử dụng thử nghiệm với Trung tâm Sinh học Thú y Canada và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ. Couture cho biết không có con vật nào tại vườn thú Granby phát triển các triệu chứng của COVID-19 mà cần phải xét nghiệm. Tuy nhiên, vườn thú đã thực hiện các bước trong suốt đại dịch để bảo vệ động vật, bao gồm tăng cường dọn dẹp, cắt cỏ và các chuyến thăm sau hậu trường giảm các tương tác và yêu cầu người xử lý phải rửa tay và đeo khẩu trang. Emily Couture cho biết, con người dường như là mối đe dọa lớn nhất đối với động vật khi lây lan COVID-19, cho đến nay không có bằng chứng trực tiếp về việc động vật trong vườn thú lây nhiễm cho người tiếp xúc với chúng. Cả hai vườn thú Toronto và Calgary đều cho biết họ sẽ tiêm phòng cho động vật của mình sau khi có một mũi thuốc. Toronto nói thêm rằng khoảng 140 loài động vật của họ sẽ đủ điều kiện bao gồm các loài linh trưởng, mèo lớn và heo. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để theo dõi các video mới tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin thế giới đáng chú ý như sau. Anh phải sẵn sàng áp đặt các hạn chế của Covid-19 vào mùa đông này, chuyên gia cảnh báo. Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các hạn chế Covid-19 và các yêu cầu về vaccine trên khắp châu Âu. WHO cảnh báo 500.000 người khác ở châu Âu có thể chết vì Covid-19 vào tháng 3 công nhân Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ khi làm việc tại nhà máy của Trung Quốc ở Serbia. Thủ tướng Nhật Bản xác nhận tung ra nguồn dầu dự trữ để kềm chế giá. Người đứng đầu Pentagon Lầu Năm Góc đang tìm cách trấn an các đồng minh Trung Đông có liên quan. Phán quyết tha bổng một thiếu niên bắn chết người gây chia rẽ nước Mỹ. Tổng thống Biden kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh. Anh quốc sẽ yêu cầu lệnh cấm sử dụng đối với đĩa nhựa và dao kéo sử dụng một lần ở Anh. Bành Soái xuất hiện tại sự kiện Trung Quốc nhưng WTA vẫn lo ngại. Hòn đảo nghỉ dưỡng của Việt Nam đón những du khách đầu tiên sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch. Xa lộ San Diego điên cuồng sau khi xe thiết giáp phun tiền khi cửa bật mở. Và một số cập nhật tình hình Covid-19 trên thế giới. Cập nhật tình hình dịch Covid-19 và những tin tức liên quan. Theo Reuters, Hồng Kông phê duyệt vaccine Sinovac cho trẻ em từ 3 cho tới 17 tuổi trong một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm khuyến khích 7,5 triệu cư dân đi tiêm vaccine. Việc mở rộng độ tuổi đủ điều kiện được đưa ra do chiến dịch tiêm chủng ở trung tâm tài chính châu Á. Bắt đầu vào tháng 2 đã tu hậu nhiều nền kinh tế phát triển khác, với khoảng 67% dân số được tiêm hai mũi vaccine Sinovac hoặc BioNTech của Đức. Trong một tuyên bố riêng vào hôm thứ Sáu, chính quyền thành phố cho biết họ đã mua thêm một triệu liều vaccine BioNTech để triển khai tiêm chủng COVID liều thứ ba. Hồng Kông đã bị buộc phải đi theo hướng của Bắc Kinh trong việc duy trì hạn chế đi lại nghiêm ngặt để hạn chế các đợt bùng phát mới, trái ngược với xu hướng mở cửa và chung sống với coronavirus của toàn cầu các nhóm vận động hành lang kinh doanh quốc tế đã cảnh báo Hồng Kông có thể mất nhân tài và đầu tư cũng như cơ sở cạnh tranh vào các trung tâm tài chính đối thủ như Singapore, trừ khi họ nới lỏng các hạn chế đối với việc đi lại. Mặc dù gần đây hầu như không có ca nhiễm nào trong địa phương và môi trường, hầu như không có Covid, nhưng Hồng Kông vẫn áp dụng biện pháp cách ly khách sạn bắt buộc lên tới 21 ngày và thu phí đối với du khách tới từ hầu hết các quốc gia. Vương quốc Anh không thể tự mãn và phải chuẩn bị đưa ra các biện pháp cứng rắn hơn để kiểm soát sự lây lan của COVID-19 vào mùa đông này nếu cần thiết. Một cố vấn chính phủ và nhà dịch tễ học hàng đầu đã cảnh báo. Khi lục địa châu Âu bị bao trùm bởi làn sóng COVID-19 mới, một số quốc gia đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Với việc Áo có kế hoạch áp dụng bắt buộc tiêm vaccine từ tháng 2 cũng như lệnh cấm mới bắt đầu vào thứ hai, và các bộ trưởng Đức đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Giáo sư Andrew Hayward, đồng giám đốc của Viện Dịch tễ học và Chăm sóc sức khỏe UCL, đã được hỏi liệu Vương quốc Anh có thể bị buộc phải thực hiện hành động tương tự trong vài tuần hoặc vài tháng tới. Ông Hayward nói rằng điều đó phụ thuộc nhiều vào chiến dịch tiêm mũi vaccine tăng cường và tốc độ triển khai. Sự gia tăng COVID-19 ở châu Âu cho thấy nhu cầu quan trọng trong việc tiêm vaccine, theo chuyên gia Sage cảnh báo. Phát biểu với Sky News, giáo sư John Adams cho biết các trường hợp tăng cao trên lục địa này nhấn mạnh mọi sai lầm có thể diễn ra nhanh như thế nào. Ông Adams là thành viên của nhóm tư vấn khoa học cho các trường hợp khẩn cấp gọi tắt là Sage cho biết vẫn còn nhiều triệu người ở đây ở Vương quốc Anh chưa được tiêm chủng đầy đủ. Đó là điều cần thiết hiện nay. Những người vẫn chưa được chủng ngừa và không may là còn nhiều người bên ngoài nên đến và tiêm phòng càng nhanh càng tốt. Hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các hạn chế COVID-19, các yêu cầu về vắc xin trên khắp châu Âu. Hàng chục ngàn người biểu tình, nhiều người thuộc các nhóm cực hữu đã tuần hành qua Vinh vào ngày thứ Bảy sau khi chính phủ Áo tuyên bố khóa cửa trên toàn quốc bắt đầu từ thứ Hai để ngăn chặn sự lây lan coronavirus đang tăng vọt ở đất nước này. Các cuộc biểu tình chống lại các biện pháp hạn chế virus cũng diễn ra ở Thụy Sĩ, Croatia, Ý, Bắc Ireland và Hà Lan hôm thứ Bảy, một ngày sau khi cảnh sát Hà Lan nổ súng vào những người biểu tình và bảy người bị thương trong cuộc bạo động bùng phát ở Rotterdam. Những người biểu tình đã tập hợp chống lại các hạn chế coronavirus về bắt buộc phải có thẻ COVID-19 ở nhiều nước châu Âu để đi vào nhà hàng, chợ Giáng sinh hoặc là các sự kiện thể thao và việc bắt buộc tiêm chủng áo sẽ bắt đầu đóng cửa vào thứ hai. Ban đầu có thể sẽ kéo dài 10 ngày, nhưng có thể kéo dài đến 20 ngày. Hầu hết các cửa hàng sẽ đóng cửa và các sự kiện văn hóa sẽ bị hủy bỏ. Mọi người sẽ chỉ có thể rời khỏi nhà vì những lý do cụ thể, bao gồm mua hàng tạp hóa, đi khám bệnh hoặc tập thể dục. Chính phủ cũng sẽ bắt buộc tiêm chủng bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 chưa tới 66% trong số 8,9 triệu người của Áo được tiêm chủng đầy đủ và việc tiêm chủng đã đạt mức thấp nhất ở Tây Âu. Một số bản hiệu phản đối viết rằng cơ thể của tôi sự lựa chọn là của tôi. Chúng tôi đang đứng lên vì trẻ em của chúng tôi. Khoảng 1.300 nhân viên cảnh sát đã thi hành nhiệm vụ và 35.000 người biểu tình đã tham gia các cuộc tuần hành khác nhau trên khắp thành phố. Cảnh sát cho biết thêm rằng hầu hết họ không đeo khẩu trang và cảnh sát cho biết một số người biểu tình đã bị bắt giữ nhưng con số cụ thể không được cung cấp. Tỷ lệ tiêm phòng ở Áo đạt mức thấp nhất ở Tây Âu và các bệnh viện ở các bang bị ảnh hưởng nặng nề đã cảnh báo rằng các đơn vị chăm sóc đặc biệt của họ đang hết công suất. Số người chết trung bình hàng ngày đã tăng gấp 3 lần trong những tuần gần đây. Thủ tướng Alexander Salenberg đã xin lỗi tất cả những người đã tiêm chủng vào thứ sáu và nói rằng thật không công bằng khi họ phải chịu các hạn chế khóa mới khi họ đã làm mọi cách để giúp ngăn chặn virus. Các cuộc biểu tình diễn ra ở khắp châu Âu. Nước láng giềng là Thụy Sĩ. 2.000 người đã phản đối một cuộc trưng cầu dân ý sắp tới về việc có thông qua luật hạn chế COVID-19 của chính phủ hay không, cho rằng đó là hành vi phân biệt đối xử, đài truyền hình SRF đưa tin. Một ngày sau cuộc bạo động ở Rotterdam, hàng ngàn người đã tụ tập vào ngày thứ Bảy trên quảng trường Dam Square, trung tâm của Amsterdam, để phản đối các hạn chế về virus corona của chính phủ. Bất chấp các tổ chức kêu gọi hủy bỏ biểu tình, họ đi bộ một cách bình yên qua các con đường của thành phố, được cảnh sát giám sát chặt chẽ. Hàng trăm người biểu tình cũng đã tuần hành qua thành phố Breda, miền nam của Hà Lan, để phản đối các hạn chế về việc khóa cửa. Tại Ý đã có 3.000 người tới rạp xiếc maximum của thủ đô, nơi mà trong thời cổ đại của người La Mã đã tổ chức các trò giải trí nổi tiếng để phản đối các chứng chỉ Green Pass được yêu cầu tại nơi làm việc, nhà hàng, rạp chiếu phim, rạp hát, địa điểm thể thao và phòng tập thể dục đi tàu đường dài, xe buýt hoặc qua phà ở trong nước Ý. Hầu như không ai tại cuộc biểu tình ở Rome đeo khẩu trang bảo vệ. Tại Bắc Island, hàng trăm người phản đối hộ chiếu phát sinh đã biểu tình bên ngoài của tòa thị chính ở Belfast, nơi chợ Giáng sinh của thành phố khai mạc hôm thứ Bảy, cần có bằng chứng về việc tiêm phòng hoặc là xét nghiệm COVID-19 âm tính tại chợ. Chính phủ Bắc Ireland đã bỏ phiếu trong tuần này để giới thiệu giấy chứng nhận phát sinh cho phép vào các câu lạc bộ đêm, quán bar và nhà hàng bắt đầu từ ngày 13 tháng 12. Một số người biểu tình mang các dấu hiệu bị chỉ trích rộng rãi là xúc phạm so sánh với các hạn chế của coronavirus với các hành động của Đức quốc xã. Tại Croatia, hàng ngàn người đã tập trung tại thủ đô Zagreb mang theo cờ Croatia, các biểu tượng dân tộc và tôn giáo cùng với các biểu ngữ phản đối việc tiêm phòng và những gì họ mô tả là hạn chế quyền tự do của người dân. Tại Pháp thì bộ trưởng Bộ Nội vụ Cherro Damanin hôm thứ bảy đã lên án các cuộc biểu tình bạo lực ở đảo Guadeloupe thuộc vùng Caribe, một trong những lãnh thổ hải ngoại của Pháp về các hạn chế Covid-19. Bộ trưởng Tamanin cho biết 29 người đã bị cảnh sát giam giữ qua đêm. Các nhà chức trách đã cử thêm 200 cảnh sát tới hòn đảo này và vào ngày thứ ba sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm hàng đêm từ 6 giờ chiều tới 5 giờ sáng những người biểu tình ở Guadeloupe đã tiến hành phong tỏa đường và phóng hỏa xe hơi, tức là họ đốt xe, để phản đối thẻ sức khỏe COVID-19 của Pháp hiện được yêu cầu để vào nhà hàng và các quán cà phê, địa điểm văn hóa, đấu trường thể thao và du lịch đường dài. Họ cũng đang phản hồi việc Pháp yêu cầu tiêm chủng bắt buộc đối với các nhân viên y tế. Thị trưởng Rotterdam lên án bạo lực tại các cuộc biểu tình thị trưởng Rotterdam đã lên án một cuộc bạo động tại các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp của Covid ở thành phố Cảng Hà Lan. Trong đó, 7 người bị thương và hơn 20 người bị bắt. Hãng tin Reuters tường thuật rằng đám đông có khoảng vài trăm kẻ bạo loạn đã đốt xe hơi, đốt pháo sáng và ném đá vào cảnh sát trong cuộc biểu tình vào tối thứ Sáu. Cảnh sát đáp trả bằng những phát súng cảnh báo và vòi rồng. Các nhà chức trách cho biết họ đã bắt giữ hơn 20 người và dự kiến sẽ giam giữ những người khác. Vùng trung tâm thành phố nơi xảy ra bạo loạn đã được cảnh sát giám sát rộng rãi bởi các camera an ninh. Hà Lan đã áp đặt một số biện pháp ngăn chặn vào cuối tuần trước trong 3 tuần đầu tiên nhằm nỗ lực làm chậm sự hồi sinh của coronavirus, nhưng sự lây nhiễm hàng ngày vẫn ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch. Các nhà chức trách đã báo cáo một con số kỷ lục có hơn 23.000 trường hợp mới vào hôm thứ năm, cao hơn nhiều so với mức cao hàng ngày trước đó là 13.000 trường hợp đạt được vào tháng 12 năm 2020. WHO cảnh báo 50.000 người khác ở châu Âu có thể chết vì COVID vào tháng 3. Tổ chức y tế thế giới cho biết khoảng 500.000 người khác ở châu Âu có thể phải chết vì COVID vào tháng 3 năm sau trừ khi hành động khẩn cấp được thực hiện giám đốc WHO khu vực châu Âu, tiến sĩ Hans Kluger, cho biết ông rất lo lắng về một làn sóng nhiễm trùng mới lan rộng khắp lục địa và khiến cho các quốc gia phải công bố những hạn chế mới. Tiến sĩ Kluger cho biết các yếu tố như là mùa đông khi thông thường có sự gia tăng của các ca nhiễm virus và tỷ lệ bao phủ phát sinh thấp là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng các ca bệnh. Ông kêu gọi nhiều người hơn đi tiêm chủng, thực hiện các biện pháp y tế công cộng cơ bản và phát triển các phương pháp điều trị mới. Nhưng ông cho rằng tiêm chủng bắt buộc nên là biện pháp cuối cùng. Ông nói với đài BBC, COVID-19 một lần nữa lại trở thành nguyên nhân gây tử vong số 1 trong khu vực. Chúng tôi biết cần phải làm gì để chống lại bệnh tật. Tại Việt Nam, công nhân Việt Nam kêu gọi sự giúp đỡ khi làm việc tại nhà máy của Trung Quốc ở Serbia. Họ đang run rẩy trong doanh trại, không có nhiệt, đói và không có tiền. Họ nói rằng hộ chiếu của họ đã bị ông chủ người Trung Quốc lấy đi và hiện tại họ đang bị mắc kẹt tại một vùng đồng bằng nghiệt ngã ở Serbia mà không có sự giúp đỡ nào từ chính quyền địa phương. Họ chính là những công nhân Việt Nam đang giúp xây dựng nhà máy sản xuất lớp xe đầu tiên của Trung Quốc ở châu Âu. Hãng tin AP đã đến thăm công trường xây dựng ở miền Bắc Serbia, nơi khoảng 500 công nhân đang sống trong điều kiện khắc nghiệt, khi công ty sản xuất lớp xe Shandong-Linglong của Trung Quốc thiết lập một cơ sở hạ tầng khổng lồ, nhà hoạt động người Serbia Miso Zivanov thuộc tổ chức phi chính phủ Zanjanin Action nói với hãng tin AP, chúng tôi đang chứng kiến sự vi phạm nhân quyền vì người lao động Việt Nam đang phải làm việc trong điều kiện tồi tệ. Ông nói, hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của họ đã bị chủ lao động Trung Quốc lấy đi. Họ đã ở đây từ tháng 5 và họ chỉ nhận được một lần tiền lương. Họ đang tìm cách trở về Việt Nam, nhưng điều đầu tiên là cần phải lấy lại giấy tờ của họ. Công nhân ngủ trên giường tầng, không có đệm, trong doanh trại, không có máy sưởi hoặc nước ấm. Họ nói với hãng tin AP rằng họ không được chăm sóc y tế, ngay cả khi họ phát triển các triệu chứng giống COVID-19 và chỉ được người quản lý yêu cầu ở yên trong phòng của họ. Một trong những công nhân ở đó, tạm gọi là Nguyễn Văn Trí, cho biết chưa có gì gọi thỏa đáng so với hợp đồng làm việc mà anh đã ký tại Việt Nam trước khi lên đường sang Serbia. Kể từ khi chúng tôi đến đây, không có gì là tốt đẹp, anh nói. Mọi thứ đều khác với các tài liệu mà chúng tôi đã ký ở Việt Nam. Cuộc sống thật tồi tệ, thức ăn, thuốc men, nước uống, mọi thứ đều tồi tệ. Chân mang giáp và run rẩy vì lạnh, anh Trí cho biết khoảng 100 công nhân sống trong cùng doanh trại như anh đã đình công để phản đối tình trạng của họ, và một trong số đó đã bị sa thải. Công ty Shandong Linglong đã không trả lời cuộc gọi của hãng tin AP để bình luận về vấn đề này, nhưng họ phủ nhận với truyền thông Serbia và đổ lỗi hoàn cảnh của những công nhân này cho những nhà thầu vụ và các cơ quan việc làm ở Việt Nam. Họ nói ngay từ đầu công ty đã không tuyển dụng lao động Việt Nam, còn về các tài liệu mà họ đã lấy là để đóng dấu giấy phép cư trú và làm việc. Công ty cho biết họ hứa sẽ trả lại chúng cho những người lao động. Công ty cũng phủ nhận thông tin công nhân Việt Nam sống trong điều kiện thiếu thốn và cho biết lương hàng tháng của họ được trả tương ứng với số giờ làm việc. Dự án xây dựng nhà máy mà các quan chức Serbia và Trung Quốc quảng cáo như một sự thể hiện quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đã vấp phải sự giám sát của các nhà môi trường về ô nhiễm, nguy hiểm tiềm tàng từ việc sản xuất lớp xe. Giờ đây thì dự án đã thu hút thêm sự chú ý của các nhóm nhân quyền ở Serbia khi họ đã cảnh báo rằng những người lao động có thể là nạn nhân của nạn buôn người hoặc thậm chí là nô lệ. Thủ tướng Nhật Bản xác nhận sẽ tung ra nguồn giao dự trữ để kềm chế giá. Hãng thông tấn Kyodo đưa tin hôm thứ Bảy rằng Nhật Bản lần đầu tiên xem xét giải phóng dầu từ dự trữ để kềm chế giá dầu tăng cao. Khi Thủ tướng Fumio Kishida báo hiệu, ông sẵn sàng chống lại việc tăng giá dầu theo yêu cầu từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Nhật Bản có thể đấu tranh để biện minh cho động thái này. Vì theo luật của Nhật thì nước này chỉ có thể giải phóng lượng dự trữ tại thời điểm hạn chế về nguồn cung hoặc là thiên tai, nhưng không được hạ giá chính quyền Hoa Kỳ của Tổng thống Joe Biden đang rớt hạng thậm tệ trong lòng dân vì đường hướng và chính sách của ông đã khiến cho giá dầu và lạm phát tăng cao. Này, Joe Biden đã yêu cầu một số nền kinh tế lớn nhất thế giới xem xét việc giải phóng nguồn dầu dự trữ của họ hồng làm xoa dịu giá dầu tiếp tục tăng cao. Ông cũng yêu cầu Trung Quốc lần đầu tiên xem xét giải phóng kho dự trữ dọc thô. Trước đây thì Nhật Bản đã khai thác nguồn dự trữ của mình để đối phó với hậu quả của chiến tranh vùng Vịnh vào đầu những năm 1990 và trận động đất và sóng thần chết người vào năm 2021. Nhật Bản là một nơi nghèo tài nguyên và lấy phần lớn giàu từ Trung Đông, giá giàu tăng gần đây và đồng yên suy yếu đang làm tăng chi phí nhập khẩu, dán một đòn kép và một quốc gia phụ thuộc vào thương mại. Chính phủ Kishida hôm thứ Sáu đã công bố, một kế hoạch kích thích kinh tế kỷ lục 490 tỷ Mỹ Kim bao gồm các biện pháp nhằm chống lại việc giá dầu tiếp tục tăng cao. Họ có kế hoạch trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu với hy vọng giới hạn giá xăng và nhiên liệu bán buôn để giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình và các công ty do chi phí dầu tăng. Tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm thứ Bảy đã tìm cách trấn an các đồng minh ở Trung Đông rằng Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cam kết với khu vực này. Không rõ bài phát biểu của ông Austin sẽ có tác động như thế nào với các đồng minh của Washington ở Trung Đông vì không được hỗ trợ bởi bất kỳ thông báo nào về việc triển khai thêm hoặc bán vũ khí mới trong khu vực. Các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh phụ thuộc nhiều vào chiếc ô quân sự của Mỹ đã bày tỏ sự không chắc chắn về việc Thủ tướng Biden tập trung vào khu vực, đặc biệt là sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan. Hiện họ đang theo dõi sát sao các nỗ lực nhằm hồi sinh hiệp ước hạt nhân giữa các cường quốc toàn cầu với Iran. Trong một bài phát biểu tại Bahrain trong chuyến đi tới vùng Vịnh, ông Austin thừa nhận mối quan ngại trong khu vực và trên toàn cầu rằng Hoa Kỳ chỉ tập trung vào thách thức của Trung Quốc. Ông cho biết Hoa Kỳ cam kết chống lại Iran ngay cả khi Washington đang nỗ lực để khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 người đứng đầu Pentagon, Lầu Năm Góc, nói rằng Washington sẽ tiến tới các cuộc đàm phán gián tiếp về việc khôi phục thỏa thuận bắt đầu từ ngày 29 tháng 11 tại Vienna với thiện chí. Trong khi một số chính quyền Hoa Kỳ đã cố gắng chuyển trọng tâm ra khỏi Trung Đông và hướng tới Thái Bình Dương, Tổng thống Biden vào tháng 8 đã kết thúc cuộc chiến dài nhất của Hoa Kỳ ở Afghanistan. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ giấu tên cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Austin dự kiến sẽ không đưa ra các cam kết mới trong khu vực trong chuyến đi của mình. Ả Rập Xê Út, một trong những đồng minh khu vực thân cận nhất của Washington, đã thất vọng trước cách tiếp cận của Nhà Trắng, vốn đã thúc ép Riyadh cải thiện hồ sơ nhân quyền và chấm dứt chiến tranh ở Yemen. Cựu giám đốc tình báo Ả Rập Saudi, hoàng tử Turkey Al Faisal, tham dự diễn đàn an ninh Manama hoan nghênh sự bảo đảm bằng lời nói nhưng nói rằng các hành động chứng minh cũng quan trọng không kém. Ông viện dẫn sự cần thiết phải ngăn chặn những người Houthi liên kết với Iran của Yemen có được vũ khí. Washington đang thúc ép Riyadh dỡ bỏ lệnh phong tỏa của liên quân đối với các khu vực do Houthi nắm giữ, một điều kiện của nhóm đối với các cuộc đàm phán ngừng bắn. Ông Austin dự định đến thăm Ả Rập Xê Út vào tháng 9, nhưng chuyến đi đã bị hoãn vào phút cuối ông sẽ không đến thăm Riyadh trong chuyến đi này. Phán quyết tha bổng Kai Rittenhouse, thiếu niên đã bắn chết người, gây ra chia rẽ nước Mỹ. Đã có lời kêu gọi bình tĩnh ở Mỹ sau khi một thiếu niên Mỹ từng bắn chết hai người giữa bạo loạn về chủng tộc hồi năm ngoái được tha bổng. Theo BBC News, Kai Rittenhouse, 18 tuổi, biện hộ rằng anh ta hành động để tự vệ khi anh ta bắn chết hai người đàn ông và là một người thứ ba bị thương ở Wisconsin. Sau phán quyết hôm thứ Sáu rằng House không có tội, gây chia rẽ sâu sắc nước Mỹ và làm bùng lên các cuộc biểu tình ở một vài thành phố. Các chính trị gia trong đó có Tổng thống Biden và gia đình các nạn nhân kêu gọi mọi người bình tĩnh và kiềm chế. Điều chúng ta cần lúc này là công lý, không phải thêm bạo lực. Luật sư đại diện cho gia đình ông Gek Grosskreutz, người bị Rittenhouse bắn bị thương, nói trong một thông cáo. Tôi kêu gọi mọi người bày tỏ quan điểm của mình một cách ôn hòa, theo pháp quyền, Tổng thống Biden nói với báo giới bên ngoài Nhà Trắng. Dù có những lời kêu gọi bình tĩnh, cảnh sát tuyên bố đã xảy ra bạo động ở thành phố Portland đêm thứ Sáu, khi chừng 200 người đập phá cửa sổ và dọa sẽ đốt trung tâm công lý địa phương. Cũng có các cuộc biểu tình ở Chicago và New York, nhưng ở phạm vi nhỏ hơn nhiều so với các vụ bất ổn dân sự rộng khắp nước Mỹ năm ngoái. Rittenhouse nói anh ta có hành động tự vệ khi anh ta bắn chết Joseph Rosenbaum, 36 tuổi, và Anthony Hooper, 26 tuổi, và làm bị thương Greg Crosscourt, 28 tuổi, hồi tháng 8 năm 2020. Ở thành phố Kenosha, bang Wisconsin, Rittenhouse được tha bổng và xóa tất cả các tội danh. Nghi phạm cũng như cả ba người bị bắn đều là da trắng. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra giữa các cuộc biểu tình bạo lực liên quan tới vụ một sĩ quan cảnh sát da trắng bắn chết Jacob Black, là một người đàn ông da đen. Chú của Jacob Black có mặt bên ngoài tòa khi phán quyết đối với Rittenhouse được tuyên bố. Ông Justin Black nói, "Chúng ta sẽ tiếp tục đấu tranh và chúng ta sẽ tiếp tục ôn hòa, hãy để tự do lên tiếng." Gia đình ông Cooper nói phán quyết này gửi ra một thông điệp không chấp nhận được rằng người dân có vũ khí có thể tới bất cứ thành phố nào gây ra bạo lực và dùng chính mối nguy mà họ tạo ra để thanh minh cho việc bắn vào mọi người trên đường phố. Rittenhouse hiện ở một địa điểm không được tiết lộ. Một người phát ngôn cho gia đình thanh niên này nói với đài CBS, trong hoàn cảnh này không có ai là người thắng cuộc, có hai người đã mất mạng sống và chúng tôi không hề quên điều đó, người này nói phán quyết đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ cả hai phía. Nhiều người bình luận rằng nếu House là người da đen, anh ta đã không được tha bổng. Ông Derek Johnson là chủ tịch tổ chức nhân quyền NAACP thuyết rằng phán quyết là lời nhắc nhở về vai trò nguy hiểm mà chủ nghĩa thượng đẳng da trắng và đặc quyền vẫn đóng trong hệ thống pháp lý của chúng ta. Nhà vận động nhân quyền nổi tiếng là cha Reverend Al Sharpton nói phán quyết quá quắc và nguy hiểm sẽ khuyến khích cả xấu dùng bạo lực để khẳng định quyền lực. Ông nói trong một thông cáo, đây tiếp tục là những ngày đen tối cho người da đen bị giết vì bàn tay của những kẻ cho rằng mạng sống của chúng tôi không quan trọng. Phó Tổng thống Kamala Harris tweet rằng, phán quyết tự nói lên tất cả và nói thêm rằng vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa hệ thống pháp lý hình sự trở nên công bằng hơn cũng có quan ngại về tiền lệ pháp lý mà vụ án này đặt cho các vụ trong tương lai. Thống đốc California Gavin Newsom viết, nước Mỹ ngày nay bạn có thể vi phạm luật, mang theo người vũ khí chế tạo cho quân đội, bắn phải giết người và không hề hấn gì. Tổng thống Joe Biden nói ông tức giận và lo ngại về phán quyết, nhưng bồi thẩm đoàn đã lên tiếng. Những người thuộc đảng bảo thủ coi Richard House là một anh hùng yêu nước người đã thực thi quyền được mang vũ khí của mình và tự vệ. Mặc dù anh ta mới 17 tuổi khi bắn người, và theo pháp luật là chưa đủ tuổi để sở hữu súng tiểu liên. Cụ Tổng thống Donald Trump chúc mừng anh ta trong một thông cáo được gửi bằng email tới những người ủng hộ ông. Nếu đó không phải là tự vệ thì chẳng có gì là, ông viết. Một vài nghị sĩ đảng Cộng Hòa nói họ muốn cho House cơ hội thực tập trong quốc hội. Một trong số này là nghị sĩ bang North Carolina, Madison Cawthorn, người đăng trên Instagram Story, nói rằng bạn có quyền tự bảo vệ mình, mang vũ khí là người nguy hiểm mà vẫn có đạo đức. Sau phán quyết, người dẫn chương trình cánh hữu là Tucker Carlson của hãng Fox News đăng một clip từ phỏng vấn độc quyền với thanh niên này, dự kiến sẽ phát hành vào thứ hai. Bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết đúng, tự vệ không phải là bất hợp pháp. House nói trong một video có vẻ như được quay ngay trước phán quyết được công bố. Anh ta cũng nói về những cơn ác mộng đáng sợ khi anh ta nghĩ chuyện gì đã có thể xảy ra nếu anh ta bị thương nặng hay chết. Theo BBC News Anh quốc sẽ yêu cầu lệnh cấm sử dụng đĩa nhựa và dao kéo sử dụng một lần tại Anh. Đĩa nhựa từng dùng một lần dao kéo và cốc nhựa làm bằng polystyrene đều có thể bị cấm ở nước Anh khi chính phủ hôm thứ Bảy cho biết họ đang tìm cách loại bỏ tất cả các rác thải nhựa có thể tránh được. Mỗi năm nước Anh đã sử dụng 1,1 tỷ đĩa dùng một lần và 4,25 tỷ mặt hàng dao kéo sử dụng một lần, hầu hết trong số đó là nhựa nhưng chỉ 10% được tái chế sau khi bị vứt đi. Theo các đề xuất trong cuộc tham vấn cộng đồng kéo dài 12 tuần, các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ cần hướng tới các giải pháp thay thế bền vững hơn. Chính phủ cũng đưa ra một lời kêu gọi riêng làm căn cứ để giải quyết các nguồn ô nhiễm nhựa khác, chẳng hạn như khăn ướt, đầu lọc thuốc lá, gối và cốc dùng một lần khác. Việc cấm sử dụng nhựa trong các mặt hàng này có thể là một biện pháp chính sách trong tương lai. Lệnh cấm sử dụng nhựa trong các mặt hàng khác như là ống hút, dụng cụ khuấy thức uống và tâm bông đã thực hiện tại nước Anh vào năm ngoái. Trước đó, thì việc bắt buộc tính phí đối với túi sách dùng một lần đã cắt giảm 95% lượng tiêu thụ tại các siêu thị chính kể từ năm 2015. Các cơ quan hành chính có liên quan của Scotland, Wales và Bắc Ireland sẽ chịu trách nhiệm cho các chính sách riêng của họ về rác thải nhựa. Bệnh xoái xuất hiện tại sự kiện Trung Quốc, WTA vẫn lo ngại. Ngoài sao quần vợt Trung Quốc Pan xoay tức là Bành Soái, người đang được quốc tế quan tâm trong nhiều tuần, được nhìn thấy đã tham dự một giải đấu quần vợt ở Bắc Kinh vào Chủ nhật, theo những bức ảnh chính thức được công bố bởi giải đấu cho China Open tổ chức. Pan có thể được nhìn thấy trong số các khách mời tại vòng chung kết Philakis Junior Tennis Challenger, mặc áo khoác màu xanh đậm và quần trắng, theo những hình ảnh được công bố trên mạng WeChat chính thức của sự kiện một số cụ đánh cặp đôi nữ thế giới đã không được nhìn thấy hoặc là nghe công khai kể từ khi cô ấy nói trên mạng xã hội Trung Quốc vào ngày 2 tháng 11 rằng Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã ép buộc cô ấy quan hệ tình dục và sau đó họ đã có một mối quan hệ đồng ý ngoài luồng. Cả ông Trương và chính phủ Trung Quốc đều không bình luận gì về cáo buộc của cô. Và bài đăng trên mạng xã hội của cô Bành nhanh chóng đã bị xóa và chủ đề này đã bị chặn khỏi cuộc thảo luận trên mạng Internet bị kiểm duyệt gắt cao của Trung Quốc. Các tổ chức quần vợt thế giới đã bày tỏ lo ngại khi Hiệp hội Quần vợt Nữ WTA đe dọa rút các giải đấu ra khỏi Trung Quốc. Hoa Kỳ và Anh đã kêu gọi tìm kiếm bằng chứng về nơi ở và sự an toàn của tay vật bành xoái. Người phát ngôn của tổ chức này nói với Reuters qua email về bức ảnh và đoạn phim ghi lại cảnh cô Bành xuất hiện hôm Chủ nhật vẫn là không đủ và không giải quyết được những lo ngại của WTA đại sứ quán hoa kỳ và anh tại bắc kinh đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của reuters về sự xuất hiện của tài vật bành soái hôm chủ nhật tại thủ đô trung quốc vấn đề về sự an toàn và nơi ở của cô bành soái đã nổi lên khi trung quốc chuẩn bị tổ chức thế vận hội mùa đông ở bắc kinh vào tháng 2 trong bối cảnh các nhóm nhân quyền toàn cầu và những người khác kêu gọi tẩy chai hồ sơ nhân quyền của nước này reuters đã không thể xác minh tính xác thực của những bức ảnh một cách độc lập cả hai đều được ghi cho nhân viên Qman của Global Times là tờ báo được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn. Hòn đảo nghỉ dưỡng của Việt Nam đón những du khách đầu tiên sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng của đại dịch. 200 khách du lịch nước ngoài đã được tiêm phòng đã đến hòn đảo ven biển Phú Quốc của Việt Nam hôm thứ Bảy, trở thành làn sóng du khách đầu tiên đến Việt Nam trong gần 2 năm khi đất nước tìm cách phục hồi nền kinh tế du lịch bị đại dịch tàn phá. Theo các nhà chức trách, khách du lịch đã tiêm phòng không phải trải qua hai tuần cách ly bắt buộc, mà chỉ được tận hưởng kỳ nghỉ bên trong khu nghỉ dưỡng phức hợp lớn Vinpearl và sẽ được xét nghiệm hai lần trong suốt chuyến đi của họ. Đây là bước đầu tiên và quan trọng để vực dậy ngành du lịch của chúng ta và chuẩn bị cho sự hoạt động trở lại hoàn toàn vào năm tới. Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, là Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết trong một tuyên bố, Chúng tôi muốn mang đến cho khách du lịch một trải nghiệm mới trong bối cảnh bình thường mới, đó là sống trọn vẹn tại Phú Quốc và sau đó là sống trọn vẹn ở Việt Nam, ông Khánh nói thêm. Chính quyền hòn đảo này dự kiến sẽ đón 400.000 khách du lịch trong nước và quốc tế vào cuối năm nay. Các điểm đến khác của Việt Nam như là Hội An, di sản thế giới được UNESCO công nhận và bãi biển Đà Nẵng cũng đang chào đón du khách quốc tế trở lại. Việt Nam, với hơn một nửa người dân trong số 98 triệu người đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, hiện đang tìm cách nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế từ tháng 1 năm sau và hướng đến việc mở cửa du lịch trở lại từ tháng 6. Về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam, tính đến 16 giờ ngày 20 tháng 11, cả nước có 9.531 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh và thành phố. Trong ngày thì có 16.733 ca khỏi bệnh và 107 ca tử vong. Các tỉnh và thành phố ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao là Sài Gòn có 1.046 ca bệnh, Bình Dương có 669 ca, Đồng Nai có 621 ca, Đồng Tháp có 515 ca, Tây Ninh 495 ca, Bình Thuận thì 407 ca, Sóc Trăng thì 391 ca, Bà Rịa Vũng Tàu có 370 ca, Bạc Liêu có 345 ca, Cà Mau có 342 ca và An Giang có 329 ca. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã có 1 triệu 084.625 ca nhiễm, đứng thứ 37 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca đã hồi phục là trên 900.000 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.630 người. Tính đến ngày 20 tháng 11, số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 23.685 người, xếp thứ 34 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 19 tháng 11, có trên 1,6 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên 106,5 triệu liều. Trong đó, tiêm một mũi là trên 66,4 triệu liều, tiêm mũi 2 là trên 40 triệu liều. Xa lộ San Diego điên cuồng sau khi xe thiết giáp phun tiền khi cửa bật mở. Một vụ phun tràn tiền giấy từ một chiếc xe thiết giáp đã gây ra một sự kiện điên cuồng và bắt giữ của cảnh sát trên đường cao tốc của Hoa Kỳ vào sáng thứ Sáu. Các video trên mạng xã hội cho thấy các tờ tiền đô la bay đầy trên mặt đường xa lộ, trong khi nhiều người đã dừng xe để lũng tiền trên xa lộ liên bang Interstate 5 ở hạt San Diego của California cảnh sát cho biết nhiều tài xế đã bỏ xe đi đi lụm tiền và làm cho giao thông hoàn toàn dừng lại trên xa lộ. Những người đã lụm tiền bỏ túi được hối thúc giao trả lại. Có hai người đã bị bắt giữ. Nhà chức trách cho biết chiếc xe thiết giáp đang trên đường đến Cục Dự trữ Liên bang để gửi tiền thì cửa sau bị bật tung, khiến cho các túi tiền rơi ra ngoài và các tờ đô la rơi tự do. Trên khắp một đoạn đường xa lộ khoảng 9 giờ 15 phút giờ địa phương. Video do một người influencer, ý chỉ người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, là chuyên gia về thể hình Demi Babi ghi lại tại hiện trường cho thấy con đường đang dừng lại hoàn toàn với những người qua đường chọc lấy và chơi đùa với những tờ giấy 1 đô la và 20 đô la bài ngỗ ngang. Đây là điều điên rồ nhất mà tôi từng thấy, cô ấy nói trong đoạn video clip sau đó cho thấy đường cao tốc thông thường đông đúc xe đang trống rộng nhiều người đã tham gia và bình luận về việc này với một người đã viết rằng đây là lần duy nhất bạn ước gì mình mắc kẹt trên xa lộ, hãy gửi cho tất cả chúng tôi một ít. Theo truyền thông địa phương đưa tin, có hai vụ bắt giữ đã được thực hiện tại hiện trường. Các quan chức cảnh sát cao tốc cho biết FBI đã vào cuộc và kêu gọi những người đã nhặt tiền, hãy trao trả lại. Quan chức cho biết bất kỳ ai đã dừng lại để lụm tiền có thể phải đối mặt với tội danh. Cảnh sát đã thu thập số tiền rơi trong túi rác, nhưng ngay cả khi họ đã dọn sạch hiện trường, thì một số người đi lang thang vẫn ở lại để tìm kiếm thêm. Curtis Martin, một trung sĩ từng tra xa lộ California, cho biết vào chiều thứ Sáu rằng khoảng một chục người đã trả lại cho cảnh sát số tiền mà họ đã lượm được. Lấy cấp tài sản của chính phủ có thể dẫn đến án tù tối đa 10 năm và phạt tiền. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của kênh Culture Channel. Tiếp theo là một số tin giải trí nổi bật trong tuần. Mời quý vị tiếp tục theo dõi với biên tập viên Sammy Hoàng và Nhân Nguyễn. Nhân Nguyễn xin kính chào quý vị. Trong bản tin giải trí ngày 21 tháng 11 hôm nay, bao gồm các bản tin chính như sau. Các nhà làm phim làm trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại đi ngược văn hóa, theo một nhà chức trách tại Việt Nam nhận định quyển sách ảnh của cựu tổng thống Donald Trump sẽ được ra mắt vào tháng tới. Các ngôi sao trong Harry Potter sẽ tái hợp trong chương trình truyền hình đặc biệt sau 20 năm, ngoại trừ tác giả J.K. Rowling. Mối quan hệ ồn ào giữa Johnny Depp và Amber Heard đã được dựng thành phim tài liệu. Nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ cà phê có thể làm tâm trạng trở nên tốt hơn khi số giờ ban ngày giảm đi. Và đến với chuyên mục điểm phim, mời quý vị theo dõi bộ phim On the Pride Place, Những ngày tươi đẹp. Một nhà chức trách tại Việt Nam nhận định các nhà làm phim làm trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại đi ngược văn hóa. Để phù hợp với những ý tưởng bất chợt và huyền ảo của mình, một số nhà làm phim đã làm xấu đi các di tích lịch sử văn hóa, khiến nhiều người dân phẫn nộ và thất vọng. Một ekip làm phim chuyện làng bồn gần đây đã quét vôi ve lại một giếng cổ làng Mông Phụ Hà Nội nhằm phù hợp với bối cảnh phim. Họa sĩ Trương Đức Thắng, thành viên trong nhóm ekip hôm ngày 12 tháng 11 đã bị phạt 2 triệu đồng vì hành vi viết, vẽ xúc phạm di tích lịch sử văn hóa. Ông Nguyễn Văn Huy, nguyên giám đốc Bảo tàng Nhân tộc học, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhận định đây là hành vi xâm phạm di tích lịch sử. Ông nói họ làm trong lĩnh vực văn hóa nhưng lại đi ngược văn hóa. Hành động làm mới di tích cổ, giả dấu tích rêu phong để làm phim là kịch cỡm. Trước đó vào năm 2010, khi quay phim Thái sư Trần Thủ Độ tại Lăng Minh Mạng, trong quần thể di tích cổ Đô Huế, nhóm ekip cũng đã di dời toàn bộ án thờ của vua và dòng tộc vào góc tường của chánh điện. Di tích Thành Cổ Loa Hà Nội cũng từng bị một đoàn làm phim sơn quét và làm mới nhiều bối cảnh. Ông Trần Đình Thành, Phó cục trưởng Di sản văn hóa cho biết, những hành động như vậy là hiếm khi xảy ra, nhưng những vụ việc gần đây là lời nhắc nhở các nhà làm phim phải cẩn thận hơn. Ông nói rằng mối quan tâm của công chúng cho thấy nhận thức về bảo vệ di sản văn hóa đã được cải thiện đáng kể. Hiện nay trên thế giới, nhiều quốc gia đã ban hành quy định để bảo đảm việc quay phim không ảnh hưởng đến các di tích lịch sử. Theo trang Sina, một số địa phương ở Trung Quốc đã bị hư hỏng các di vật, cổ vật trong quá trình quay phim. Vì vậy, từ năm 2000 trở đi, nhiều nơi đã ban hành các quy định riêng để bảo vệ di sản của họ. Đối với những bối cảnh thường xuất hiện trong các phim ảnh như Tử Cấm Thành, các công ty ở Trung Quốc đã xây dựng phim trường hoành tráng, tái hiện hoàng cung để phục vụ đoàn phim lẫn khách du lịch. Trong khi đó tại Vương quốc Anh, các nhà làm phim phải thuê người giám sát để tư vấn và theo dõi các hoạt động quay phim nhằm phòng tránh tối đa các thiệt hại. Theo viện bảo tồn Anh, tất cả các bên liên quan cần ký hợp đồng và thảo luận kỹ lưỡng về cảnh quay. Phụ trách hiện trường phải đệ trình một đề xuất bao gồm các mục tiêu của đoàn làm phim, đánh giá rủi ro và các phương pháp quay phim an toàn. Quyển sách ảnh của cựu tổng thống Donald Trump sẽ ra mắt vào tháng tới. Quyển sách đầu tiên về thời hậu Nhà Trắng của cựu tổng thống Donald Trump sẽ tương tự như rất nhiều quyển sách khác về ông, một sự chuyển hướng khác biệt so với các cựu tổng thống khác. Cựu tổng thống Donald Trump hiện đang ấp ủ việc ra mắt một bộ sưu tập bìa cứng gồm hàng trăm bức ảnh từ chính quyền của ông, đính kèm là chú thích do đích thân ông biên soạn. Trong số đó có một vài dòng viết tay. Quyển sách ảnh Photobook có tựa đề Our Journey Together được lên lịch ra mắt vào ngày 7 tháng 12 nhưng sẽ không thông qua một nhà xuất bản truyền thống nào ở New York. Thay vào đó, các tác phẩm sẽ được phát hành bởi một công ty mới có tên gọi Winning Team Publishing, được thành lập bởi con trai của ông, Donald Trump Jr. và trợ lý của chiến dịch Sergio Goff. Theo cựu tổng thống cho biết, trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Our Journey Together ghi lại những khoảnh khắc khó quên trong thời gian của chúng tôi ở Washington chẳng hạn như xây dựng bức tường biên giới phía Nam, cắt giảm thuế ở Hoa Kỳ, xác nhận gồm 300 thẩm phán liên bang và 3 thẩm phán tòa án tối cao, xây dựng lại quân đội của chúng tôi, tạo lực lượng không gian, giao thiệp với Kim Jong-un, Chủ tịch Tập, Tổng thống Putin và hình ảnh nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Tuyên bố của ông cũng đề cập một liên kết đến trang web của công ty nơi quyển sách có thể được đặt trước với giá 74,99 đô la ở định dạng tiêu chuẩn và 229,99 đô la cho một bản sao có chữ ký. Our Journey Together cũng được liệt kê trên Amazon.com, nền tảng mà ông Trump vẫn thường hay công kích nhà sáng lập Jeff Bezos. Mặc dù vào giữa ngày thứ sáu, quyển sách ảnh này hiện vẫn không có sẵn để đặt mua. Theo Amazon, quyển sách dài 320 trang với đối tượng đọc được đề xuất từ 12 tuổi trở lên. Các ngôi sao trong Harry Potter sẽ tái hợp trong chương trình truyền hình đặc biệt sau 20 năm, ngoại trừ tác giả J.K Rowling. Theo hãng phim Warner Bros hôm thứ ba cho biết, các ngôi sao bom tấn Harry Potter bao gồm Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint sẽ tái hợp cùng các diễn viên khác trong tập phim đặc biệt kỷ niệm 20 năm kể từ ngày đầu tiên bộ phim lên sóng. Dự án truyền hình đặc biệt này là một trong số các sự kiện kỷ niệm 20 năm được Warner Bros. lên kế hoạch. Nội dung sẽ bao gồm cuộc thi đố vui trên truyền hình dành cho người hâm mộ Harry Potter, được dẫn dắt bởi nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Helen Mirren. Đồng thời, tập phim cũng sẽ có sự xuất hiện của một số diễn viên và người hâm mộ nổi tiếng như diễn viên hài Peter Davidson và Jay Leno. Tập phim mang tên Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts, kỷ niệm 20 năm Harry Potter trở lại Hogwarts, sẽ được công chiếu vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 trên nền tảng phát trực tuyến HBO Max. Theo Global News cho biết, họ đã liên hệ với dịch vụ phát trực tuyến Crave để tìm hiểu xem liệu tập phim này có được phát sóng ở Canada hay không. Hiện tại, thông tin về việc phát sóng tại Canada vẫn chưa được biết thêm chi tiết. Đến với tập phim hồi tưởng này, người xem sẽ được chứng kiến dàn diễn viên trở lại trường nội trú Hogwarts, ngôi trường đã được giới thiệu trong phần đầu tiên của phim Harry Potter có tựa đề Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter và Hòn đá phù thủy, phát hành vào tháng 11 năm 2001. Ngoài ba ngôi sao chính, tập phim đặc biệt này còn quy tụ dàn diễn viên đình đám từ 8 phần phim điện ảnh năm xưa như Robbie Coltrane, Tom Felton, Helena Bonham Carter, Gary Oldman và đạo diễn Chris Columbus. Tuy nhiên, tác giả bộ truyện Harry Potter, nhà văn J.K. Rowling sẽ không góp mặt trong dự án lần này. Nhiều khả năng sự vắng mặt này là do phát ngôn gây tranh cãi về các vấn đề chuyển giới trong năm ngoái của bà, khi một số người trong cộng đồng LGBTQ2+ đã cáo buộc nữ nhà văn mắc chứng sợ chuyển giới, transphobia. Mối quan hệ ồn ào giữa Johnny Depp và Amber Heard sẽ được dựng thành phim tài liệu. Hôn nhân rắc rối và cuộc ly hôn gây tranh cãi giữa Johnny Depp và Amber Heard là chủ đề của loạt phim tài liệu mới dài 2 tập của Discovery Plus. Vào thứ Sáu, Discovery UK thông báo họ đã được ủy quyền phát sóng Johnny and Amber, loạt phim tài liệu về tài tử Johnny Depp 58 tuổi và nữ diễn viên Amber Heard 35 tuổi. Qua đó, kể lại câu chuyện về hôn nhân đã vỡ giữa hai ngôi sao cũng như cuộc chiến pháp lý sau đó của họ. Loạt phim tài liệu này sẽ cho thấy những góc nhìn khác nhau giữa tài tử Johnny Depp và nữ diễn viên Amber Heard. Trong đó, một tập phim sẽ tập trung vào góc nhìn của tài tử cướp biển vùng Caribe, trong khi tập phim còn lại sẽ tập trung vào khía cạnh của nữ diễn viên Aquaman trong câu chuyện. Bên cạnh đó, loạt phim Johnny and Amber cũng sẽ kiểm chứng những lời khai từ luật sư của cả hai ngôi sao cũng như những người thân thiết của họ các cảnh quay và bản ghi âm do chính đôi vợ chồng cũ này cung cấp cũng sẽ được đề cập đến trong dự án này. Loạt phim tài liệu Johnny and Amber được phát hành và sản xuất bởi Nick Hornby và friend Baker của công ty Optimum, dự kiến sẽ lên sóng trên Discovery Plus vào cuối năm nay. Trước đó vào năm 2016, nữ diễn viên Amber Heard đã đệ đơn ly hôn tài tử Johnny Depp và sau đó cáo buộc nam diễn viên bạo hành gia đình vụ ly hôn của đôi bên được hoàn tất vào tháng 1 năm 2017. Theo đó, Amber Heard được giải quyết 7 triệu đô la, mặc dù Johnny Depp đã phủ nhận mọi cáo buộc này. Cuộc chiến pháp lý của họ vẫn tiếp tục xảy ra khi Johnny Depp kiện vợ cũ vì tội phỉ bán sau khi cô đã viết một bài báo cho Washington Post vào năm 2018 về việc sống sót sau bạo lực gia đình. Nam diễn viên cũng kiện tờ The Sun của anh vì tội phỉ bán sau khi tờ báo này gọi anh là kẻ đánh vợ và thu kiện vào tháng 11 năm 2020. Sau sự kiện này, Johnny Depp đã đồng ý rút khỏi vai trò phù thủy hắc ám Gellert Grindelwald trong loạt phim Fantastic Beasts phần ngoại truyện của Harry Potter. Nghiên cứu cho thấy, uống cà phê có thể làm tâm trạng trở nên tốt hơn khi số giờ ban ngày giảm đi. Có phải bạn đang cảm thấy kiệt sức? bơ phờ và cảm thấy tâm trạng trở nên thất thường hơn sau khi đặt đồng hồ lùi lại một giờ. Để cảm thấy mọi thứ trở nên tốt hơn, câu trả lời có thể được tìm thấy khi bạn uống thêm một tách cà phê với liều lượng vừa đủ và tần suất hợp lý. Một cuộc khảo sát mới do Viện Thông tin Khoa học về cà phê tài trợ đã tuyên bố rằng việc uống cà phê sau mỗi 4 giờ có thể giúp cải thiện nhận thức và tâm trạng, cũng như cải thiện thời gian phản ứng và sự tỉnh táo của con người. Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 5.000 cư dân trên khắp Vương quốc Anh, Ý, Phần Lan, Đức và Ba Lan, yêu cầu họ đánh giá mức độ lo lắng và mức độ tập trung của mình khi số thời gian 3 ngày trở nên ít hơn. Những người tham gia cũng được yêu cầu đánh giá mức độ hoạt động thể chất của họ trong những tháng mùa đông. Theo đó, một phần 5 người được khảo sát cho biết họ cảm thấy lo lắng hơn khi thời gian 3 ngày trở nên ngắn hơn, trong khi một phần tư số người được khảo sát cho biết họ khó tập trung hơn và mất động lực tập thể dục. 30% trong số đó cho biết họ cũng bị trầm cảm liên quan đến chứng rối loạn cảm xúc theo mùa Seasonal Affective Disorder, SAD, và dễ rơi vào trạng thái buồn bã hơn khi đồng hồ quay ngược lại. Cuộc khảo sát cũng đã xem xét thói quen tiêu thụ caffeine của những người tham gia trong những ngày ngắn hơn và phát hiện ra rằng 29% trong số đó sử dụng cà phê để cung cấp cho năng lượng, 20% uống cà phê để cảm thấy hạnh phúc hơn và 21% chỉ ra rằng tiêu thụ cà phê giúp họ tỉnh táo và tập trung. Theo phó giáo sư Giuseppe Goso của Đại học Catania cho biết có một bằng chứng cho thấy các polyphenol có trong cà phê có thể vượt qua hàng rào máu não với tác dụng chống viêm thần kinh và thậm chí thúc đẩy quá trình hình thành thần kinh, do đó làm giảm nguy cơ rối loạn nhận thức và cảm xúc. Nghiên cứu hiện tại đã chỉ ra rằng 75 mg caffeine, tương đương với một tách cà phê, cứ sau 4 giờ có thể giúp mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn trong suốt cả ngày. Bên cạnh đó, hương thơm từ cà phê không chỉ là một mùi thơm dễ chịu để bắt đầu ngày mới, mà nó còn có thể giúp trí nhớ thực hiện chức năng của mình, cũng như kích thích sự tỉnh táo. Những người cảm thấy khó tập thể dục hơn trong những tháng mùa đông cũng có thể tìm thấy lợi ích cho mình từ món đồ uống này. Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu EFSA đã kết luận rằng tiêu thụ caffeine có thể giúp cải thiện sức bền cả về hiệu suất và công suất. Theo các chuyên gia đến từ cơ quan này cho biết, cà phê thậm chí có thể giúp các vận động viên cảm thấy như thể họ đang bỏ ra ít sức lực hơn trong khi tập luyện. Và cuối cùng trong bản tin giải trí, mời quý vị theo dõi bộ phim On the Pride Place – Những Ngày Tươi Đẹp. On the Pride Place – Từ Việt – Những Ngày Tươi Đẹp là một bộ phim của Mỹ thuộc thể loại chính kịch lãng mạn do Brett Holly đạo diễn bộ phim được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jennifer Niven. Trong lần chuyển thể quyển sách của mình, Niven cũng là người đồng chấp bút cho kịch bản, bên cạnh Liz Hanna. Dàn diễn viên trong On The Bright Place có sự góp mặt của những cái tên nổi bật như Ellie Fanning, Justin Smith, Alexandra Sip và Virginia Garner. Bộ phim do Netflix sản xuất và đã được phát hành vào cuối tháng 2 năm ngoái tương tự như lời mô tả trên trang bìa của tác phẩm gốc on the bright place là câu chuyện về một chàng trai tên finch và một cô gái tên là violet như bao thiếu niên đồng trang lứa khác ở độ tuổi của mình cả hai nhân vật chính đều là những kẻ cô đơn mong muốn được chia sẻ và đồng cảm cũng như khao khát tìm kiếm ý nghĩa để tiếp tục tồn tại giữa dòng đời khắc nghiệt trong một lần gặp gỡ chính thức finch và violet đã tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong lúc cả hai đều rơi vào tình trạng tồi tệ nhất. Kể từ lần gặp mặt đó, họ đã cùng nhau khám phá những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, cùng tận hưởng niềm vui và sự hạnh phúc. Từ đây, cả chàng trai tên Finch và cô gái Violet đã tạo được một câu chuyện tình tốt đẹp đến nao lòng. On The Bright Place là một bộ phim lãng mạn, thơ mộng nhưng vẫn mang mát những nỗi buồn khó tả. Câu chuyện của Violet và Vince khá đơn giản và nhẹ nhàng, được truyền tải đến người xem bằng một nhịp điệu chậm rãi với bối cảnh vương vấn sự hoài niệm cổ điển. Chủ đề nổi bật trong On the Bright Place là một trong những vấn đề sức khỏe tâm thần. Bộ phim mang đến cho người xem cảm nhận những gì thực sự diễn ra trong tâm trí của những người đang chìm trong hố đen trầm cảm, cho ta biết cảm thông và sống sao cho trọn vẹn từng khoảng khách. Bên cạnh đó, On the Bright Place còn là một bộ phim đầy tính nhân văn. Đoạn kết của bộ phim có đoạn, bộ phim này dành riêng cho những người bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe tâm thần, tự tử hoặc đau buồn. Nếu bạn đang vật lộn hoặc biết một ai đó đang phải chịu đựng, có thể giúp đỡ tại On the Bright Place, phim Dark Info. Quý vị có thể thưởng thức bộ phim này trên Netflix. sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày 20 tháng 11 năm 2021 như sau một đô la Mỹ bằng 23.112 đồng Việt Nam tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với đồng đô Canada áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực ngày 18 tháng 11 năm 2021 đến ngày 24 tháng 11 năm 2021 như sau 1 đô la Canada bằng 18.408,73 đồng Việt Nam. Trong khi đó, theo Bank of Canada, 1 Canada bằng 0,7912 đô la Mỹ và bằng 0,7002 đồng euro. Giá dầu thô WTI là 75,94 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 78,89 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.845,88 đô la Mỹ một ounce. Và bây giờ chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn cuối tuần, một câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, đó là câu chuyện con cá cô đơn với giọng đọc của Ngọc Yến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Canada và thế giới của kênh Culture Channel. Kính mời quý vị đăng ký kênh và theo dõi các video mới tiếp theo. Kênh Culture Channel của chúng tôi có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần và các video tư vấn di dân di trú do Ellen Xuân Uyên, thành viên Hiệp hội Giám sát và Hỗ trợ Di trú Canada tư vấn, được đăng vào thứ ba hàng tuần. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn một chủ nhật an lành và một tuần mới mạnh khỏe, nhiều may mắn, nhiều thành công. Hoàng Anh cùng nhóm biên tập xin kính chào tạm biệt. Câu chuyện cuối tuần, con cá cô đơn có một con cá nhỏ rất ngoan ngoãn, cha mẹ cá nuôi nấng nó cẩn thận vô cùng không để nó bị bắt, hay trở thành thức ăn ngon cho những con cá lớn khác. Con cá nhỏ nhớ kỹ lời dạy của cha mẹ, suốt ngày núp trong hang, đêm tối mới ra ngoài lặng lẽ kiếm ăn. Con cá nhỏ đáng thương, cá nhỏ luôn chờ sau khi những con cá khác ăn no rồi mới cẩn thận nhặt nhạnh thức ăn còn thừa tuy thế cá nhỏ cũng không dám ở lâu bên ngoài đôi khi lâu quá không tìm thấy thức ăn nó vội quay về hang mặc cho cái đói hành hạ giống như lời cha mẹ nói cá nhỏ tin chắc rằng nhịn ăn một bữa còn hơn là mất mạng cứ thế cá nhỏ không có một người bạn cũng không có gì để tiêu khiển trong đầu chỉ nghĩ tới một việc tạ ơn trời đất con còn sống Lớn lên, cá nhỏ rất muốn tìm bạn đời, nó phải ra khỏi chỗ trú ẩn của mình, đi đây đi đó mới có cơ hội kết bạn với cá nhỏ khác. Nó cố gắng bơi ra ngoài mấy lần, nhưng chưa đi được bao xa đã sợ hãi, quay về hang rung lập cập. Kết quả, con cá này sống cô đơn đến 100 tuổi đôi khi sống không phải là sự tồn tại mà đó chính là được theo đuổi đam mê riêng của bản thân đừng như con cá kia đó chỉ là tồn tại chứ chưa phải là sống chính phủ ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vắc xin để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1888 999 6488. Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Trong bản tin ngày 21 tháng 11 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số nội dung chính như sau. Tại tỉnh BC, các đường cao tốc mở cửa trở lại, hệ thống lương thực bắt đầu ổn định. Những người lái xe đổ xô đi đổ xăng khi tỉnh áp đặt các hạn chế đi lại và mua xăng. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thêm cảnh báo bão được đưa ra cho miền Bắc tỉnh BC khi một con sông trong khí quyển khác sẽ đến, và bờ biển phía đông chuẩn bị có bão mùa thu với gió lớn, mưa xối xả lên đến 150mm. Canada đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về khả năng tẩy chay Olympic tại Bắc Kinh. Kraft Heinz thu hồi một số bột nước trái cây do có thể bị nhiễm thủy tinh và hạt mè bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Thượng nghị sĩ Jose Forest Nysing, 56 tuổi, tử vong sau khi chiến đấu với COVID-19 và tình trạng tự miễn dịch. Đại dịch COVID-19 cho thấy sự thiếu hụt lao động tay nghề cao thuộc ngành công nghệ ở Edmonton. Nhà xây dựng căn hộ ở Ontario đột nhiên hủy bỏ hợp đồng mua bán kéo dài nhiều năm, trừ khi người mua nhà trả thêm 100.000 đô la. Đường mòn ở New Brunswick là địa điểm Canada duy nhất trong danh sách điểm đến hàng đầu thế giới của National Geographic. Và trên thế giới, hàng chục ngàn người biểu tình phản đối các hạn chế COVID-19 và các yêu cầu về vaccine trên khắp châu Âu. WHO cảnh báo 500.000 người khác ở châu Âu có thể chết vì COVID-19 vào tháng 3. Công nhân Việt Nam kêu cứu khi làm việc tại nhà máy của Trung Quốc ở Serbia Phán quyết tha bổng thiếu niên bắn chết người gây chia rẽ nước Mỹ Bành xoái xuất hiện tại sự kiện Trung Quốc, WTA vẫn lo ngại Sa lộ San Diego điên cuồng sau khi xe thiết giáp phun tiền khi cửa bật mở Xin cảm ơn quý vị và các bạn đến đây theo dõi bản tin Canada và Thế giới tổng hợp nổi bật nhất trong ngày cùng một số tin giải trí do tạp chí Culture Magazine thực hiện trên kênh Culture Channel là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết, bắt đầu với phần tin trong nước cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Các quan chức tại BC cho biết các đường cao tốc đã mở cửa trở lại và hệ thống lương thực bắt đầu ổn định. Những người lái xe đổ xô đi đổ xăng khi PC áp đặt các hạn chế đi lại và xăng trong bối cảnh lũ lụt. Các nỗ lực suốt ngày đêm để khôi phục các tuyến giao thông chính và cung cấp lương thực ở British Columbia đã bắt đầu có kết quả, các bộ trưởng giao thông và nông nghiệp của tỉnh cho biết hôm thứ Bảy. Xa lộ 99 đã được mở lại vào khoảng giữa trưa theo giờ địa phương với hai đường xe về phía bắc Pemberton chỉ dành cho các xe nhỏ và nhà chức trách vẫn yêu cầu người lái xe hơi chỉ đi lại vì những lý do cần thiết như là trở về địa chỉ nhà chính. Theo thông báo của chính quyền tỉnh hôm thứ bảy, các trạm kiểm soát sẽ được đặt ra và các hạn chế đi lại sẽ được thực thi và chỉ những xe có trọng lượng dưới 14,5 tấn mới được phép. Thông cáo cho biết, các xe tải nặng hơn nên đi trên quốc lộ số 3 và quốc lộ này đã mở trở lại vào ngày thứ sáu. Bộ trưởng Bộ Giao thông và Cơ sở Hạ tầng của BC cho biết mỗi người đã làm việc suốt ngày đêm với tốc độ nhanh và mệt mỏi. Trên đảo Vancouver, đường cao tốc Malahat đã mở cửa trở lại vào ngày thứ Sáu để lưu thông hai chiều sau khi bị chặn bởi dòng nước lũ vào tuần trước. Vào cuối ngày thứ Bảy, thì tỉnh cho biết quốc lộ số 1 đã mở cửa trở lại cho một làn xe lưu thông theo mọi hướng giữa Hope và quốc lộ 9 ở phía đông Chilliwack. Và một thông cáo cho biết các tài xế được yêu cầu chỉ hạn chế đi lại cho các mục đích thiết yếu, trong khi việc dọn dẹp và sửa chữa vẫn đang tiếp tục. Chúng ta không thiếu lương thực, Bộ trưởng nói, trong khi nhiều hình ảnh đã được lan truyền về các kệ hàng tạp hóa trống rộng ở nhiều vùng khác nhau của tỉnh PC, bao gồm cả khu vực xa với lũ lụt. Bộ trưởng Nông nghiệp của tỉnh là Lana Popham cho biết hiện không có tình trạng thiếu lương thực, chỉ là một ít đình trệ của chuỗi cung ứng mà đang dần được khôi phục với nguồn cung cấp mới. Hàng ngàn con gia súc đã được cho là chết trong lũ lụt trên đồng cỏ Summers Perry ở Abbotsford trước khi nước lạnh dâng cao và thức ăn cạn kiệt. Các tình nguyện viên và nông dân đã dành phần lớn thời gian trong tuần để giải cứu càng nhiều động vật càng tốt khỏi dòng nước lũ. Một số cửa hàng tạp hóa đã đưa ra hạn chế về lượng sữa, trứng và thịt mà người mua có thể mua một lần xe xếp hàng dài để đổ xăng. Hàng dài xe đã rời khỏi các trạm xăng vào tối thứ Sáu khi các quan chức British Columbia thông báo hạn chế nhiên liệu đối với những người đi lại cho lý do không thiết yếu ở các khu vực của tỉnh bị thiệt hại do mưa lớn và lũ lụt. Bộ trưởng An toàn Công cộng ông Mike Farnworth cho biết những cư dân không phải là lao động thiết yếu được giới hạn mua 30 lít xăng mỗi lần họ tới một trạm xăng. Khi chính phủ đang tìm kiếm xe tải hoặc là xa lan để chở xăng từ những vùng xa xôi như là California, ông Farnworth cho biết ông đang dựa vào sự đánh giá tốt của người dân để bảo đảm tỉnh không bị cạn kiệt nhiên liệu. Nhưng các tài xế đổ xô tới các trạm xăng vào ngày thứ sáu sau thông báo, với một số người nói rằng các hạn chế gây bất tiện và những người khác thì bày tỏ sự hiểu biết của mình rằng các giới hạn là cần thiết việc phân bố áp dụng cho vùng Lower Mainland ở BC, vùng Sea to Sky, Sunshine Coast, Vancouver Island và Gulf Island xảy ra sau khi các đường cung cấp bao gồm cả đường cao tốc và đường sắt bị cuốn trôi hoặc là ngập do lượng mưa kỷ lục bắt đầu vào cuối tuần trước. Việc đi lại cũng bị hạn chế dọc theo các highway 3, 7 và 99 để bảo đảm rằng những phương tiện giao thông thiết yếu mới có thể đi qua. Trong khi đó thì một số đường cao tốc bị đóng cửa trước đã do lũ lụt đã được mở lại một phần. Highway 3, một liên kết quan trọng từ Metro Vancouver tới vùng nội địa interior của tỉnh đã được mở lại một làn xe giao thông. Một phần của Highway 1 trên Vancouver Island được gọi là Malahat cũng đã được mở lại hai làn xe trước thời hạn vào tối thứ Sáu. Highway 1 và 5 Coquihalla được sửa chữa nhiều hơn, dự kiến sẽ mất nhiều thời gian do bị sạt lở nghiêm trọng. bốn thi thể đã được trục vớt sau trận lở đất ở Highway 99 tỉnh PC. Thi thể của bốn nạn nhân đã được vớt lên từ hiện trường của vụ lở đất hôm thứ Hai trên Highway 99 ở Lillooet, tỉnh PC. Các nhân viên điều tra xác nhận hôm thứ Bảy. Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ chưa được tiết lộ tên, khiến cho cây cối và mảnh vỡ rơi vãi khắp nơi trên đường cao tốc và chặn con đường cuối cùng còn lại kết nối Lower Mainland với phần còn lại của tỉnh trong cơn bão quái ác vào tuần qua và ba người đàn ông khác cũng là nạn nhân của cơn bão này. PC Corona Service, dịch vụ điều tra PC, cho biết các đội tìm kiếm và cứu hộ đã vớt được một thi thể vào thứ tư và hai thi thể khác vào thứ năm. Trong một tuyên bố, nhân viên điều tra là bà Lisa Lapoy đã gửi lời chia buồn chân thành đến các gia đình hiện đang đau buồn trước cái chết đột ngột và bất ngờ của người thân của họ. RCMP của tỉnh PC đã xác nhận ba người đàn ông này đều nằm trong số những người được xác nhận là mất tích sau vụ sạt lở. Tên của họ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng trung sĩ Janelle Sohihat cho biết người thân của họ đã được thông báo. Các nỗ lực tìm kiếm người thứ năm bị mất tích vẫn tiếp tục cho đến hết thứ sáu, nhưng không thành công. Các nhà chức trách xác nhận hôm thứ Bảy rằng cuộc tìm kiếm đã bị tạm ngưng. Các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt cũng phải đối phó với các hạn chế COVID-19. Trong khi tình trạng khẩn cấp trong chất ở tỉnh PC, các quan chức y tế đang nhắc nhở những người đã phải sơ tán khỏi nhà và những người cung cấp viện trợ rằng tình hình COVID-19 vẫn đáng lo ngại, đặc biệt là ở các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và các biện pháp phòng ngừa phải được thực hiện để giảm việc lây truyền. Fraser Health East bao gồm các nơi ở Aberforth, Agassiz, Hope, Boston Bar, Chilliwack mission và Harrison Hot Springs đều có những hạn chế dành cho tất cả những người chưa được tiêm chủng đầy đủ, bao gồm giới hạn các cuộc tụ tập cá nhân trong nhà. Các cuộc họp cá nhân trong nhà trong khu vực Interior Health cũng được giới hạn cho 5 người khác hoặc là một hộ gia đình khác và các cuộc họp cá nhân ngoài trời được giới hạn ở 50 người. Bộ trưởng Y tế Adrian Dix nói rằng ông lo lắng về sự lây truyền COVID-19 ở những vùng này ngay cả trước khi có trận lũ lụt và sau khi có lệnh sơ tán, và nó tiếp tục là mối quan tâm lớn của ông. Theo Bộ trưởng Dix, khoảng 91% người dân trong khu vực Fraser Health đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Trong các cộng đồng Eastern Fraser Health, còn số đó thấp hơn. Trong khu vực Interior Health, có khoảng 86% người dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine đối với ai đã di dời, họ có thể tiêm phát xin trong bất kỳ cộng đồng nào mà họ hiện đang sinh sống và họ có thể đăng ký bằng cách gọi 1833 838 2323 hoặc là trực tuyến thông qua trang web Get Vaccinated. Thưa quý vị, có hai cảnh báo về thời tiết đã được ban hành. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Thêm một cảnh báo bão nữa được đưa ra cho miền Bắc tỉnh BC khi một con sông trong khí quyển khác sẽ đến. Cư dân ở phía bắc của tỉnh BC đang được cảnh báo để chuẩn bị cho cái gọi là con sông khí quyển tiếp theo đổ bộ vào tỉnh. Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo bão mùa đông cho các khu vực nội địa của bờ biển phía bắc, khu vực McGregor và đèo Pine Pass trên quốc lộ 97, trong khi các thông báo thời tiết đặc biệt đã được ban hành cho khu vực Gwaii và các khu vực ven biển của bờ biển phía bắc North Coast. Cảnh báo về tuyết rơi cũng được đưa ra cho một vùng rộng lớn ở miền Bắc tỉnh BC, bao gồm cả khu vực Prince George và Stewart-Nechako. Hệ thống thời tiết dự kiến sẽ di chuyển vào khu vực từ thứ Bảy đến thứ Hai, được dự báo sẽ mang lại lượng mưa từ 100 đến 150 mm cho Prince Rupert, với từ 30 đến 90 mm ở các khu vực ven biển khác. Các khu vực nội địa có thể thấy tuyết từ 10 cm đến 20 cm. Trung tâm dự báo sông của tỉnh BC cũng đưa ra đề phòng lũ lụt cho bờ biển phía Bắc, bao gồm Haida Gwaii, Prince Rupert, Kintimat, Vịnh Hartley Bay, Kemeno và các khu vực xung quanh. Xuất hiện trong bối cảnh lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng ở phía tây nam tỉnh BC, các cảnh báo đã khiến Bộ An toàn Công cộng đưa ra cảnh báo thời tiết hiếm gặp của riêng mình, kêu gọi mọi người chuẩn bị cho mọi điều kiện thời tiết trong một thông cáo truyền thông yêu cầu người dân chuẩn bị cho mưa lớn và gió mạnh tỉnh khuyến cáo người dân tránh xa các con sông và sông rạch thông cáo khuyến cáo người dân xem dự báo thời tiết cẩn thận thực hiện các bước để bảo vệ ngôi nhà của họ khỏi lũ lụt đề phòng cây và cành đổ và chuẩn bị cho tình trạng mất điện những người lái xe cũng được yêu cầu giảm tốc độ và lái xe cho phù hợp với điều kiện và không bao giờ lái xe qua dòng nước lũ hệ thống thời tiết được dự báo sẽ di chuyển đến bờ biển phía nam South Coast trong tình trạng suy yếu vào thứ hai. Bên bờ biển phía đông cũng có cảnh báo bão mùa thu. Bão mùa thu với gió lớn, mưa xối xả lên đến 150mm. Bờ biển phía đông đang chuẩn bị cho một cơn bão mùa thu dự kiến sẽ gây ra những cơn mưa xối xả và gió lớn trên khu vực vào đầu tuần tới. Cơ quan môi trường Canada cho biết, Cơn bão có thể làm lũ lụt các khu vực của Maritimes với lượng mưa lên tới 150mm, dự kiến ở phía đông Nova Scotia và Cape Breton. Tuyên bố thời tiết đặc biệt của nhà dự báo liên bang được ban hành cho phần lớn Nova Scotia, PEI và New Brunswick diễn ra chỉ một tuần sau khi lượng mưa kỷ lục gây ra lũ lụt trên diện rộng ở miền nam tỉnh BC. Tình hình đã khiến văn phòng quản lý khẩn cấp của Nova Scotia cảnh báo cư dân về khả năng xảy ra lũ lụt, triều cường và mất điện. Văn phòng là một bộ phận của Sở Nội vụ tỉnh, đang khuyến cáo người dân có đủ thức ăn và nước uống trong 72 giờ, sạc điện thoại di động và đổ xăng cho xe cộ. Cơn bão dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực Maritimes bắt đầu từ thứ hai, với khả năng xảy ra lũ quét và nước động lại trên đường tạo ra các điều kiện lái xe bất lợi. Trong tình hình căng thẳng với Trung Quốc, Canada đang thảo luận với các đối tác thân cận nhất về khả năng tẩy chay Olympic tại Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Canada sẽ tiếp tục thảo luận với các đối tác về khả năng tẩy chay Thế vận hội mùa đông 2022 tại Bắc Kinh. Trong bối cảnh vận động viên quần vợt Trung Quốc là bành soái mất tích gần đây, Siren Curry là thư ký báo chí của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Melanie Jolie cho biết trong một tuyên bố Canada vẫn vô cùng lo lắng trước những báo cáo đáng lo ngại về vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Tuần trước thì tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã xác nhận trong cuộc gặp với thủ tướng Justin Trudeau tại Nhà Trắng nói rằng ông đang xem xét tẩy chay ngoại giao đối với thế vận hội Olympic vào năm tới. Trả lời câu hỏi về bình luận của tổng thống Mỹ và lập trường của Canada về việc tẩy chay, thư ký Khoury cho biết họ sẽ tiếp tục thảo luận vấn đề này với các đối tác thân cận nhất của chúng tôi thủ tướng trudeau trước đây cho biết canada đã có các cuộc trao đổi với các đối tác và đồng minh trên thế giới về thế vận hội bắc kinh ông nói có rất nhiều vận động viên ở canada và trên toàn thế giới đã và đang tập luyện tập trung rất nhiều vào điều này chúng tôi đang tìm cách để vừa có thể thấy họ thể hiện năng lực của mình và hoàn thành tất cả những công việc khó khăn mà họ đã làm trong nhiều năm đồng thời tiếp tục thể hiện mối quan tâm thực sự của chúng tôi đối với cách chính phủ trung quốc hành xử hiện vẫn chưa rõ tình trạng của nữ vận động viên Bành Soái, 35 tuổi, sau khi tay vợt này công khai cáo buộc ông Jean Gao Li, là Trương Cao Lệ, 75 tuổi, là cựu phó thủ tướng từng là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản cầm quyền tấn công tình dục cô. Cô Bành đã viết một bài đăng dài trên mạng xã hội vào ngày 2 tháng 11 nói rằng cô đã bị ép quan hệ tình dục 3 năm trước với ông Giang tại nhà của ông mặc dù nhiều lần đã từ chối bài đăng nhanh chóng bị xóa khỏi tài khoản đã được xác minh của cô trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Mặc dù ảnh chụp màn hình về những lời buộc tội của cô đã được chia sẻ trực tuyến, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết họ không biết về những tranh cãi xung quanh cô Bành, là một cựu tay vợt hàng đầu ở nội dung đôi nữ, từng giành danh, danh hiệu tại Wimbledon năm 2013 và giải pháp mở rộng năm 2014. Cô đã tham dự ba kỳ Olympic. Một cuộc tẩy chay thấy phần hội Bắc Kinh đã được giấy lên trước khi cô Bành mất tích để đáp lại các hành động chính trị của Trung Quốc ở Hồng Kông, cũng như cách đối xử của họ với các nhóm thiểu số bao gồm Phật giáo Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo. Các vụ giam giữ người Canada, ông Michael Kovic và Michael Spavor trong quá khứ, những người mà đã bị Trung Quốc giam giữ hơn 1.000 ngày vì cáo buộc gián điệp, được coi là sự trả đũa cho việc Canada bắt giữ giám đốc điều hành Huawei Mạnh Vãn Châu vào tháng 12 năm 2018, theo lệnh của Hoa Kỳ cũng được nêu ra làm lý do để xem xét một cuộc tẩy chay. Còn trong quan hệ đối tác thương mại với nước láng giềng Hoa Kỳ, nhà ngoại giao cho biết tổng thống Biden có thể mở cửa cho Canada khoản tín dụng thuế xe điện. Người đứng đầu một nhóm kinh doanh nổi tiếng của Canada, Hoa Kỳ cho biết bà nhìn thấy tia lửa nhóm lên của một thỏa thuận cho phép các công ty Canada đủ điều kiện nhận tín dụng thuế gây tranh cãi của Tổng thống Joe Biden đối với xe điện. Bà Scotty Greenwood là cựu nhà ngoại giao Mỹ tại Canada, hiện là giám đốc điều hành của doanh nghiệp người Mỹ gốc Canada cho biết Tổng thống Biden chưa chuẩn bị đàm phán với Thủ tướng Justin Trudeau tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo, các nhà lãnh đạo Bắc Mỹ ở Washington, trong khi dự luật Bill Back Better trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ của ông vẫn đang được chuyển tới Quốc hội. Nhưng bà nói rằng bà đã nhìn thấy sự cởi mở trong ngôn ngữ của Tổng thống Hoa Kỳ trong một cuộc họp báo ngắn với Thủ tướng Trudeau vào thứ năm tại phòng bầu dục. Đủ cởi mở để cho thấy rằng có thể đạt được một thỏa hiệp, cho dù đó là miễn trừ cho các xe ở Bắc Mỹ do công đoàn sản xuất hay một thỏa thuận tương tự. Dự luật của Tổng thống Biden đã được Hạ viện thông qua vào thứ Sáu và hiện đang được chuyển đến Thượng viện, sẽ cung cấp cho người mua xe điện do công nhân công đoàn sản xuất tại Hoa Kỳ một khoản tín dụng thuế lên tới 12.500 đô la. Canada phản đối quyết liệt kế hoạch này, khẳng định nó làm suy yếu ngành công nghiệp xa hơi của Canada và vi phạm thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ mới. Một số thành viên trong nội các của Thủ tướng Trudeau đã cảnh báo về khả năng trả đũa lại. Thủ tướng Trudeau, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế bà Mary Ng và các bộ trưởng nội các khác có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, nhiều lần nhấn mạnh sự hội nhập sâu rộng của ngành công nghiệp xa hơi Bắc Mỹ. Họ cũng chỉ ra rằng Canada là nguồn chính của nhiều nguyên liệu thô cần thiết để sản xuất pin, chẳng hạn như là cobalt, tức là chất bạch kim, và nickel, chất kền. Nhưng đối mặt với tất cả những tranh luận về tầm quan trọng của việc bảo vệ các chuỗi cung ứng đó, các quan chức Hoa Kỳ tỏ ra không hề lây chuyển. Mối quan tâm lớn hơn đối với Canada là làm thế nào để đối phó với phong trào bảo hộ ngày càng gia tăng ở phía nam biên giới. Phong trào đó hiện đang được cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa chấp nhận, ngay bây giờ, thực tế là Canada coi tín dụng thuế xe điện là có hại cho ngành công nghiệp xe hơi ở nước này. Canada coi đây là mối đe dọa đối với hàng ngàn việc làm ở cả hai bên biên giới. Khi Canada và Hoa Kỳ cùng thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, Bộ trưởng En cho biết Canada sẽ tiếp tục vận động hành lang để được miễn trừ tại cả Nhà Trắng và trên đồi Capitol và vào mọi cơ hội khác mà bà và các bộ trưởng nội các khác có được với những người đồng cấp Hoa Kỳ. Kraft Heinz thu hồi một số bột nước trái cây do có thể bị nhiễm thủy tinh. Kraft Heinz Canada đang thu hồi sản phẩm bột nước chanh. Country Time Brand Original Lemonade Fruit Juice Substitute Drink Mix và bột tang vị cam Orange Flavor Crystals do có thể có thủy tinh. Các sản phẩm bị thu hồi đã được bán trên toàn quốc và trực tuyến. Các sản phẩm của Country Time được bán trong các gói 2,4 kg Sử dụng tốt nhất trước ngày 15 tháng 9 năm 2023. Các sản phẩm tang được bán trong gói 2,2 kg, sử dụng tốt nhất trước ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2023. Tất cả chúng nên được ném bỏ hoặc trả lại nơi mua. Cơ quan thanh tra thực phẩm Canada cho biết không có báo cáo nào về bất kỳ thương tích nào liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm bị thu hồi. Hạt mè bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Một thương hiệu hạt mè Allen được bán ở Canada đang bị thu hồi do có thể nhiễm khuẩn Salmonella. Hạt mè hữu cơ nguyên chất đã được bán ở Newfoundland và Labrador, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Alberta và British Columbia. Hạt được bán trong gói 250g với số lô 21047 và 21030. Hạn sử dụng tốt nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2022 và ngày 16 tháng 8 năm 2022. Thực phẩm bị nhiễm khuẩn Salmonella có thể không có mùi hôi, nhưng nó vẫn có thể gây ra bệnh bao gồm sốt, đau đầu, nôn mửa và buồn nôn theo Health Canada. Và trong một số trường hợp thì ngộ độc Salmonella có thể dẫn tới nhiễm trùng chết người. Bộ Y tế Canada cho biết hạt me bị thu hồi thì nên vứt bỏ hoặc là trả lại cửa hàng nơi bạn đã mua. Ontario báo cáo có hơn 700 ca COVID-19 mới trong ngày thứ ba liên tiếp. Các quan chức y tế đã xác nhận có 728 ca nhiễm mới vào ngày thứ Bảy, giảm nhẹ so với 793 ca của ngày hôm trước. Trong số các ca mắc mới có 441 ca chưa được tiêm chủng đầy đủ hoặc là chưa rõ tình trạng tiêm chủng, trong khi 287 ca đã được tiêm chủng đầy đủ. Trong số các ca nhiễm mới, Toronto báo cáo có 89 ca Simcoe, Muskoka có 63 ca, Sudbury có 60 ca, vùng Waterloo xác nhận có 49 ca, trong khi vùng Peel có 45 ca và 41 ca được báo cáo ở Windsor, Essex Và có thêm 5 người khác đã chết do căn bệnh này, nâng số người chết ở tỉnh do coronavirus lên 9.964 người. Cho đến nay, có khoảng 89% người dân Ontario từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm một liều vaccine COVID-19, và hơn 85% đã được tiêm chủng đầy đủ. Tỉnh cho biết 283 người hiện đang nhập viện do COVID-19 với 215 người trong số đó là không được tiêm chủng đầy đủ hoặc là không rõ tình trạng. Dữ liệu cập nhật về số lượng bệnh nhân trong ICU và trên máy thở không có sẵn vào ngày thứ Bảy. Vào ngày thứ Sáu, thì Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech COVID-19 ở trẻ em từ 5-11 tuổi và họ hy vọng sẽ có khoảng 2,9 triệu liều vaccine cho trẻ em đủ cho liều đầu tiên cho mọi trẻ từ 5 cho tới 11 tuổi vào cuối tuần tới. Vaccine dành cho trẻ em đã được phê duyệt với khoảng cách tiêm giữa các liều là 3 tuần. Nhưng Ủy ban Tư vấn Quốc gia về tiêm chủng gọi tắt là NACI đã đề nghị là ít nhất 8 tuần giữa các lần tiêm. Bằng chứng đã chỉ ra rằng khoảng cách giữa các liều tiêm dài hơn sẽ làm tăng hiệu quả của vắc xin và thậm chí có thể làm giảm nguy cơ mắc các tác dụng phụ hiếm gặp chẳng hạn như viêm tim. Bộ Y tế Canada vẫn đang xem xét vắc xin Moderna mRNA COVID-19 cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Một số học sinh tiểu học miền Tây Quebec có thể tiêm vắc xin COVID-19 tại các phòng khám của trường một số trường học ở phía Tây Quebec sẽ tổ chức các phòng tiêm chủng như là một phần của nỗ lực toàn tỉnh nhằm cung cấp ít nhất một liều vaccine COVID-19 cho mọi trẻ em trong độ tuổi từ 5 cho tới 11 trước kỳ nghỉ đông. Hội đồng trường Western Quebec cho biết họ đã lên kế hoạch chuẩn bị cho Bộ Y tế Canada phê duyệt vaccine Pfizer-BioNTech cho trẻ nhỏ trong hơn nhiều tháng và cùng với hai cơ quan y tế địa phương trong khu vực tổng giám đốc mike Dubow cho biết hội đồng trường học anh ngữ hy vọng các phòng khám trường học sẽ giúp đưa vắc xin vào tất cả các khu vực của họ có diện tích gấp đôi nova scotia theo ông các trường học sẽ nhận vắc xin trong vài tuần sau khi các phòng khám tập trung được cung cấp để phụ huynh có thể đăng ký và trực tiếp mang con họ tới đó ông dubo cho biết sẽ có các khu vực dành riêng cho phòng tập thể dục của trường để cho các y tá sức khỏe cộng đồng tiêm vắc xin và theo dõi sự phục hồi trong khi nhân viên đồng hành và an ủi học sinh. Một khi trẻ nhỏ được tiêm chủng với tỷ lệ tương đương với học sinh trung học sẽ có ít lớp học đóng cửa hơn và một số biện pháp y tế như là đeo khẩu trang sẽ được nới lỏng dẫn tới việc học tập trong lớp tốt hơn. Tiến sĩ Bridget pinna giám đốc y tế công cộng của chính quyền cho biết về nguồn tài liệu giáo dục sẽ được cung cấp cho phụ huynh để hướng dẫn họ trong các quyết định của mình. Các nhà báo lãnh đạo ủng hộ West Sweden bị bắt khi RCMP thực thi lệnh đường ống ở miền bắc tỉnh BC. Có thêm 15 người, bao gồm hai nhà báo và một nhà lãnh đạo chủ chốt trong cuộc chiến chống lại đường ống dẫn khí Coastal GasLink, đã bị bắt hôm thứ sáu khi cảnh sát tiếp tục chống lại những người phản đối dự án đang được xây dựng ở phía tây Prince George, tỉnh BC. Cảnh sát Hoàng gia Canada RCMP đã xông vào trại Coyote Camp của những người phản đối do họ đã chiếm một địa điểm làm việc chính của Coastal Gas Link kể từ ngày 25 tháng 9 và bắt giữ nhiều người cư ngụ ở trong đó. Và có hai người cảnh sát cho biết tự nhận là nhà báo. Trại này đã tạm dừng kế hoạch của Coastal Gas Link cần khoan một đường hầm cho đường ống dẫn khí đốt tự nhiên của họ dưới Washington, hay còn gọi là Morris River. Cảnh sát cho biết khi tới trại vào hôm thứ sáu, họ đã đọc một bản thông báo lệnh của tòa án tối cao PC cho phép tiến hành xây dựng đường ống và đã nhiều lần cảnh báo những người bên trong phải rời đi trước khi họ phải cưỡng chế và thực hiện các vụ bắt giữ. Cho đến nay thì tổng cộng 29 người đã bị bắt vì vi phạm lệnh của tòa án tối cao PC trong một hoạt động kéo dài nhiều ngày của RCMP. Lực lượng cảnh sát cho biết hoạt động của họ cũng bao gồm cả việc chặt cây và các thiết bị bị lật để thông đường rừng phục vụ việc xây dựng đường ống. Vào ngày 18 tháng 11, 14 người đã bị bắt khi RCMP phá bỏ các chốt chặn dọc theo Morris River Forest Service Road dẫn đến hai trại làm việc. Cảnh sát cho biết trong số 14 người bị bắt hôm 18 tháng 11, một người đã được trả tự do mà không bị buộc tội, 8 người đã được trả tự do có điều kiện và 5 người đang được chở đến Prince George để hầu tòa hôm thứ Hai. Những người bị bắt vào ngày 19 tháng 11 đang bị RCMP giữ ở Houston, BC trước lần hầu tòa đầu tiên của họ. Hiệp hội các nhà báo Canada cho biết trong số những người bị bắt hôm thứ Sáu, có phóng viên nhiếp ảnh cô Amber Bracken, người đang làm nhiệm vụ cho hãng tin War và nhà làm phim tài liệu Michael Toledano. Hiệp hội đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ quan ngại sâu sắc về các vụ bắt giữ và đang tìm kiếm thêm thông tin. Tờ The Now cũng đưa ra một tuyên bố nói rằng họ vô cùng lo lắng trước vụ bắt giữ và xác nhận rằng phóng viên Amber Blacking của họ đang mang theo một lá thư chỉ định chính thức bên mình. Hội đồng được bầu chọn của West Western First Nation đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư lên án cuộc kháng chiến đường ống đang diễn ra trong một tuyên bố trực tuyến Coastal Gas Link xác nhận rằng nguồn cung đã đến được hai trại làm việc đã bị cắt đứt trước đó. Công ty gọi các bước mà RCMP thực hiện là đáng tiếc nhưng cần thiết để khôi phục khả năng tiếp cận để cung cấp nguồn cung, bao gồm cả thực phẩm và nước, cho nhân viên và nhà thầu của họ. Thượng nghị sĩ Josie Forrest-Nissing 56 tuổi, tử vong sau khi chiến đấu với COVID-19 và tình trạng tự miễn dịch. Thượng nghị sĩ Jose Forrest người vừa trở về nhà sau khi nhập viện một tháng do nhiễm COVID-19 đã qua đời. Cô ấy 56 tuổi. Chủ tịch Thượng viện George Foray cho biết trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Bảy, nói rằng Tôi vô cùng đau buồn khi biết được sự ra đi của người bạn và đồng nghiệp của chúng ta là Jose Forrest đáng kính. Thủ tướng Justin Trudeau cũng đưa ra một tuyên bố hôm thứ Bảy ca ngợi cam kết của Forrest Nijing đối với dịch vụ công. Ông nói, trong suốt cuộc đời của mình, Thượng nghị sĩ Forrest Nijing đã nhiệt tình bảo vệ và thúc đẩy quyền tiếp cận công lý và dịch vụ công bằng cả ngôn ngữ chính thức cũng như ngôn ngữ ký hiệu, kể cả đối với cộng đồng bản địa. Thay mặt chính phủ Canada, Sophie và tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của Thượng nghị sĩ Frost Nijing một công chức tận tụy và là nhà đấu tranh cho các cộng đồng ngôn ngữ thiểu số. Cô Forrest Nissen gần đây tiết lộ rằng cô ấy đã phải vật lộn với tình trạng tự miễn dịch ảnh hưởng đến phổi của mình trong hơn 15 năm. Điều này khiến cô ấy đặc biệt dễ bị tổn thương bởi COVID-19. Thượng nghị sĩ từ Sudbury, Ontario đã nhận được hai liều vaccine COVID-19 vào đầu năm nay. Tháng trước, thì văn phòng của cô thông báo rằng cô đã phải nhập viện sau khi bị nhiễm với COVID-19 một ví dụ về trường hợp đột phá hiếm gặp. Đầu tuần này, văn phòng của cô ấy thông báo rằng cô ấy đã trở về nhà sau một tháng nằm viện. Một tuyên bố cho biết cô đã được cảnh báo rằng tình trạng sức khỏe của mình sẽ làm giảm hiệu quả của vaccine. Nhưng cô tin rằng cuộc chiến chống lại COVID-19 của cô sẽ khác nhiều nếu cô không được tiêm phòng. Cô cũng ca ngợi sự chăm sóc mà cô nhận được tại Health Science North ở Sudbury và nói rằng Việc nằm viện không bao giờ là dễ dàng, nhưng khi nó đi kèm với sự đồng cảm và sự tiếp xúc của con người, điều đó tạo nên sự khác biệt. Cô Forrest từng là thành viên của nhóm thượng nghị sĩ độc lập. Thay mặt Thượng viện Canada, tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả gia đình, bạn bè và những người thân yêu của cô ấy. Chủ tịch Thượng viện Furry nói, được mô tả là một người Pháp, cư dân của tỉnh Ontario, kiêu hãnh, Cô Forest Nizan đã đại diện cho tỉnh Ontario tại thượng viện kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2018. Sau một thời gian hành nghề luật sư tại quê hương Sudbury của cô, ông Fori cũng công nhận cô Forest Nizan vì những đóng góp của cô ấy với tư cách là thành viên và chủ tịch của nhiều hội đồng và là một người bảo vệ nhiệt tình và đam mê quyền tiếp cận công lý bằng cả hai ngôn ngữ chính thức. Một số nghị sĩ cũng đã bày tỏ sự chia buồn của họ. Tại tỉnh Alberta, thủ hiến Jason Kenney đang thừa nhận những căng thẳng trong đảng bảo thủ thống nhất của mình, trong khi chủ tịch UCP đang cầu xin các thành viên duy trì đoàn kết dưới biểu ngữ của đảng. Cả hai nhận xét đến tại cuộc họp chung thường niên của đảng ở Calgary vào thứ bảy. Thủ hiến Kenney đã có một bài phát biểu quan trọng trong đó ông bảo vệ các hành động bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh trong đại dịch Covid-19, mặc dù thực tế là một số hành động đó đã gây ra rạn nứt trong hàng ngũ đảng viên. Ông nói: "Chúng tôi đã mắc sai lầm trong quá trình này và với tư cách là người đứng đầu, tôi phải chịu trách nhiệm về điều đó. Tôi biết rằng nhiều người trong số các bạn tức giận với tôi và chính phủ của chúng tôi vì đã đưa ra các hạn chế về sức khỏe cộng đồng vào nhiều thời điểm khác nhau trong suốt trong suốt dịch Covid-19." Nhưng Thủ hiến Kenny cho biết ông không hối hận về các biện pháp chống đại dịch của chính phủ, bất chấp sự tức giận mà chúng gây ra vì chúng cần thiết để bảo vệ hệ thống y tế của Alberta, nơi đang trên bờ vực sụp đổ. Thủ hiến đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề từ những người cho rằng các hạn chế khác nhau là quá mạnh mẽ, và những người khác thì nghĩ rằng ông nên hành động sớm hơn và quyết đoán hơn. Xếp hạng phê duyệt của Thủ hiến Kenny đã giảm mạnh trong suốt đại dịch COVID-19, và một loạt các vấn đề gây tranh cãi, chẳng hạn như là một vụ kiện đang diễn ra nhằm vào văn phòng của ông ấy và đấu đá chính trị đã đóng khung phần lớn nhiệm kỳ của ông ấy. Ông cho biết ông hoan nghênh một cuộc xem xét lại khả năng lãnh đạo của ông sắp tới, nhưng yêu cầu các thành viên tập trung vào các ưu tiên của người dân Alberta thay vì trong nội bộ của đảng. Thủ hiến Kenny dự kiến sẽ phải đối mặt với một cuộc xem xét lại khả năng lãnh đạo của ông vào tháng 4, nhưng nó có thể đến sớm hơn ngay trước bài phát biểu của thủ hiến kenny chủ tịch đảng mới đắc cử là bà cynthia moore đã mô tả đảng ucp như một gia đình bà nói quá nhiều người trong chúng ta đã quên rằng chúng ta là đảng bảo thủ thống nhất một số người trong chúng ta quên điều gì đã đưa chúng ta đến với nhau và hiện đang tập trung vào những gì chia rẽ chúng ta thỏa hiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng thường là điều nên làm chúng ta phải nhớ rằng chính trị là nghệ thuật đàm phán và thỏa hiệp 22 hiệp hội khu vực bầu cử của đảng UCP đã ký một lá thư gửi ban điều hành của đảng kêu gọi bỏ phiếu về sự lãnh đạo của thủ hiến Carney sớm hơn so với dự kiến vào tháng 4. Đại dịch Covid-19 cho thấy sự thiếu hụt lao động tay nghề cao thuộc ngành công nghệ ở Edmonton. Những người theo dõi ngành cho biết Đại dịch COVID-19 đã đem lại lợi ích cho ngành công nghệ, nhưng cũng chính vì vậy mà nó tạo ra sự thiếu hụt lao động có tay nghề cao ở Edmonton. Bà Ali Gno là giám đốc điều hành của Resume Free, một công ty giới thiệu các ứng viên cho các nhà tuyển dụng, cho biết các công ty phải thích nghi với yêu cầu làm việc từ xa. Theo CBRE, là một công ty đầu tư và bất động sản thương mại quốc tế, thành phố Edmonton là thị trường công nghệ phát triển nhanh nhất Bắc Mỹ trong 5 năm qua. Nhân bản xếp hạng ghi nhận tài năng công nghệ Scoring Tech Talent Rankings năm 2021 đã xác định sự thiếu hụt lao động những người có nền tảng công nghệ cần thiết. Theo báo cáo thì từ năm 2015 đến năm 2019, có 5.522 sinh viên ở Edmonton đã tốt nghiệp với bằng công nghệ. Nhưng trong thời gian đó, thị trường lao động có thêm khoảng 12.000 việc làm công nghệ. Bà Stephanie Remniak, chủ tịch chương trình quản trị mạng máy tính của NET cho biết các công ty đang liên hệ với bà để sinh viên tốt nghiệp có thể lấp đầy các vị trí tuyển dụng sớm hơn nhiều so với bình thường. Các công ty và tổ chức thường bắt đầu tìm kiếm sinh viên tốt nghiệp vào tháng 2 và tháng 3. Bà và các nhân viên của mình cũng bắt đầu tuyển dụng. May mắn thay, đại dịch đã khuyến khích mọi người suy nghĩ lại về lựa chọn nghề nghiệp của họ. Có các sinh viên quyết định bước vào lĩnh vực công nghệ từ các ngành khác. Lighthouse Labs là một nhà cung cấp trực tuyến các kỹ năng công nghệ và đào tạo tin rằng họ có thể giúp lấp đầy khoảng trống bằng cách đào tạo nhân viên trong thời gian ngắn hơn so với các cơ sở trường học truyền thống. Ông Jeremy Shecky, là giám đốc điều hành của công ty có trụ sở tại Vancouver, tin rằng gần như bất kỳ ai cũng có thể học, viết, lập trình, coding chỉ trong 3 tuần. Ông nói thử thách viết lập trình trong 21 ngày của họ mang đến cho mọi người với mọi lĩnh vực một cơ hội để học các kỹ năng, viết lập trình cơ bản mọi người thường tin rằng bạn phải là một người yêu thích máy tính hoặc có trình độ học vấn đặc biệt để có thể học viết lập trình. Mặc dù thử thách viết lập trình sẽ không giúp được việc làm ngay lập tức, nhưng ông Shaki cho biết nó sẽ giúp người học làm quen đủ với những điều cơ bản để cân nhắc sự nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Với các bạn nào mua những nhà dự án, với các bạn nào mua hay đầu tư những dự án pre-construction, hãy lưu ý trong bản tin sau đây, một nhà xây dựng căn hộ ở Ontario đột nhiên hủy bỏ hợp đồng mua bán kéo dài nhiều năm, trừ khi người mua nhà trả thêm 100.000 đô la. Nền móng đã được đổ xây cho ngôi nhà đầu tiên của cô Soraya Palma và cô ấy đã trả gần hết số tiền đặt cọc. Nhưng cô gái 29 tuổi này cho biết, giờ đây cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời bỏ dự án xây dựng ở thành phố Barrie, Ontario. Thứ tư tuần trước, cô nhận được một lá thư khiến cô không nói nên lời. Pace Development đã thông báo với cô rằng họ sẽ hủy bỏ thỏa thuận mua bán của họ đã ký từ ngày 7 tháng 3 năm 2020 và trả lại tiền đặt cọc của Pema, ngay cả khi việc xây dựng các căn hộ chung cư vẫn đang tiếp diễn. Đó là trừ khi cô ấy đồng ý trả thêm 100.000 đô la trên giá mua ban đầu là 512.000 đô la các chuyên gia mà cbc news đã nói chuyện nói rằng những gì nhà xây dựng pace đang làm rất có thể là hợp pháp mặc dù họ cảnh báo rằng họ chưa xem các thỏa thuận trong hợp đồng cô pema cho biết cô đã hy sinh để có được ngôi nhà cô và người bạn đời của mình đã tạm hoãn đám cưới của họ và cô chuyển đến sống với bố mẹ khi cô bị cho thôi việc tại văn phòng ở trung tâm thành phố toronto vì đại dịch hiện cô đang điều hành công việc kinh doanh của riêng mình cô nói rằng cô đã cảm thấy hoàn toàn bị lừa Cô và hàng chục người đã đầu tư vào 70 căn hộ giai đoạn 1 của dự án Maple View của Pace Development, được gọi là Urban North Townhomes, từ năm 2018 đến năm 2020, đã được nhà phát triển ở Richmond Hill đưa ra hai lựa chọn giống nhau vào tuần trước, tức là bỏ thỏa thuận lấy lại tiền đặt cọc hoặc tiếp tục mua phải trả thêm 100.000 đô la. Tuy nhiên, sự thay đổi của nhà phát triển không ảnh hưởng đến những người mua dự án nhà Townhouse, tại cùng khu vực mà được bán ra gần đây hơn với giá cao hơn. Những người đã đầu tư vào dự án căn hộ mới, một số người đã trả thêm tiền để nâng cấp và đã nhận được sự bảo đảm trước đó từ Pace nói rằng sau nhiều năm trì hoãn, ngôi nhà mới của họ sẽ sẵn sàng vào năm 2022. Tất cả đều nói rằng họ đã bị một cú hích đột ngột bởi lá thư nhận được từ nhà phát triển. Lá thư viết rằng do những hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi và bất chấp ý định tốt nhất của nhà cung cấp, dự án của chúng tôi đã bị COVID-19 thách thức. Lá thư đề ngày 9 tháng 11 năm 2021 và được CBC News thu được. Tại thời điểm này, không thể thu xếp tài chính cho dự án với các điều kiện thỏa đáng với nhà cung cấp. Thật không may, nó sẽ buộc nhà cung cấp dự án phải hủy bỏ thỏa thuận mua bán của bạn. Giám đốc điều hành của Pace là Ivan Scavia nói với CBC News rằng công ty cần nhiều tiền hơn do chi phí nguyên liệu và nhân công tăng lên liên quan đến đại dịch, đôi khi lên tới 60%. Bà nói tình trạng này ảnh hưởng đến người mua ở giai đoạn sớm nhất của dự án này, vốn đã có lịch hoàn thành xây dựng hơn một năm trước. Bà cũng cho biết Pace cũng đã phải đối mặt với sự chậm trễ kéo dài hàng tháng để xin giấy phép xây dựng từ thành phố Berry, nơi đã trì hoãn việc xây dựng và làm tăng chi phí nhưng thành phố đã tranh chấp lại lời cáo buộc đó. Bà Michelle Benfield là giám đốc các dịch vụ phát triển của thành phố cho biết không có sự chậm trễ nào trong việc cung cấp giấy phép hay kiểm duyệt cho dự án, kể cả trong thời gian đại dịch xảy ra và các phê duyệt đều diễn ra trong các mốc thời gian điển hình của ngành. Bà Benfield cũng lưu ý rằng thành phố Barrie được xếp hạng đầu tiên trong khu vực Đại Toronto với tư cách là đô thị hiệu quả nhất hữu ích và tiết kiệm chi phí nhất trong việc phê duyệt các dự án phát triển nhà ở mới, theo báo cáo năm 2020 của Hiệp hội Phát triển Đất và Công nghiệp Xây dựng. Bà Benfield cũng cho biết, thành phố đã chấp thuận khoảng 130 trong số 300 đơn đăng ký của PACE. Phần còn lại dự kiến sẽ được cấp vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12. Tuy nhiên, các luật sư của nhà phát triển cho biết, đây là bằng chứng cho thấy thành phố đã